Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 386. Hiện tại nàng khôi phục bình thường, tự nhiên có thể trở về nhà đoàn viên. Nhưng, Thiện Nhu mắt nhìn Diệp Thần, lưu luyến không thôi, nhưng không bỏ đi được. Thần vũ trụ Diêm La Đạo Quân nói, người bỏ không được luân hồi chi chủ, ta cũng rõ ràng, nhưng người cuối cùng không thể nào cả đời cùng ở hắn bên người. Thiện Nhu cúi đầu xuống, một hồi ảm đạm. Diệp Thần mỉm cười sờ một cái đầu tóc nàng, nói Thiện Nhu, ngươi liền đi về nhà đi, ngươi có thể mang ta tới nơi này, ta đã rất là cảm kích, sau này như có cơ hội, ta sẽ tới giới vương điện thăm ngươi. Thiện Nhu nói, Diệp Thần ca ca. Thần vũ trụ nghe được Diệp Thần cũng phải để cho Thiện Nhu về nhà, trong bụng trấn an, nói, thằng nhóc, coi là ngươi thức thời, ngươi trước đây dám cướp ta phiêu, ta là hận không được làm thịt ngươi. Nhưng ngươi ngày hôm nay chịu thả Thiện Nhu trở về, ta liền bỏ qua cho ngươi. Dừng một chút, thần vũ trụ lại nói, chỉ bất quá, ngươi và Phong Đế Quân, muốn gọi ta gia nhập luân hồi trận doanh, đó là tuyệt đối không thể nào, ta già rồi, chỉ muốn an ổn vượt qua cuộc đời còn lại, ngoại giới tranh đấu, ta không có hứng thú chút nào. Diệp Thần vui vẻ nói, tiền bối yên tâm, ta sau này sẽ không lại quấy rầy ngươi. Trước đây hắn bởi vì cướp phiêu chuyện, cùng giới vương điện kết làm thù oán, lúc này tiêu tan hiềm khích lúc trước, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Thần vũ trụ lại nói, vậy địa ngục xu trả cho ta, ta giữ lại còn có chút chỗ dùng. Diệp Thần nói, được. Sau đó liền đem bộ kia địa ngục xu hắc quan, từ hoàng tuyền đồ bên trong sử dụng, trả lại cho thần vũ trụ. Thần vũ trụ khẽ gật đầu, nắm lên bên cạnh bàn đao, ném cho Diệp Thần, nói, thanh đao này đưa cho ngươi. Diệp Thần đem đao nhận lấy, chỉ cảm thấy thanh đao này, như ngay ngắn một cái vũ trụ thế giới vậy nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cánh tay trầm xuống, xương cốt rắc rắc một tiếng, ở thanh đao này khủng bố sức nặng hạ, lại có thể ngay cả tay cánh tay cũng chật khớp, một hồi nhọn đau đớn. Diệp Thần ngũ quan, vậy đang đau đớn dưới sự kích thích, một hồi vặn vẹo. Thần vũ trụ vui vẻ cười to, nói cái này cầm nhân hoàng thánh đao, coi như có chút phân lượng chứ. Diệp Thần hít sâu một hơi, linh khí bơm vào cánh tay, mới vừa đem nhân hoàng thánh đao bắt chặt. Hắn đem xương cánh tay hợp hồi cứu, vòng vo chuyển cánh tay, nói, há chỉ là có chút phân lượng, đơn giản là nặng nề vô cùng. Diệp Thần ánh mắt đánh giá nhân hoàng thánh đao, thanh đao này cắm ở sao bên trong, vỏ đao là vàng óng bằng da, hình như là dùng da rồng chế tạo, bằng da trên vỏ đao phủ đầy màu vàng kim miếng vảy, cán đao là lạnh lùng băng hàn cổ bằng đá. Toàn thân ước chừng 1 mét nửa dài, phong cách cổ xưa trầm chuyết. Diệp Thần nắm cán đao, thử nghiệm đem thân đao rút ra, nhưng phát hiện thân đao xít sao nguyên vẹn sao bên trong, kín kẽ, lấy hắn khí lực, lại có thể không thể đem đao rút ra. Ồ! Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, phải biết, hắn hai tay võ đạo gông xiềng, đã chặt đứt, lực lượng lớn lạ thường, đủ để lật tay phá thiên. Nhưng, cho dù lấy Diệp Thần vậy hung mãnh lực lượng, cũng không cách nào rút ra thân đao chút nào. Ha ha ha, đừng hy vọng hảo huyền, hôm nay ngươi, không thể nào đem nhân hoàng thánh đao rút ra. Thần vũ trụ cười to, nói cái này cầm nhân hoàng thánh đao, chính là không vô thần khí, tam hoàng chí bảo một trong, nếu như ngươi có thể rút ra đao thành công, đủ để một đao giết chết vũ hoàng cổ đế. Nghe được thần vũ trụ mà nói, Diệp Thần cặp mắt bạo sáng, nặng hít một hơi, lại lần nữa dùng hết khí lực cả người. Nhưng thân đao như cũ không nhúc nhích tí nào, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào rút ra. Thần vũ trụ cười nói, không vô thần khí, thế giới hiện thật người, không thể nào nắm trong tay, ngươi trước đây có thể nắm trong tay thiên hoàng cổ chung, ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng muốn đến ngươi cũng không khả năng kéo dài, như ngươi thật có nắm trong tay không thần khí năng lực, thế giới hiện thật không người là ngươi địch thủ. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, đúng là như vậy. Không vô thần khí, quy luật đặc biệt ảo diệu, thế giới hiện thật võ giả, căn bản không có thể khống chế. Hắn trước đây có thể ngắn ngủi thúc giục thiên hoàng cổ chung, đó là hy sinh hoang lão và 4 vị hỗn độn thần đế lực lượng, lại điên cuồng cháy luân hồi huyết mạch, cuối cùng còn muốn kết hợp hoang tộc tổ địa bản thân phong thủy khí vận, mới khá miễn cưỡng chấp trường. Nếu như thiên hoàng cổ chung là bầy ở bên ngoài, hắn là vô luận như thế nào cũng thúc giục không nhúc nhích được. Cái này cầm nhân hoàng thánh đao, cũng là tam hoàng chí bảo một trong, thứ thiệt không vô thần khí, lấy giờ phút này Diệp Thần năng lực, căn bản không có thể rút ra.
Thần vũ trụ, nhân hoàng thánh đao chân quý như vậy, ngươi vì sao phải tặng đưa cho ta? Diệp thần buông tha rút ra đao ý niệm, nắm vỏ đao, nghi ngờ hỏi. Thần vũ trụ thong thả thở dài, nói, bởi vì thanh đao này, là ta tâm ma. Diệp thần bộ dạng sợ hãi, nói tâm ma. Thần vũ trụ ừ một tiếng, nói, không sai, chính là tâm ma, ta trước kia cơm nước không ngon, mơ tưởng để cầu, vẫn luôn muốn rút ra thanh đao này, kết quả thủy chung là thất bại, tự thân tu vi cũng bị trì hoãn. Nếu không phải bởi vì thử nghiệm rút ra đao, hoang phế quá thời gian dài, ta đã sớm siêu thoát thực tế, chứng đạo không không. Hôm nay, ta đem nhân hoàng thánh đao đưa cho ngươi, coi như là thoát khỏi tâm ma, hi hi, chỉ hy vọng ngươi không muốn xem ta như nhau, cả ngày mê mệt rút ra đao, hoang phế mình tu vi. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thần vũ trụ lại hừ một tiếng, rót một ly trà, hướng Diệp thần gọi, tới đây uống ly trà đi. Diệp thần nói, liền đi tới phía trước, cùng thần vũ trụ ngồi đối diện nhau, cầm ly trà lên hạp một cái, Thiện Nhu cùng thị ở bên cạnh. Thần vũ trụ ánh mắt híp lại, quay đầu nhìn một chút cấm thiên khu chỗ sâu, hướng Diệp thần nói, người tới nơi đây, là muốn chém ra sao? Diệp thần nói, Thần vũ trụ lắc đầu một cái, nói, ngươi nếu như không muốn chết, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi. Diệp thần ngạc nhiên, nói, tại sao? Thần vũ trụ nói, ở cấm thiên khu vùng trung tâm, đã sớm xây lên một tòa thành trì, tên là Cấm Thiên Thành, là Thiết Ngai Vàng sau khi đi, nơi đây hồi phục võ giả, chung nhau thiết lập, bọn họ kết thành liên minh, cực kỳ bài xích người ngoài, vậy rất ít cùng ngoại giới trao đổi, chỉ khổ tâm điều nghiên Thái Thượng Hoàng hướng nói, mưu cầu siêu thoát thực tế phương pháp. Diệp thần cả kinh nói, ở nơi này cấm thiên trong khu mặt, còn có một tòa thành trì. Thần vũ trụ nói, đúng vậy. Đã từng Thiết Ngai Vàng ngủ say, hấp dẫn vô số võ giả tới thám hiểm, những cái kia võ giả đều bị thiết hóa, lâm vào là sắt thép pho tượng. Sau đó, Thiết Ngai Vàng rời đi, những cái kia bị thiết hóa võ giả, lại lần nữa hồi phục, liền liên hiệp, ở hoang dã gian thành lập được một thành phố, chính là Cấm Thiên Thành. Cấm Thiên Thành võ giả, chỉ có một cái mục tiêu, chính là điều nghiên Thái Thượng Hoàng hướng nói, một lòng muốn siêu thoát thực tế, phi thăng không không thế giới. Thái Thượng Hoàng hướng nói, là từ Thái Thượng khởi nguyên đạo diễn hóa ra tới đạo pháp một trong, nguyên thủy pháp quyết khác ở Thiết Trên Ngai Vàng. Thiết Ngai Vàng ngủ say vô số kỷ nguyên, vậy Thái Thượng Hoàng hướng đạo bí pháp, vậy từ hắn Ngai Vàng truyền lưu ra, trở thành Cấm Thiên Thành tất cả võ giả, khổ tâm điều nghiên tuyệt học. Bởi vì Thiết Ngai Vàng trên mình, mang theo Hồng Quân, Võ Tổ Vân, cổ thánh hiền nhân quả. Hơn nữa đúc Thiết Ngai Vàng vật liệu, bản thân cũng là xuất xứ từ không không lúc nào không, cho nên hiểu Thiết Ngai Vàng khắc bí pháp, thiên nhân cảm ứng dưới, có siêu thoát thực tế, chứng đạo không không cơ hội. Thần vũ trụ cười nói, người lọc sạch liền Thiện Nhu trên mình ma khí, vậy địa ngục thiên mệnh ma khí, không hề từng biến mất, mà là trở về địa ngục giới, người đoán một chút ngày trước mệnh ma khí, rơi vào nơi nào. Diệp thần chấn động trong lòng, nói, sẽ không ngay tại Cấm Thiên Thành chứ. Thần vũ trụ cười nói, đáp đối, Cấm Thiên Thành thần tử Nhâm Thanh Phong, thành một đời mới địa ngục thiên mệnh, người nếu dám đến gần Cấm Thiên Thành, chỉ cần bại lộ một cái luân hồi hơi thở, hắn sẽ lập tức giết ngươi. Diệp thần nói, địa ngục thiên mệnh, Nhâm Thanh Phong. Hắn bên trong tim đập bịch bịch, nghe xong thần vũ trụ mà nói, cũng là bắt được cực kỳ nguy hiểm thiên cơ hơi thở. Địa ngục thiên mệnh, tuân theo chí cao ý chí, là vì mai táng luân hồi mà sống, nếu như Diệp thần bại lộ, vậy chắc là phải bị đuổi giết, không thể nào an ổn chém ra. Diệp thần trầm giọng hỏi, vậy Cấm Thiên thần tử Nhâm Thanh Phong, cái gì tu vi? Thần vũ trụ nói, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, phối hợp Cấm Thiên Thành đại khí vận khủng bố thêm được, đúng rồi, còn có địa ngục thiên mệnh uy áp, muốn giết ngươi là đủ rồi. Diệp thần trong lòng ngưng trọng, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, hơn nữa còn là ở người khác trên địa bàn tác chiến, đích xác là khó giải quyết. Trước kia thiên huyền cảnh 4 tầng thiên kẻ địch, Diệp thần cũng đã gặp qua, chính là Thiên Thanh Minh thiên tài Lưu Giải Xanh. Lúc ấy, Diệp thần là dựa vào luân hồi đại năng trợ lực, tự thân cũng là tiêu hao to lớn, mới vừa chém giết. Hiện tại 4 vị hỗn độn thần đế, toàn bộ biến mất, hoàng lão lại chậm chạp không có tỉnh lại, dựa hết vào Diệp thần một người nói, sợ rằng khó có thể đối phó. Mơ hồ tới giữa, Diệp thần lại bắt được, vậy Cấm Thiên thần tử Nhâm Thanh Phong,
tựa hồ cùng Nhâm Phi Phàm, Thái Thượng Thiên Nữ các người, vừa có một chút sâu xa. Diệp Thần hỏi, vậy Nhâm Thanh Phong lai lịch ra sao, và Thái Thượng Nhâm ra có gì sâu xa? Thần Vũ Trụ cười nói, ha ha, vậy Nhâm Thanh Phong, liền đã từng là Thái Thượng Nhâm ra thiên tài, sau đó phụng Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, tới theo dõi Thiết Ngai Vàng tung tích, kết quả bị thiết hóa thành pho tượng, ở ngàn năm trước mới tỉnh lại. Hắn tư chất, sẽ không so Nhâm Phi Phàm và Thái Thượng Thiên Nữ, kém đi nơi nào, chỉ là bởi vì ngủ say thời gian quá rất lâu, ngàn năm trước mới tỉnh lại, đưa đến võ đạo tích lũy không đủ, nếu không, đời này 10 đại cao thủ, phải có hắn một tiệc vị. Diệp Thần nghe xong Thần Vũ Trụ mà nói, hoàn toàn rung động, không nghĩ tới cái này Nhâm Thanh Phong, lai lịch lại có thể lớn như vậy. Bàn về thế chấp, Nhâm Thanh Phong và Nhâm Phi Phàm, thiên nữ các người, lại có thể chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là bởi vì thất bại lận đận, đưa đến hiện tại chỉ có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, xa xa không cách nào cùng đời này cao thủ so sánh, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn có thể quật khởi. Khó trách người này, có thể được địa ngục thiên mệnh xem trọng, thành công thừa kế, lúc đầu tư chất lại có thể như thế đáng sợ. Kỳ quái, Nhâm gia làm sao có thể ra nhiều thiên tài như vậy? Diệp Thần bén nhạy phát hiện một cái vấn đề, Nhâm Phi Phàm và Thái Thượng Thiên Nữ, đều là Nhâm gia người, hai người thiên phú là kinh khủng dị thường. Cái này Nhâm Thanh Phong, tư chất vậy không kém đi nơi nào. Nhâm gia vận khí, không khỏi quá ngoại hạng điểm, lại có thể ra đời như thế nhiều tuyệt đỉnh thiên tài. Thần Vũ Trụ khẽ mỉm cười, sờ một cái râu mép của mình, nói ta phỏng đoán Thiên Quân Phong Thần Bia, hẳn là bị Nhâm gia cầm. Diệp Thần chấn động ngạc, nói Thiên Quân Phong Thần Bia. Thần Vũ Trụ nói, Thiên Quân Phong Thần Bia, 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất, đã từng là Thiên Vũ Tiên Cửa Trấn Phái Pháp Bảo, sau đó bị 10 đại thiên quân lão tổ bên trong, một người đạt được. Vậy thập đại lão tổ, cũng không ai chịu thừa nhận, mình lấy trộm Thiên Quân Phong Thần Bia, ta xem Nhâm gia thiên tài bối xuất, vậy thần bia hơn phân nửa là bị Nhâm gia lão tổ đảm nhiệm độc hành lấy trộm. Chính là bởi vì có bữa Quân Phong Thần Bia che chở, Nhâm gia mới có thể sản sinh ra nhiều thiên tài như vậy. Hi hi, vậy đảm nhiệm độc hành thật là hảo tâm kế, tốt quyết đoán, tốt lòng dạ, đến chết cũng không chịu thừa nhận, mình trộm đi thần bia, bởi vì hắn biết, một khi thần bia bị đoạt hồi, Nhâm gia khí vận tan hết, vô luận là Nhâm Phi Phàm, vẫn là thiên nữ, đều phải tổn thương nguyên khí nặng nề, lại cũng không có đối kháng Vũ Hoàng cơ hội. Nghe xong Thần Vũ Trụ một phen suy đoán, Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại, rợn cả tóc gáy. Nhâm gia lão tổ đảm nhiệm độc hành, bị Vũ Hoàng Cổ Đế tự tay xử tử, Diệp Thần là chính mắt làm chứng. Ở sự trảm đảm nhiệm độc hành trước, Vũ Hoàng Cổ Đế vậy hỏi qua, Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, nhưng mặc cho độc hành từ đầu đến cuối nói không biết. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, ngày trước Quân Phong Thần Bia, vô cùng có thể, chính là bị đảm nhiệm độc hành lấy trộm. Nếu không, Nhâm gia không thể nào sản sinh ra nhiều thiên tài như vậy. Thần Vũ Trụ lắc đầu một cái, lại hơi có chút tiếc hận nói, chỉ tiếc đảm nhiệm độc hành chết, ngày trước Quân Phong Thần Bia, lại cũng không người biết rơi xuống. So với hư không mờ mịt không vô thần khí, xem Thiên Quân Phong Thần Bia loại pháp bảo này, mới là chúng ta thế giới hiện thật người, hẳn theo đuổi tồn tại. Không vô thần khí, thế giới hiện thật võ giả, không cách nào chấp trưởng, nhưng Thiên Quân Phong Thần Bia, nhưng là có thể chấp trưởng. Ai chấp trưởng Thiên Quân Phong Thần Bia, ai là có thể nắm trong tay thế giới hiện thật, nhất hào hùng khí vận. Diệp Thần là thật sâu tin, Thiên Quân Phong Thần Bia, nhất định chính là bị đảm nhiệm độc hành cầm đi. Tại Thiên Quân Phong Thần Bia dưới sự che chở, Nhâm gia tiếp liền sản sinh ra Nhâm Thanh Phong, Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ Vân. Vân tuyệt thế thiên tài. Thần Vũ Trụ nhìn Diệp Thần, nói, ngươi còn muốn đi cấm thiên thành sao? Nhâm Thanh Phong tuân theo Thiên Quân Phong Thần Bia khí vận mà sống, lại là cấm thiên thành thần tử, hôm nay càng trở thành một đời mới địa ngục thiên mệnh, hắn muốn giết ngươi, như đồ sát heo chó, ngươi còn muốn đi chịu chết. Thiện Nhu nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, nói, Diệp Thần ca ca, thôi, chỗ đó như thế nguy hiểm, ngươi vẫn là không nên đi, không bằng chúng ta cùng nhau hồi giới vương điện, chém ra chuyện, sau này lại làm dự định. Diệp Thần khẽ cắn răng, trong lòng cân nhắc suy tư, cuối cùng lắc đầu, nói, không được, vậy cấm thiên thành, ta vẫn là phải. Thần Vũ Trụ cười nói, ngươi lọc sạch liền Thiện Nhu trên mình ma khí, vậy địa ngục thiên mệnh ma khí, không hề từng biến mất, mà là trở về địa ngục giới,
người đoán một chút ngày trước mệnh ma khí, rơi vào nơi nào. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, sẽ không ngay tại Cấm Thiên Thành chứ. Thần Vũ Trụ cười nói, đáp đối, Cấm Thiên Thành thần tử Nhâm Thanh Phong, thành một đời mới địa ngục thiên mệnh, người nếu dám đến gần Cấm Thiên Thành, chỉ cần bại lộ một cái luân hồi hơi thở, hắn sẽ lập tức giết ngươi. Diệp Thần nói, địa ngục thiên mệnh, Nhâm Thanh Phong. Hắn bên trong tim đập bịch bịch, nghe xong Thần Vũ Trụ mà nói, cũng là bắt được cực kỳ nguy hiểm thiên cơ hơi thở. Địa ngục thiên mệnh, tuân theo chí cao ý chí, là vì mai táng luân hồi mà sống, nếu như Diệp Thần bại lộ, vậy chắc là phải bị đuổi giết, không thể nào an ổn chém ra. Diệp Thần trầm giọng hỏi, vậy Cấm Thiên Thần tử Nhâm Thanh Phong, cái gì tu vi? Thần Vũ Trụ nói, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, phối hợp Cấm Thiên Thành đại khí vận khủng bố thêm được, đúng rồi, còn có địa ngục thiên mệnh uy áp, muốn giết ngươi là đủ rồi. Diệp Thần trong lòng ngưng trọng, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, hơn nữa còn là ở người khác trên địa bàn tác chiến, đích xác là khó giải quyết. Trước kia thiên huyền cảnh 4 tầng thiên kẻ địch, Diệp Thần cũng đã gặp qua, chính là thiên thanh minh thiên tài Lưu Giải Xanh. Lúc ấy, Diệp Thần là dựa vào luân hồi đại năng trợ lực, tự thân cũng là tiêu hao to lớn, mới vừa chém giết. Hiện tại 4 vị hỗn độn thần đế, toàn bộ biến mất, Hoàng lão lại chậm chạp không có tỉnh lại, dựa hết vào Diệp Thần một người nói, sợ rằng khó có thể đối phó. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần lại bắt được, vậy Cấm Thiên Thần tử Nhâm Thanh Phong, tựa hồ cùng Nhâm Phi Phàm, Thái Thượng Thiên Nữ các người, vừa có một chút sâu xa. Diệp Thần hỏi, vậy Nhâm Thanh Phong lai lịch ra sao, và Thái Thượng Nhâm ra có gì sâu xa? Thần Vũ Trụ cười nói, ha ha, vậy Nhâm Thanh Phong, liền đã từng là Thái Thượng Nhâm ra thiên tài, sau đó phụng Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, tới theo dõi Thiết Ngai Vàng tung tích, kết quả bị thiết hóa thành pho tượng, ở ngàn năm trước mới tỉnh lại. Hắn tư chất, sẽ không so Nhâm Phi Phàm và Thái Thượng Thiên Nữ, kém đi nơi nào, chỉ là bởi vì ngủ say thời gian quá rất lâu, ngàn năm trước mới tỉnh lại, đưa đến võ đạo tích lũy không đủ, nếu không, đời này 10 đại cao thủ, phải có hắn một tiệc vị. Diệp Thần nghe xong Thần Vũ Trụ mà nói, hoàn toàn rung động, không nghĩ tới cái này Nhâm Thanh Phong, lai lịch lại có thể lớn như vậy. Bàn về thế chấp, Nhâm Thanh Phong và Nhâm Phi Phàm, thiên nữ các người, lại có thể chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là bởi vì thất bại lận đận, đưa đến hiện tại chỉ có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, xa xa không cách nào cùng đời này cao thủ so sánh, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn có thể quật khởi. Khó trách người này, có thể được địa ngục thiên mệnh xem trọng, thành công thừa kế, lúc đầu tư chất lại có thể như thế đáng sợ. Kỳ quái, Nhâm gia làm sao có thể ra nhiều thiên tài như vậy? Diệp Thần bén nhạy phát hiện một cái vấn đề, Nhâm Phi Phàm và Thái Thượng Thiên Nữ, đều là Nhâm gia người, hai người thiên phú là kinh khủng dị thường. Cái này Nhâm Thanh Phong, tư chất vậy không kém đi nơi nào. Nhâm gia vận khí, không khỏi quá ngoại hạng điểm, lại có thể ra đời như thế nhiều tuyệt đỉnh thiên tài. Thần Vũ Trụ khẽ mỉm cười, sờ một cái râu mép của mình, nói ta phỏng đoán Thiên Quân Phong Thần Bia, hẳn là bị Nhâm gia cầm. Diệp Thần chấn động ngạc, nói Thiên Quân Phong Thần Bia. Thần Vũ Trụ nói, Thiên Quân Phong Thần Bia, 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất, đã từng là Thiên Vũ Tiên Cửa Trấn Phái Pháp Bảo, sau đó bị 10 đại thiên quân lão tổ bên trong, một người đạt được. Vậy thập đại lão tổ, cũng không ai chịu thừa nhận, mình lấy trộm Thiên Quân Phong Thần Bia, ta xem Nhâm gia thiên tài bối xuất, vậy thần bia hơn phân nửa là bị Nhâm gia lão tổ đảm nhiệm độc hành lấy trộm. Chính là bởi vì có bữa Quân Phong Thần Bia che chở, Nhâm gia mới có thể sản sinh ra nhiều thiên tài như vậy. Hi hi, vậy đảm nhiệm độc hành thật là hảo tâm kế, tốt quyết đoán, tốt lòng dạ, đến chết cũng không chịu thừa nhận, mình trộm đi thần bia, bởi vì hắn biết, một khi thần bia bị đoạt hồi, Nhâm gia khí vận tan hết, vô luận là Nhâm Phi Phàm, vẫn là thiên nữ, đều phải tổn thương nguyên khí nặng nề, lại cũng không có đối kháng Vũ Hoàng cơ hội. Nghe xong Thần Vũ Trụ một phen suy đoán, Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại, rợn cả tóc gáy. Nhâm gia lão tổ đảm nhiệm độc hành, bị Vũ Hoàng Cổ Đế tự tay xử tử, Diệp Thần là chính mắt làm chứng. Ở sự trảm đảm nhiệm độc hành trước, Vũ Hoàng Cổ Đế vậy hỏi qua, Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, nhưng mặc cho độc hành từ đầu đến cuối nói không biết. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, ngày trước Quân Phong Thần Bia, vô cùng có thể, chính là bị đảm nhiệm độc hành lấy trộm. Nếu không, Nhâm gia không thể nào sản sinh ra nhiều thiên tài như vậy.
Thần vũ trụ lắc đầu một cái, lại hơi có chút tiếc hận nói, chỉ tiếc đảm nhiệm độc hành chết, ngày trước quân phong thần bia, lại cũng không người biết rơi xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. So với hư không mờ mịt không vô thần khí, xem thiên quân phong thần bia loại pháp bảo này, mới là chúng ta thế giới hiện thật người, hẳn theo đuổi tồn tại. Không vô thần khí, thế giới hiện thật võ giả, không cách nào chấp trưởng, nhưng thiên quân phong thần bia, nhưng là có thể chấp trưởng. Ai chấp trưởng thiên quân phong thần bia, ai là có thể nắm trong tay thế giới hiện thật, nhất hào hùng khí vận. Diệp thần là thật sâu tin, thiên quân phong thần bia, nhất định chính là bị đảm nhiệm độc hành cầm đi. Tại thiên quân phong thần bia dưới sự che chở, Nhâm gia tiếp liền sản sinh ra Nhâm Thanh Phong, Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ Vân. Vân tuyệt thế thiên tài. Thần vũ trụ nhìn Diệp thần, nói, ngươi còn muốn đi cấm thiên thành sao? Nhâm Thanh Phong tuân theo thiên quân phong thần bia khí vận mà sống, lại là cấm thiên thành thần tử, hôm nay càng trở thành một đời mới địa ngục thiên mệnh, hắn muốn giết ngươi, như đồ sát heo chó, ngươi còn muốn đi chịu chết. Thiện Nhu nhẹ nhàng kéo Diệp thần tay, nói, Diệp thần ca ca, thôi, chỗ đó như thế nguy hiểm, ngươi vẫn là không nên đi, không bằng chúng ta cùng nhau hồi giới vương điện, chém ra chuyện, sau này lại làm dự định. Ta nhất định phải đi một chuyến, hôm nay ta võ đạo tu vi, đã đến cổ trai, chỉ có chém ra, mới khá đột phá. Chém ra chỉ hoãn một ngày, ta gông xiềng, liền nặng nề một ngày, không thể kéo dài nữa. Võ đạo gông xiềng, một ngày không chặt đứt, gông xiềng liền càng sâu một phần. Huống chi, Diệp thần trước đây tu luyện tinh thiên thủy kính, gông xiềng cũng thay đổi được càng vững chắc, nếu như lại không nghĩ biện pháp chém ra, hắn sợ mình sau này, lại cũng không có chém ra cơ hội. Tuy nói cấm thiên thành nguy hiểm, nhưng vô luận như thế nào, nếu so với chém ra võ trường an toàn một ít. Chém ra võ trường bên kia, Vạn Khư và Kiếm Môn cường giả, cũng đang mai phục, mắt lom lom. Mà ở cấm thiên thành, Diệp thần phải đối mặt kẻ địch, chỉ có Nhâm Thanh Phong một cái. Hắn dự định đi cấm thiên thành, hỏi dò rõ ràng tình huống, lại làm dự định. Chỉ cần hắn không bại lộ luân hồi hơi thở, Nhâm Thanh Phong cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Thằng nhóc, như ngươi thật cố ý phải đi cấm thiên thành, ta liền giúp ngươi một lần cuối cùng. Thần vũ trụ móc ra một chiếc nhẫn, ném cho Diệp thần, nói cái này chiếc nhẫn đồ vật bên trong, sẽ đối với ngươi hữu dụng. Diệp thần nhận lấy chiếc nhẫn, nói, đa tạ thần vũ trụ. Thần vũ trụ gật đầu một cái, nói, hy vọng ngươi có thể sống sót, có rảnh rỗi đến ta giới vương điện ngồi một chút đi, không muốn để cho Thiện Nhu ràng buộc quá lâu. Nói xong liền sủng ái nhìn Thiện Nhu, giống như phụ thân sủng ái con cái mình. Diệp thần nói, Thiện Nhu lưu luyến không thôi, kêu một tiếng Diệp thần ca ca, chân thực chẳng muốn Diệp thần đi cấm thiên thành mạo hiểm. Nhưng Diệp thần tâm ý đã quyết, nàng vậy trở không ngăn được. Thiện Nhu, chúng ta nên về nhà. Thần vũ trụ thanh âm hòa ái, lập tức chính là mang Thiện Nhu rời đi. Thiện Nhu lưu luyến không thôi, liên tục quay đầu ngắm nhìn Diệp thần, cuối cùng cùng thần vũ trụ theo gió tiêu tán ở chân trời. Diệp thần nhìn Thiện Nhu cùng thần vũ trụ rời đi, buồn bã mất mát. Hắn cầm lên Nhân Hoàng Thánh Đao, lần nữa thử nghiệm rút ra đao, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Diệp thần biết, chỉ cần có thể rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao, chư thiên hết thảy, đủ loại khốn khổ, đủ loại phiền não, đều có thể chặt đứt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chính là không rút ra được. Diệp thần khẽ cắn răng, bị khơi dậy ý chí chiến đấu, liền từ bất đồng góc độ, dùng bất đồng phương pháp, thử nghiệm rút ra đao. Như vậy thử nửa ngày, Diệp thần cả người mồ hôi đầm đìa, thân đao từ đầu đến cuối không rút ra được. Một hồi gió thổi qua, Diệp thần cả người giật mình một cái, tỉnh hồn lại. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa liền nhập ma, rút ra không ra liền rút ra không ra, lại có cái gì muốn chặt. Diệp thần ám hô mạo hiểm, hắn mới rồi thiếu chút nữa liền rơi vào ma chướng. Khó trách thần vũ trụ đều nói, thanh đao này là hắn tâm ma. Bởi vì rút ra đao cám dỗ, thực sự quá lớn. Một khi rút ra đao thành công, đủ để chảm phá toàn bộ thế giới hiện thật, hùng phách thiên hạ, không người có thể địch, to lớn như vậy cám dỗ, bình thường võ giả cũng không thể chịu đựng ở. Diệp thần hít sâu một hơi, dưới áp chế nội tâm rút ra đao dục vọng, đem Nhân Hoàng Thánh Đao nhận được luân hồi mộ địa bên trong đi. Rồi sau đó, Diệp thần chính là cầm thần vũ trụ cho hắn chiếc nhẫn.
Cái này là một quả thông thường nhẫn chữ vật, bên trong đựng mấy bộ giới vương điện đệ tử bình thường quần áo, còn có giới vương điện lệnh bài. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, lúc này đổi quần áo, đeo trên lệnh bài, che giấu tốt tự thân luân hồi hơi thở, ngụy trang thành giới vương điện đệ tử hình dáng. Giới vương tiền bối lần này, thật là không giúp được ta không thiếu. Diệp Thần trong lòng nói thầm cảm ơn, liền đi cấm thiên khu chỗ sâu đi tới. Đi ước chừng một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần rốt cục thì đi tới dãy núi cốt lõi nhất vùng. Ở thiên sơn vạn hác bên trong, bị dọn dẹp ra một phiến bình nguyên to lớn. Vậy trên bình nguyên, đứng sừng sững một tòa thật to huy hoàng thành trì, tường thành hoàn toàn là sắt thép đúc, tràn đầy lạnh lùng lạnh thấu xương cảm nhận. Ở cửa thành vùng lân cận, có mấy đội vệ binh trấn thủ. Diệp Thần đi lên, các vệ binh liền tuân hỏi hắn thân phận tên chữ. Ta kêu Hoang Trần, là giới vương điện đệ tử. Diệp Thần đem giới vương điện lệnh bài đưa lên, vậy mấy tên vệ binh kiểm tra thực hư một phen, liền thả hắn vào thành. Cấm thiên thành khá là sầm uất, trải qua ngàn năm sinh sôi nảy nở, nơi đây đã có triệu nhân khẩu. Cấm thiên thành bài xích người ngoài, rất ít cùng ngoại giới trao đổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Dẫu sao, võ đạo tu luyện, cần các loại các dạng tài nguyên, nếu như hoàn toàn xếp bên ngoài mà nói, dựa hết vào cấm thiên thành nhất mạch tài nguyên, căn bản duy trì không dậy nổi tu luyện cần. Cho nên, cấm thiên thành cùng ngoại giới, cũng có nhất định trao đổi, chủ yếu là cùng giới vương điện lui tới. Cấm thiên thành hàng năm, cũng sẽ cho giới vương điện một khoản cung phụng, đổi lấy tương ứng tài nguyên. Ở cấm thiên thành bên trong, thường xuyên có giới vương điện đệ tử tới đây giao dịch. Nhưng loại giao dịch này, không bị bên ngoài người biết được, đều là bí mật tiến hành, cấm thiên thành không muốn hấp dẫn ngoại giới quá nhiều ánh mắt. Diệp Thần ngụy trang thành giới vương điện đệ tử, tự nhiên không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Đi ở cấm thiên thành đầu đường trên, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm thấy, nơi đây linh khí dư thừa, còn có cổ thánh hiền nhân quả vần quanh, nếu như ở chỗ này chém ra, hiệu quả sẽ không so chém ra võ trường kém đi nơi nào. Nhưng, Diệp Thần biết, nếu như hắn dám bại lộ luân hồi hơi thở, sẽ lập tức bị Nhâm Thanh Phong phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có biện pháp gì, có thể để cho ta chém ra đâu? Diệp Thần trong lòng ngưng trọng, trong chốc lát cũng không nghĩ ra giải quyết cách, không thể làm gì khác hơn là ở một gian trong khách sạn, tạm thời ở lại. Khách sạn trong phòng, Diệp Thần hội tụ hơi nước, ngưng tụ ra tinh thiên thủy kính, ánh chiếu thiên địa. Hắn muốn dò xét tin tức, không cần dựa vào người ngoài, mình dùng tinh thiên thủy kính chiếu một cái, liền có thể chiếu hôm nay càn khôn, quá khứ vị lai, đủ loại thiên cơ nhân quả, hết thảy đủ loại, đều có thể diễn toán theo dõi đi ra. Diệp Thần liền ở trong gian phòng, không bước chân ra khỏi nhà, suy diễn cấm thiên thành đủ loại quá khứ vị lai, bắt tương lai mình số mạng. Như vậy qua được 3 ngày, Diệp Thần tràn đầy không đầu tự, vô luận như thế nào suy tính, đều là tử cục. Hắn chiếu thấy mình mấy ngàn loại tương lai, chỉ cần ban đầu chém ra, bại lộ luân hồi hơi thở, liền phải lập tức bị cấm thiên thần tử Nhâm Thanh Phong chém chết, liền một chút xíu mạng sống có thể đều không từng có. Diệp Thần tương lai ngay tại cấm thiên thành bên trong chung kết, không thấy được đường ra. Nếu như không chém ra, hắn liền không có đường ra. Nhưng chỉ cần chém một cái ra, sẽ bị giết, hoàn toàn là tử cục. Đáng chết, chẳng lẽ lần này, ta thật phải bị chung kết. Diệp Thần không nhịn được mắng một tiếng, liên tục 3 ngày suy diễn, để cho được đầu hắn đều có điểm đau đớn. Xoa xoa căng đầu, Diệp Thần cũng không có buông tha, tiếp tục suy tính phá cuộc biện pháp. Hắn tuyệt không thể buông tha trở về, nếu như áo não trở về, bị Nhâm Phi Phàm biết, hắn khẳng định sẽ đặc biệt thất vọng, thậm chí ném xuống Diệp Thần bỏ mặc. Vô luận như thế nào, Diệp Thần cho dù chết, cũng không thể lấy một người thất bại thân phận trở về. Lại là một phen suy diễn tính toán, tinh thiên thủy kính mặt kiếng, rào một tiếng, dâng lên một hồi nước gợn rung động, rồi sau đó nổi lên một bức tranh. Mộc Âm Hy ngơ ngác xuất thần, chỉ cảm thấy giờ khắc này Diệp Thần đơn giản là giống như thiên thần vậy tồn tại, chói lọi chói mắt làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Ngươi là... Mộc Âm Hy sợ ngây người, không nghĩ tới sẽ có người tới cứu mình. Hoang tộc người trong, giới vương điện đệ tử, Hoang Trần. Diệp Thần mỉm cười một tí, tự giới thiệu mình một phen, rồi sau đó chính là đưa bàn tay ra. Mộc Âm Hy do dự một tí, cuối cùng hay là đem mình mềm non tay nhỏ bé,
giao đến Diệp Thần trong lòng bàn tay. Diệp Thần đem nàng kéo lên, quan sát nàng một mắt, chỉ cảm thấy nàng thương thế vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn ẩn núp một chút địa ngục ma khí, hiển nhiên là bị Nhâm Thanh Phong tự tay đả thương, muốn chữa trị cũng không dễ dàng. Ngươi biết ta? Mộc Âm Hy ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, Mộc tiểu thư là 7 ngày sau Cấm Thiên Thần Điển, có lực nhất người khiêu chiến, Cấm Thiên Thành người nào không biết. Mộc Âm Hy nói, ngươi tại sao phải cứu ta? Diệp Thần cũng không có trả lời thẳng, mà là hỏi, ngươi muốn lấy lại mình nên được đổ sao? Mộc Âm Hy nghe được cái này lần câu hỏi, thân thể mềm mại run lên, hàm răng cắn một cái, nói, dĩ nhiên muốn. Nếu như không phải là Nhâm Thanh Phong đánh lén ta, hại được ta trọng thương, 7 ngày sau Cấm Thiên Thần Điển, hắn chưa chắc là ta địch thủ. Nàng hiện tại trọng thương thật mệt mỏi, là bị Nhâm Thanh Phong đánh lén, cũng không phải là chính diện sa sút. Nếu như chính diện tỉ thí, Mộc Âm Hy tự tin sẽ không thua. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nghi ngờ Mộc Âm Hy nói. Tuy nói Nhâm Thanh Phong thiên phú cường hãn, thậm chí chấp trưởng địa ngục thiên mệnh. Nhưng, Mộc Âm Hy cũng không có kém đi nơi nào. Bởi vì, nàng là cái này thế gian, duy nhất gặp qua địa hoàng thần thương người. Thiên hoàng cổ trung và nhân hoàng thánh đao lợi hại, Diệp Thần cũng kiến thức qua, muốn đến vậy địa hoàng thần thư, cũng là giống nhau cường hãn đáng sợ, vượt qua thực tế. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Mộc Âm Hy ánh mắt, nói ta có thể trị hết ngươi thương thế, nhưng... Mộc Âm Hy thân thể run run, nói ta tổn thương được lại như vậy, ngươi có biện pháp chữa khỏi. Diệp Thần gật đầu nói, mặc dù đúng là khó giải quyết, nhưng khoảng cách Cấm Thiên Thần Điển bắt đầu, còn có 7 ngày thời gian, đủ ta chữa khỏi ngươi. Mộc Âm Hy đại hỉ, nhưng cũng biết, thế gian không có chuyện dễ dàng như vậy, nói ta cần muốn trả giá cao gì. Diệp Thần nói, chỉ cần ngươi chịu không điều kiện đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền vì ngươi chữa thương, giúp ngươi khôi phục tu vi. Mộc Âm Hy nghe xong Diệp Thần mà nói, thân thể mềm mại đại chấn. Không điều kiện đáp ứng một cái yêu cầu, cái giá này, không khỏi quá lớn. Cái này, Mộc Âm Hy có chút do dự, cảm nhận được Diệp Thần nóng rực ánh mắt, lại theo bản năng lui về phía sau 2 bước, 2 cánh tay che lại ngực mình. Diệp Thần bật cười khanh khách, nói yên tâm, ta đối ngươi thân thể không có hứng thú, cũng không phải kêu ngươi làm nô tỳ. Mộc Âm Hy gò má ửng đỏ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, nếu như Diệp Thần thật đối nàng bất lợi, hiện tại liền có thể động thủ, nàng cũng không cách nào phản kháng, cũng không cần chờ đến sau này. Như thế nào? Diệp Thần ngưng mắt nhìn nàng. Mộc Âm Hy khẽ cắn răng, biết mình thương thế quá nặng, rất có thể không chống nổi ngày hôm nay. Nếu như chết, người chết như đèn tắt, hết thảy mơ ước đều phải tan thành mây khói, cái gì cũng không tồn tại, suy nghĩ một chút cũng phải khủng bố. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta tổn thương, để cho ta khôi phục tu vi, coi như kêu ta làm nô tỳ, cầm ta làm lò thải bổ, ta cũng theo ngươi. Mộc Âm Hy cắn thật chặt môi đỏ mọng, đáp ứng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, há miệng đi. Mộc Âm Hy ngạc nhiên, nói cái gì? Diệp Thần nói, há miệng. Mộc Âm Hy nói, à. Nàng liền mở miệng anh đào nhỏ ra, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần có ý đồ gì. Diệp Thần cầm ra một cây dao găm, phá vỡ mình 2 ngón tay, rồi sau đó liền đưa đến Mộc Âm Hy trong miệng. Mộc Âm Hy nhất thời trợn to 2 mắt, chỉ cảm thấy Diệp Thần ngón tay đưa ra tới, một cổ thịt sống ngọt máu, nhất thời ở nàng trong cổ họng tràn ngập mở ra. Vậy cổ bên trong máu, tựa như hàm chứa vô cùng hào hùng linh khí, Mộc Âm Hy theo bản năng duyện hút. Ngút vào một trận, nàng từ Diệp Thần trong máu, bắt được một cổ chí cao hơi thở. Ngươi. Mộc Âm Hy ngay tức thì đầu chỗ trống, đẩy ra Diệp Thần, đã đoán được Diệp Thần thân phận chân thật. Không cần phải để ý đến ta là ai, dưỡng thương cho thật tốt. Diệp Thần tiến lên trước một bước, đem Mộc Âm Hy kéo đến bên cạnh mình, lại đưa ngón tay đưa đến nàng miệng anh đào nhỏ bên trong. Mộc Âm Hy trợn mắt hốc mồm, giống như bản năng vậy mút vào Diệp Thần máu, gò má hơi nổi lên đỏ ửng. Luân hồi máu, đối với người khác phái có sức hấp dẫn mãnh liệt, nàng như vậy trực tiếp mút vào, cũng là được Diệp Thần luân hồi hơi thở bị nhiễm, tim nhảy loạn, cả người nóng ran. Một nén hương thời gian sau đó, Diệp Thần đưa ngón tay thu hồi lại, gương mặt một hồi phát trắng. Cô gái nhỏ này, còn thật có thể hút à.
Diệp Thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, hiển nhiên là bị Mộc Âm Hy hấp thụ không thiếu luân hồi máu tươi, đưa đến tự thân đều có chút chột dạ. Rồi sau đó, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, bàn tay đè ở Mộc Âm Hy trên trán, thi triển bát quái thiên đan thuật, lại gọi ra tinh thiên thủy kính, thay nàng chữa trị. Tinh thiên thủy kính, chiếu sáng thiên địa, có thể theo dõi hay cơ hội, mà chiếu sáng thân xác, có thể dưỡng sinh chữa thương, cũng có rất tốt hiệu quả trị liệu. Ở luân hồi máu tươi, bát quái thiên đan thuật, tinh thiên thủy kính nặng bao nhiêu chữa trị xuống, Mộc Âm Hy thương thế nhanh chóng hết bệnh, vậy nguyên bản khá có chút tái nhợt gương mặt, lúc này vậy khôi phục đỏ thắm. Cảm nhận được tự thân phục hồi như cũ thương thế, Mộc Âm Hy ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, nói, đa tạ ngươi, Luân. Diệp Thần ánh mắt co giúp một cái, che miệng của nàng ba, kêu lên, không muốn bại lộ ta thân phận. Mộc Âm Hy cả kinh, xin lỗi nói, xin lỗi. Diệp Thần sắc mặt vừa chậm, nói, kêu ta Hoang Trần liền có thể. Mộc Âm Hy nói, Hoang Trần, đa tạ cứu giúp, nếu như không phải là ngươi, ta muốn ta đã chết. Diệp Thần nói, ngươi thương thế sơ phục hồi như cũ, nhưng linh khí còn không khôi phục, tiếp theo mấy ngày nay, liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mộc Âm Hy một tiếng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nàng không biết, Diệp Thần tại sao phải cứu nàng. Nàng cũng không biết, Diệp Thần tương lai sẽ đối với nàng, sách ra yêu cầu gì. Chỉ là, nàng bây giờ rất nhiều nghi vấn, Diệp Thần đều sẽ không nhanh như vậy giải đáp, nàng cũng chỉ được không hỏi. Diệp Thần tìm một cái hang núi, cùng Mộc Âm Hy tạm thời thu xếp đi vào. Hiện tại thành khu là không thể trở về, Diệp Thần mới vừa chém giết mười mấy võ giả, máu tươi kích động thiên cơ, tất nhiên sẽ đưa tới Nhâm Thanh Phong cảm ứng. Nếu như trở về thành, đó là một con đường chết. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần đều cùng Mộc Âm Hy, ở trong sơn động vượt qua. Nhâm Thanh Phong bên kia, quả nhiên phái ra không thiếu cường giả, tới điều tra. Diệp Thần không muốn tự nhiên đâm ngang, cùng Mộc Âm Hy che giấu hơi thở, từ đầu đến cuối không có bại lộ. Như vậy qua được 7 ngày, cấm thiên thần điển cử hành ngày đến. Đi qua 7 ngày nghỉ ngơi, Mộc Âm Hy nguyên khí, là hoàn toàn khôi phục. Chỉ gặp nàng ngày hôm nay, ăn mặc một bộ vàng nhạt cung trang, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ, trong hang núi đều tràn đầy nàng gái trinh thơm dịu. Diệp Thần trong lòng bình tĩnh, ngắm nhìn nàng, nói, Mộc tiểu thư, chúc mừng, không nghĩ tới mấy ngày nay thời gian, người phá rồi sau đó lập, lại còn có thể đột phá. Đã từng là Mộc Âm Hy, tu vi là thiên huyền cảnh ba tầng thiên, nhưng hiện tại, nàng trọng thương sau hết bệnh, lại là phá rồi sau đó lập, đạt tới thiên huyền cảnh bốn tầng thiên cảnh giới, cùng Nhâm Thanh Phong tương đương. Hoàng Trần đại ca, cái này cũng phải cảm ơn ngươi. Mộc Âm Hy mỉm cười cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Đi qua 7 ngày ở chung, hai người quen thuộc rất nhiều, không có lúc mới bắt đầu như vậy lạnh nhạt. Dĩ nhiên, Diệp Thần không có ý niệm khác, chỉ muốn dựa vào Mộc Âm Hy, giải quyết hết Nhâm Thanh Phong. Chỉ cần có thể đánh bại Nhâm Thanh Phong, Mộc Âm Hy là có thể trở thành mới cấm thiên thần tử. Đến lúc đó, Diệp Thần muốn ở chỗ này chém ra, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đi thôi, cấm thiên thần điển ngày mới bắt đầu, là thời điểm cho Nhâm Thanh Phong một cái vui mừng. Diệp Thần cười một cái, lập tức mang Mộc Âm Hy, rời đi hang núi, trở lại thành khu. Hôm nay là cấm thiên thần điển thịnh làm ăn lớn, ở thành khu bên trong, coi như Diệp Thần hai người bại lộ, Nhâm Thanh Phong cũng không khả năng ở dưới con mắt mọi người, vọng động sát thủ. Ánh nắng sáng sớm, chiếu sáng ở cấm thiên thành bên trong, toàn bộ cấm thiên thành, đều là nhiệt liệt sôi trào, trên đường chính răng đèn kết hoa, vui mừng náo nhiệt. Năm nay cấm thiên thần điển, như cũ ở thú giác tràng bên trong cử hành. Thú giác tràng, là cấm thiên thành nhất là kiến trúc hùng vĩ. Chiếm diện tích rộng vô cùng hào phóng, bao gồm một phiến trong xung quanh trăm dặm rừng rậm. Cánh rừng rậm này, nghe nói võ tổ đã từng hạ xuống qua. Cấm thiên thành võ giả, hàng năm thành kính màng bái võ tổ, nguyện lực cảm cho đòi thiên địa, thành công đem võ tổ triệu hoán xuống. Võ tổ hạ xuống sau đó, từng hướng cấm thiên võ giả thuyết giáo, ba hoa chích chòe, hồng mông ánh sao lớn thả, làm được đám người được ích lợi không nhỏ. Ngày xưa võ tổ nơi phủ xuống rừng rậm, cũng được cấm thiên thần điển cử hành chi địa. Mỗi giới cấm thiên thần điển, quy củ mỗi người không giống nhau. Theo Diệp Thần biết, năm nay cấm thiên thần điển, mục tiêu là tranh đoạt cấm thiên tinh thạch.
Cấm thiên tinh thạch, là cấm thiên thành lão yêu quái cửa, tạo ra một loại đặc thù linh vật. Bọn họ đem cấm thiên tinh thạch, phân tán đặt vào võ tổ rừng rậm bên trong, có phong ấn ở yêu thú trong cơ thể, có ở vô cùng hung hiểm địa phương, có phong ấn ở trong hư không mặt. Tất cả tham dự cấm thiên thần điển người, tiến vào rừng rậm sau đó, toàn lực tranh đoạt cấm thiên tinh thạch. Cuối cùng, cướp lấy cấm thiên tinh thạch, số lượng nhiều nhất người, đem trở thành người thắng. Người thắng, chính là mới nhất giới cấm thiên thần tử, có thể nắm giữ sinh sát dư đoạt đích quyền hành, cũng có thể hưởng thụ tốt nhất phúc lợi. Trước kia mỗi giới người thắng, đều là Nhâm Thanh Phong, có thể thấy người này cường hãn, tuyệt đối không thể khinh thị. Nhưng lần này cấm thiên thần điển, bởi vì Mộc Âm Hy quật khởi, tình huống đổi được thật to không cùng. Mộc Âm Hy, rất có thể thay thế Nhâm Thanh Phong địa vị. Bởi vì, nàng là cái này thế gian, duy nhất gặp qua địa hoàng thần thương người. Liền liền Nhâm Thanh Phong, cũng đối nàng vô cùng kiêng kỵ, thậm chí muốn trước thời hạn ra tay đánh lén, muốn đem nàng chu diệt. Nếu như không phải là bởi vì có Diệp Thần cứu giúp, bây giờ Mộc Âm Hy, có thể đã là một cái bị giày xéo trăm ngàn lần thi thể, không thể nào còn có cơ hội, còn sống tham gia cấm thiên thần điển. Theo cấm thiên thần điển sắp bắt đầu, thú giác tràng bên trong trên khán đài, vậy hội tụ đại lượng người xem, đều là cấm thiên thành bên trong, có mặt mũi nhân vật lớn. Mà ở thú giác tràng chóp đỉnh nhất trên đài cao, thì ngồi bốn cái ông già. Vậy bốn cái ông già, hơi thở cực kỳ khủng bố, đều là vô lượng cảnh cường giả, có thể nói lão yêu quái vậy tồn tại. Bọn họ cũng là cấm thiên thành bên trong trật tự bảo vệ người, gọi là cấm thiên tứ lão. Truyền thuyết, năm đó võ tổ hư ảnh hạ xuống, thuyết giáo truyền nghiệp thời điểm, có bốn vị cường giả khai ngộ, đạt được võ tổ ban phúc, trở thành trật tự bảo vệ người, chính là cấm thiên tứ lão. Võ tổ từng nói, tạo thành thế giới hiện thật cơ sở vật chất, chính là địa thủy hỏa phong. Nếu là có thể lĩnh ngộ địa thủy hỏa phong bí ẩn, liền có thể hiểu thấu đáo thế giới hiện thật quy luật, mở lại thế giới, sinh diệt vũ trụ, đều là dễ như trở bàn tay. Địa thủy hỏa phong bốn pháp, cấm thiên tứ lão tất cả được một pháp, trong một đêm, từ phổ thông thiên huyền cảnh, tấn thăng là vô lượng cảnh cường giả đứng đầu, có thể gặp võ tổ đạo pháp cường hãn, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được một chút xíu, cũng có thể nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn về chóp đỉnh đài cao. Liền thấy ở địa thủy hỏa phong tứ lão bên người, còn đứng một người thanh niên nam tử. Nam tử mày kiếm tinh mắt, dáng người cao ngất, giữa eo đeo một thanh kiếm, một bộ tôn vinh đắt tiền khí độ, nhưng giữa trán lộ ra một cổ phiền muộn khí, thật giống như có cái gì tư tưởng chưa từng giải khai. Hắn chính là Nhâm Thanh Phong sao? Diệp Thần đánh giá vậy chàng thanh niên, có thể cảm nhận được người sau trên mình, tản ra khí tức cường đại, trừng thiên huyền cảnh bốn tầng thiên. Chính là Nhâm Thanh Phong không sai. Nhâm Thanh Phong thủy chung là yêu buồn hình dáng, suy nghĩ một chút cũng phải, hắn thiên phú cực cao, vốn là thành công là đời này đỉnh cấp cao thủ cơ hội, nhưng tiếc là mệnh đồ lận đận, bị thiết hóa không biết nhiều ít năm, cho đến ngàn năm trước mới tỉnh lại, đưa đến võ đạo tu vi tích lũy xa xa không đủ, đã xa xa chậm tại đời này cao cấp cường giả. Nhưng, ở cấm thiên thành bên trong, hắn là quyền thế huân thiên tồn tại, ngàn năm qua cấm thiên thần tử. Vẫn luôn là hắn. Cấm thiên thần điển sắp bắt đầu, trong thành trẻ tuổi các võ giả, rối rít nhảy lên thú giác tràng bốn phía trôi lơ lửng trên bình đài, chuẩn bị tham chiến. Rất nhiều trẻ tuổi võ giả ánh mắt, cũng hội tụ ở Nhâm Thanh Phong trên mình. Nhâm Thanh Phong, là bọn họ khiêu chiến đối tượng. Không thiếu võ giả nhìn Nhâm Thanh Phong thời điểm, trong mắt cũng toát ra một chút sợ hãi cùng kính sợ. Nhâm Thanh Phong tu vi, chân thực quá mạnh mẽ. Thiên huyền cảnh bốn tầng thiên, đủ để cho hắn ngạo thị trẻ tuổi đồng lứa võ giả. Thật may mỗi một giới cấm thiên thần điển, trừ sau cùng yêu người thắng bên ngoài, những người dự thi khác, vậy sẽ căn cứ riêng mình thành tích, lấy được bất đồng khen thưởng. Cho nên, cho dù biết rõ không có cạnh tranh thần tử hy vọng, nhưng cấm thiên thành bên trong, như cũ sẽ có rất nhiều võ giả, kiên trì tham gia thần điển. Nghe nói Mộc Âm Hy tiểu thư, thiếu chút nữa thì bị Nhâm Thanh Phong giết. Nhâm Thanh Phong thật là hèn hạ à, sợ Mộc tiểu thư thay thế hắn vị trí, lại có thể trước thời hạn đánh lén. Hừ, địa thủy hỏa phong bốn vị trưởng lão, cũng không để ý quản sao. Mộc tiểu thư đạt được địa hoàng thần thư sau đó, cũng không có giữ quy củ nộp lên, bốn vị trưởng lão không có bảo vệ nàng, vậy dễ hiểu. Rất nhiều trẻ tuổi võ giả, còn có thú giác tràng bên trong các khán giả, cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau.
nghị luận được nhiều nhất, chính là Nhâm Thanh Phong đánh lén Mộc Âm Hy chuyện. Diệp Thần lỗ tai động một cái, nghe được những nghị luận kia tiếng, khá có chút hiếu kỳ nhìn Mộc Âm Hy, nói, người đạt được Địa Hoàng Thần Thư, cũng không có vả Cấm Thiên Tứ Lão nói qua sao. Mộc Âm Hy lắc lắc đầu nói, ta không có được Địa Hoàng Thần Thư, chỉ là may mắn gặp qua, hơn nữa tìm hiểu một chút bí ẩn, nhưng không thần khí bí ẩn, chỉ có thể ý sẽ, không thể truyền lời, cho nên, ta cũng không cách nào hướng Cấm Thiên Tứ Lão giao phó, coi như là vi phạm Cấm Thiên Thành quy củ, bọn họ mặc cho Nhâm Thanh Phong giết ta, cũng không phải bọn họ sai. Cấm Thiên Thành quy củ, trong thành võ giả bên ngoài du lịch, nếu như lấy được thần thông gì bí tịch, đều phải toàn bộ nộp lên, không thể cất giấu. Chỉ là Mộc Âm Hy tình huống có chút đặc thù, nàng lĩnh ngộ Địa Hoàng Thần Thư bí ẩn, cho dù cùng người nói, người khác cũng sẽ không hiểu, huống chi nàng vậy căn bản không nói ra được, bởi vì không thần khí chỗ diệu dụng, khó mà dùng lời nói miêu tả. Cho nên, cho dù bị Nhâm Thanh Phong tập sát, Mộc Âm Hy cũng không quái Cấm Thiên Tứ Lão, như cũng duy trì tôn kính, trong giọng nói hận ý, chỉ nhằm vào Nhâm Thanh Phong một người. Hoàng Trần đại ca, chúng ta lên đi đi, thần điển mau muốn bắt đầu. Mộc Âm Hy nhìn về một cái không sàn, hướng Diệp Thần tỏ ý. Cấm Thiên thần điển, kéo dài 10 ngày, mỗi cái người tham dự, tối đa có thể mang theo 2 cái người làm, tu vi không được vượt qua quá chân cảnh. Diệp Thần lập tức che giấu hơi thở, ngụy trang thành Mộc Âm Hy người làm, và nàng ngự gió bay đến thú giác tràng bầu trời trên bình đài. Hai người xuất hiện, đưa tới chung quanh không thiếu ánh mắt, bởi vì Mộc Âm Hy mang cái khăn che mặt, lộ vẻ được khá là đặc biệt. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh, Mộc Âm Hy chậm rãi đem cái khăn che mặt tháo xuống, lộ ra tươi đẹp khuôn mặt trắng nõn mà. Làm nàng dung nhan, hoàn toàn lộ ra ở trước mắt mọi người, thoáng chốc tới giữa, chung quanh các võ giả đều sợ ngây người, trong sân nghị luận thanh âm, rất nhanh đổi được nhỏ giọng, rồi sau đó yên lặng, một phiến vắng ngắt. Tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt hội tụ ở Mộc Âm Hy trên mình, người người đều là vô cùng chấn động ngạc. Không biết là ai kêu một câu, Mộc tiểu thư còn chưa có chết. Rồi sau đó toàn trường xôn xao, một phiến xôi trào chấn động. Thú giác chàng chóp đỉnh trên đài cao, vậy Cấm Thiên Tứ Lão, thấy Mộc Âm Hy hiện thân, vậy là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Con bé này, lúc đầu còn sống không, cả người áo khoác màu xanh da trời thủy lão, không thể tưởng tượng nổi ngắm nhìn Mộc Âm Hy. Đứng ở một bên Nhâm Thanh Phong, lại là kinh hãi được sắc mặt phát trắng, ngũ quan một hồi vặn vẹo, bật thốt lên kêu lên, không thể nào. Tiếng này kêu lên rơi xuống, liền cảm thấy thất thố, vội vàng im miệng, nhưng tim đã là đập bịch bịch, liền người ngoài cũng có thể nghe được hắn tiếng tim đập. Nhâm Thanh Phong trong lòng kinh ngạc được tột đỉnh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mộc Âm Hy lại có thể hoàn hảo không hao tổn, xuất hiện ở Cấm Thiên Thần Điển hiện trường. Ta đem nàng đánh trọng thương, nàng tuy may mắn chạy khỏi, nhưng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, làm sao có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhâm Thanh Phong không dám tưởng tượng, hắn trọng thương Mộc Âm Hy, thậm chí vận dụng Địa Ngục Thiên Mệnh ma khí. Vậy ma khí như phụ cốt thư, thật khó hóa giải, nhưng xem Mộc Âm Hy khí vận kéo dài hình dáng, rõ ràng trạng thái đã khôi phục. Là ai cứu nàng, chẳng lẽ là bốn vị trưởng lão, gạt ta cứu người. Nhâm Thanh Phong nhìn Cấm Thiên Tứ Lão một mắt, trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn chỉ cho là Cấm Thiên Tứ Lão, thiên vị Mộc Âm Hy, nhưng gặp bốn vị trưởng lão, cũng là một mặt ngạc nhiên hình dáng, hiển nhiên vậy là Mộc Âm Hy xuất hiện, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật ra thì, Mộc Âm Hy là Diệp Thần cứu, chỉ là coi như Nhâm Thanh Phong suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, lại dám bước vào Cấm Thiên Thành. Nhâm Thanh Phong, thuộc về đồ ta, không người có thể cướp đi. Mộc Âm Hy nhìn chằm chằm Nhâm Thanh Phong, rút ra trường kiếm bên hông, ưỡn ngực, trong tròng mắt tất cả đều là lạnh lẽo ý chí chiến đấu. Nàng lời nói này rơi xuống, mặt đất cũng chấn động lên, tựa như cửu thiên thập địa, đều ở đây cùng nàng đồng tình, hiện ra vô cùng lãnh ngạo uy thế. Giờ khắc này, thiên huyền bốn tầng thiên bàng bạc linh khí, ở trên người nàng lộ ra không bỏ sót. Nhâm Thanh Phong mồ hôi lạnh cũng nhô ra, nào nghĩ tới ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Mộc Âm Hy không chỉ là thương thế hết bệnh, liền tu vi cũng đột phá đến thiên huyền cảnh bốn tầng thiên, cùng hắn kỳ cổ tương đương. Mộc tiểu thư lại có thể đột phá. Lần này có trò hay để nhìn. Nhâm Thanh Phong làm ngàn năm thần tử, cũng là thời điểm nhượng vị. Thú giác chàng trên khán đài,
rất nhiều người xem cảm nhận được Mộc Âm Hy hơi thở, đều là rung động. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở Mộc Âm Hy trên mình, lại không người lưu ý Diệp Thần. Diệp Thần che giấu rất khá, hoàn toàn không có bại lộ. Mộc Âm Hy không giấu vết, lặng lẽ bên nhìn hắn một cái, trong ánh mắt nhu tình uyển chuyển, lại là cảm kích. Nàng biết, mình ngày hôm nay có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn là may mà Diệp Thần. Tốt lắm, thời gian xong hết rồi. Lúc này, Cấm Thiên Tứ Lão bên trong, cả người Thanh Bảo Phong Lão đứng lên, ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường. Lúc này ở thú giác tràng bốn phía trôi lơ lửng trên bình đài, cũng đứng đầy người. Ngày hôm nay tham gia Cấm Thiên Thần Điển võ giả, có chừng 700-800 người hơn. Ta tuyên bố, Cấm Thiên Thần Điển, chính thức bắt đầu. Tất cả người tiến vào rừng rậm, kỳ hạn 10 ngày, cuối cùng đạt được Cấm Thiên Tinh Thạch số lượng nhiều nhất người, đem trở thành ta Cấm Thiên Thành một đời mới thần tử. Ta và các vị trưởng lão, mỗi ngày đều sẽ cho các ngươi một chút mới nhắc nhở, giúp các ngươi tìm được càng nhiều hơn Cấm Thiên Tinh Thạch. Phong lão cao giọng tuyên bố, dự thi các võ giả, chính là bộc phát ra quát một tiếng thải, rồi sau đó rối rít từ trên đài cao bay xuống, nhảy vào phía dưới mênh mông trong rừng rậm. Cánh rừng kia, ngoài mặt chiếm đất trăm dặm, trên thực tế ở trong rừng rậm, lại có rất nhiều đặc thù không gian, chân thật diện tích, không biết có nhiều ít ngàn vạn dặm hào phóng. Diệp Thần và Mộc Âm Hy nhìn nhau, cũng là từ trên đài cao nhảy xuống, tiến vào trong rừng rậm. Bước vào rừng rậm trên đất, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy xanh thẳm bầu trời xanh thẳm, đã không thấy được bên ngoài người xem, bởi vì có đặc thù không gian phép tắc cách trở. Nhưng bên ngoài người xem, có thể thấy tất cả người dự thi tình huống. Ở thú giác tràng bầu trời, có từng cục màn sáng lơ lửng, đem trong rừng rậm cảnh tượng, toàn bộ chiếu ra. Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Thần nhìn Mộc Âm Hy, duy trì cung kính, hiện tại hắn còn muốn ngụy trang thành Mộc Âm Hy người làm, không thể tùy tiện bại lộ luân hồi bí mật. Cấm Thiên Tinh Thạch, rất có thể núp ở một ít yêu thú cường đại trên mình, người đi theo ta. Mộc Âm Hy xách trường kiếm, một bộ cao cao tại thượng hình dáng, vậy phụng bồi Diệp Thần diễn xuất. Nàng thoáng nhắm mắt, bắt khắp nơi gian yêu thú hơi thở, rồi sau đó như có phát hiện, liền dẫn Diệp Thần, đi phía bắc đi về phía. Một đường đi tới trước, hai người rất nhanh liền tìm được một cái yêu thú xảo huyệt. Đó là địa ngục rắn độc rắn xảo huyệt, ẩn cư ở một cái hang quật bên trong. Diệp Thần liền thấy vậy địa ngục rắn độc rắn, từ trong hang bò ra ngoài, thân rắn giống như chậu nước to, toàn thân miếng vảy xanh đen, răng như kiếm kích, tản mát ra không rõ mùi. Cái loại này yêu thú, bổ sung thêm có kịch độc, một khi lớn lên, tiến hóa lột xác, chính là trong truyền thuyết bá chủ cấp yêu thú, địa ngục rắn độc long. Diệp Thần gặp qua địa ngục rắn độc long cường hãn, không khỏi được trong lòng rét một cái. Thật may trước mặt hắn, chỉ là một con rắn lớn, còn không có lột xác hóa long, ngược lại cũng không sẽ quá khó giải quyết. Địa hoàng oai, mặt đất cơn giận, ngàn dặm động đất, vạn dặm núi lửa. Mộc Âm Hy thấy vậy địa ngục rắn độc rắn, mắt đẹp đông lại một cái, đầu ngón tay múa kiếm rũ ra, một phiến phiến như mặt đất vậy khoáng đạt kiếm khí, vô cùng sắc bén đi về trước chém tới. Một kiếm này chém ra, chung quanh mặt đất, chính là kịch liệt chấn động, bản khối dạn nứt, từ đất nứt ra trong kẽ hở, thấm lộ ra nham thạch nóng chảy lửa cháy bừng bừng, kêu căng cuồn cuộn, đi đôi với Mộc Âm Hy kiếm khí, đi vậy địa ngục rắn độc long chém thẳng đi. Ô! Địa ngục rắn độc rắn phát ra một tiếng rên rỉ, liền phản kháng đều không từng phản kháng một tí, tại chỗ liền bị Mộc Âm Hy chém giết. Lách cách! Địa ngục rắn độc rắn sau khi chết, từ trong cơ thể, đánh mất ra mấy viên trong suốt đá, lóe lên tinh mang, chính là lần này Cấm Thiên Thần Điển tín vật, Cấm Thiên Tinh Thạch. Xem kìa, chỉ cần là chút mạnh lớn một chút yêu thú, trong cơ thể đều có thể phong cất giấu Cấm Thiên Tinh Thạch. Mộc Âm Hy mặt mày hớn hở cười một tiếng, đầu ngón tay cách không một chảo, liền đem vậy mấy viên Cấm Thiên Tinh Thạch, toàn bộ bắt tới trong tay. Tiểu thư, người một kiếm này, chính là địa hoàng thần thư uy nghiêm. Diệp Thần chân mày gạt gạt, mới vừa Mộc Âm Hy một kiếm, uy thế tương đối hung hãn, Diệp Thần từ kiếm khí kia bên trong, cảm nhận được mặt đất uy giận. Coi là vậy đi. Mộc Âm Hy nhẹ nhàng lau một tí thân kiếm, rồi sau đó đem trường kiếm thu hồi, nhẹ giọng nói. Ta hiểu qua địa hoàng thần thư, nhưng quyển sách kia quá mức thần bí, ta chỉ là sơ lược lĩnh ngộ một chút ra lông. Địa hoàng thần thư, coi như là thuộc tính thổ thần thông,
vậy thuộc tính thổ thần thông, đều là chủ phòng ngự. Nhưng, địa hoàng thần thư không cùng, đó là chủ công giết bí ký, sát phạt cực kỳ cường hãn. Nói tới chỗ này, Mộc Âm Hy trong tròng mắt mang một chút khen ngợi cùng hướng tới, nói thiên cơn giận, gió tuyết mưa xối xả, thiên tai vô tình, mà mặt đất cơn giận, chính là ngàn dặm động đất, vạn dặm núi lửa phun ra, bản khối văng tung tóe, đất trắng nạn hạn hán, núi lở đá tồi, vậy vô tình. Diệp thần nghe Mộc Âm Hy mà nói, ánh mắt hơi sáng, lúc đầu địa hoàng thần thư, chính là mặt đất huy giận hóa thân, và phổ thông chủ phòng ngự thuộc tính thổ công pháp, khác hẳn không cùng. Diệp thần đối vậy địa hoàng thần thư, vậy dâng lên đậm đà hứng thú, muốn hỏi một chút Mộc Âm Hy địa hoàng thần thư ở nơi nào, nhưng lại sợ đường đột, cuối cùng vậy không có mở miệng. Địa hoàng thần thư, không nghĩ tới trong truyền thuyết không vô thần khí, lại có thể thật ngay tại thế gian. Vừa lúc đó, Diệp thần bỗng nhiên cảm thấy, luân hồi mộ địa bên trong, có một khối cổ xưa mộ bia, kịch liệt chấn động đứng lên. Khối kia mộ bia, thuộc về hỗn độn ngũ đế bên trong, hỗn độn thổ đế. Hỗn độn thổ đế thanh âm già nua, ở luân hồi mộ địa bên trong vọng về, tràn đầy khen ngợi cùng cảm khái. Diệp thần cảm ứng được tân đại năng thức tỉnh, nhất thời đại hỉ, thần niệm chiếu đến luân hồi mộ địa bên trong đi, liền thấy một đạo già nua mà thân ảnh khôi ngô, từ vậy mộ bia bên trong bay lên. Thân ảnh kia tuy già nua, nhưng đặc biệt tráng kiện to lớn, tinh xích trước hai cánh tay, bắp thịt nổ, gừng càng già càng cay. Tiền bối, ngươi chính là hỗn độn thổ đế sao? Diệp thần đại hỉ, hỏi thăm nói. Có tân đại năng thức tỉnh, vậy thì không thể tốt hơn nữa, hiện tại Diệp thần một mình thuộc về cấm thiên thành, tùy thời đối mặt uy hiếp, có luân hồi đại năng phụ trợ, ít nhất có thể hơn một lá bài tẩy, hơn một phần sức lực. Các hạ chính là đời này luân hồi chi chủ sao? Lão phu hỗn độn thổ đế, gặp qua mộ chủ đại nhân. Hỗn độn thổ đế tánh tình nội liếm, nói chuyện tương đương trầm ổn, không giống bề ngoài lớn như vậy quánh, cũng không vì là Diệp thần trẻ tuổi mà khinh thị hắn, ngược lại thái độ khiêm nhường thi lễ một cái. Tiền bối không cần đa lễ. Diệp thần vậy chắp tay đáp lễ. Hỗn độn thổ đế khẽ mỉm cười, nói, lão phu bởi vì bắt được địa hoàng thần thư thiên cơ, cho nên bị thức tỉnh. Hắn bấm ngón tay tính toán, diễn toán bên ngoài Mộc Âm Hy nhân quả, cười nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết địa hoàng thần thư, lại bị một cái bé gái giỏm ngó gặp, mộ chủ đại nhân, nàng là ngươi đạo lữ sao? Diệp thần vội vàng nói, không phải, chỉ là bạn bình thường. Hỗn độn thổ đế khẽ cau mày, nói, bạn bình thường sao? Cũng tốt, nàng khí vận chưa đủ, may mắn hiểu một chút địa hoàng thần thư bí mật, đã là cực hạn. Ta xem vậy địa hoàng thần thư, cuối cùng vẫn là phải rơi vào mộ chủ đại nhân bên trong tay ngươi. Hỗn độn thổ đế tinh thông thuộc tính thổ công pháp, mà thiên hạ tới giữa, không có so địa hoàng thần thư, càng tuyệt diệu đất đạo thần thông, cho nên lời hắn bên trong, đối vậy địa hoàng thần thư vô cùng là sùng bái, vậy hy vọng Diệp thần có thể có được. Diệp thần khoát khoát tay, nói, địa hoàng thần thư chuyện, quá mức hư không mờ mịt, tiền bối, ta hôm nay nhất chuyện khẩn yếu, chính là chém ra. Địa hoàng thần thư, dẫu sao là không vô thần khí, vượt qua thực tế tồn tại, Diệp thần không hề hy vọng xa vời có thể chấp trường. Việc cần kíp, là mau sớm chém ra đột phá. Diệp thần đem mặt mình trước khi khốn cảnh, có thể gặp phải Nhâm Thanh Phong nhằm vào chuyện, đơn giản nói một lần. Hỗn độn thổ đế nghe vậy, ha ha cười một tiếng, nói, vậy Nhâm Thanh Phong thiên huyền cảnh bốn tầng thiên, đúng là cường hãn, nhưng ta đã tỉnh lại, ngươi không cần sợ. Diệp thần đại hỉ, nói, vậy trước tiên đa tạ tiền bối tương trợ. Hỗn độn thổ đế cười nói, không sao. Dừng một chút, lại nói, bất quá, mộ chủ đại nhân, ngươi quá mức lệ thuộc vào luân hồi mộ địa, vậy không phải là chuyện tốt, nếu như có thể, tận lực hay là dùng mình lực lượng đi giải quyết. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói ta rõ ràng. Hỗn độn thổ đế gật đầu một cái, nói, lão phu có một môn công pháp, tên là bàn thạch tâm pháp. Sau khi luyện thành, thân như bàn thạch, phòng thủ kiên cố, chư tà không vào, vạn pháp không phá, ngươi như luyện thành lão phu môn công pháp này, đủ để đối kháng vậy Nhâm Thanh Phong. Diệp thần vui vẻ nói, nếu quả thật có thể đối kháng vậy Nhâm Thanh Phong, vậy thì không thể tốt hơn nữa, xin tiền bối truyền thụ. Hỗn độn thổ đế nhưng có chút chần chờ, nói, bất quá, lão phu công pháp kia, tu luyện sau đó, tâm như bàn thạch, tim gông xiềng. Vậy sẽ nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi bước, cơ hồ không thể nào chặt đứt. Mộ chủ đại nhân,
Người muốn đánh vào trăm ra chém, môn công pháp này, sợ rằng không quá thích hợp ngươi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, sẽ tăng thêm tim gông xiềng sao? Hỗn độn thổ đế nói, đúng vậy. Diệp Thần yên lặng một tí, không biết làm sao thở dài nói, nếu quả thật sẽ tăng thêm tim gông xiềng, vậy ta tuyệt đối không thể luyện. Trước đây hỗn độn vũ đế truyền cho Diệp Thần tinh thiên thủy kính, cũng chỉ là tăng thêm thông thường gông xiềng. Nhưng hỗn độn thổ đế bàn thạch tâm pháp, nhưng sẽ để cho tim gông xiềng, đổi được vô cùng nặng nề, giống như nham thạch vậy không cách nào phá vỡ, điều này hiển nhiên là Diệp Thần không cách nào tiếp nhận. Hỗn độn thổ đế nói, đã như vậy, vậy thì tiện thôi. Khẽ mỉm cười, cùng mộ chủ đại nhân ngươi, thành công chém ra trăm đạo, gông xiềng chém hết, tu luyện nữa lão phu bàn thạch tâm pháp, vậy cũng không muộn. Diệp Thần cười nói, vậy thì thừa tiền bối chúc lành. Nếu bàn thạch tâm pháp, tạm thời không thích hợp tu luyện, Diệp Thần thần niệm, liền từ luân hồi mộ địa bên trong lui ra ngoài. Hắn cùng hỗn độn thổ đế trao đổi, là dựa vào thần niệm, hết thảy đều ở đây ngay lập tức, bên ngoài thời gian không có đi qua bao lâu. Mộc Âm Hy thu xong vậy mấy viên cấm thiên tinh thạch, hướng Diệp Thần ngoắc tay nói, đi, chúng ta đi nơi khác nhìn một chút. Diệp Thần ừ bên trong một tiếng, tiếp tục ngụy trang thành Mộc Âm Hy người làm. Hai người ở trong rừng rậm săn giết yêu thú, thu thập cấm thiên tinh thạch. Lấy Mộc Âm Hy thiên huyền cảnh 4 tầng thiên thực lực, phổ thông yêu thú, không địch lại nàng một kiếm. Thời gian đảo mắt, ban ngày trôi qua, màn đêm buông xuống. Đi qua một ngày đi săn, Diệp Thần và Mộc Âm Hy, tổng cộng giết 7-8 con yêu thú, hơn 30 viên cấm thiên tinh thạch, chiến đấu không hoa thời gian lúc nào, chủ yếu là tìm yêu thú, hao phí quá thời gian dài. Ngày này thời gian, hai người vậy gặp phải không thiếu tham gia thi đấu võ giả, thế nhưng chút võ giả, vừa nhìn thấy Mộc Âm Hy, lập tức quay đầu chạy, căn bản không dám lưu lại, sợ mình cấm thiên tinh thạch, sẽ bị cướp đi vậy. Hiện tại cấm thiên thần điển, đoạt cúp đại nhiệt môn, chính là Mộc Âm Hy và Nhâm Thanh Phong, những người khác đều không tư cách tranh thứ nhất. Đêm lạnh như nước, Diệp Thần và Mộc Âm Hy, ở một cái tĩnh lặng trong hang núi nghỉ ngơi. Trong hang núi, thiên cơ ngăn cách, sẽ không bị người ngoài theo dõi đến. Mộc Âm Hy tháo xuống tất cả ngụy trang, không còn là ban ngày vậy cổ lãnh ngạo hình dáng, ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, cởi bỏ vớ, xoa mình mắt cá chân, hơi có chút dí dỏm cười, ngắm nhìn bên cạnh đang ngồi tu luyện Diệp Thần. Hoàng Trần đại ca, người nói muốn ta không điều kiện đáp ứng người yêu cầu, rốt cuộc là cái gì? Mộc Âm Hy trừng mắt nhìn, tay trắng nâng hương tai, thật là có chút tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết, chờ ngươi đoạt được cấm thiên thần điển đầu tên nói sau. Diệp Thần mở mắt ra, nhàn nhạt nói. Mộc Âm Hy bĩu môi, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại Nhâm Thanh Phong, bắt được hạng nhất. Diệp Thần không nói gì lắc đầu một cái, chỉ yên lặng tu luyện, cảm ngộ mình võ đạo gông xiềng sâu cạn, vì tương lai chém ra làm chuẩn bị. Đến được ngày thứ hai, Diệp Thần và Mộc Âm Hy, cứ theo lẽ thường săn giết yêu thú, thu thập cấm thiên tinh thạch. Mà đến trưa, đột nhiên, phương xa có một đạo trùm tia sáng, phóng lên cao. Các trưởng lão cho ra gợi ý. Mộc Âm Hy thấy cột sáng kia, một hồi ngạc nhiên nói. Địa thủy hỏa phong tứ lão, mỗi ngày đều sẽ cho ra một đạo nhắc nhở, dọc theo nêu lên trùm tia sáng đi tới, liền có thể tìm được số lượng vô cùng nhiều cấm thiên tinh thạch. Chúng ta đi, không phải rơi vào Nhâm Thanh Phong phía sau. Mộc Âm Hy hướng Diệp Thần nháy mắt, lập tức đi về trước bay vút đi. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là nhanh chóng đi theo lên. Ở hai người dọc theo nhắc nhở trùm tia sáng, nhanh chóng chạy như bay thời điểm, chung quanh trong rừng cây, vậy có một từng đạo bóng người, xoát xoát bay qua, cũng là hướng về phía trùm tia sáng bên kia chạy đi. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều chẳng muốn lạc hậu, cũng muốn cướp lấy trùm tia sáng bên kia cấm thiên tinh thạch. Xa xa, Diệp Thần nghe được trùm tia sáng bên kia, truyền đến một hồi kinh thiên động địa gầm thét, hiển nhiên là có cường đại dị yêu thú, hung uy đại phát. Diệp Thần và Mộc Âm Hy nhìn nhau, hai người cũng tăng thêm tốc độ, e sợ cho đi trễ, liền một viên cấm thiên tinh thạch cũng không lấy được. Mộc tiểu thư, dừng bước. Vừa lúc đó, ba đạo lạnh lùng thanh âm, đồng thời vang lên. Chỉ gặp con đường hai bên trong rừng cây, có ba cái nam tử, phi thân ra. Bọn họ thần tình lạnh lùng, đần độn như pho tượng, xem bọn họ tu vi hơi thở, đều là nửa bước thiên huyền cảnh chừng.
Ở bọn họ bụng dạ trên, in một đạo huyết nguyệt hình vẽ, đó là Nhâm Thanh Phong dưới quyền thế lực, dành riêng ký hiệu. Nhâm Thanh Phong nắm giữ một môn cường hãn kiếm pháp, tên là huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, nguyên đảm nhiệm nhà. Cho nên, hắn dưới quyền người, trên y phục cũng có dấu huyết nguyệt huy hiệu. Các ngươi là Nhâm Thanh Phong người. Mộc Âm Hy mặt đẹp run lên, dừng bước lại. Đúng vậy, Phụng Thanh Phong đại nhân mệnh lệnh, chúng ta muốn lãnh giáo một chút, Mộc tiểu thư cao chiêu. Vậy ba cái nam tử bên trong, một người trong đó lạnh giọng mở miệng, rồi sau đó ba người đồng loạt rút ra binh khí, đằng đằng sát khí. Mộc Âm Hy quét nhìn bọn họ một mắt, nói các ngươi chỉ là nửa bước thiên huyền cảnh, cũng xứng cùng ta giao thủ. Người kia nói, chúng ta từ không phải Mộc tiểu thư địch thủ, nhưng chỉ cần có thể trì hoãn ở Mộc tiểu thư, là được không chịu Thanh Phong đại nhân ủy thác quan trọng. Dứt lời, vậy ba người lay động linh khí, đồng thời ra tay, ba thanh trường kiếm, nhanh mạnh như sấm vậy, hướng Mộc Âm Hy rất gai đi. Lúc đầu bọn họ mục đích, cũng không phải đánh bại Mộc Âm Hy, chỉ là trì hoãn chân nàng bước, không để cho nàng đi và Nhâm Thanh Phong tranh đoạt cấm thiên tinh thạch. Cứ như vậy, cùng cấm thiên thần điển kết thúc, Mộc Âm Hy tinh thạch số lượng, kém hơn Nhâm Thanh Phong, nàng tự nhiên muốn thua. Tự tìm cái chết. Mộc Âm Hy cắn răng, khua kiếm nghênh kích lên. Thế nhưng ba người kiếm đến nửa đường, cả người khí huyết đột nhiên vang lên oanh thanh âm ùng ùng, bắp thịt chấn động, rồi sau đó bình bịch bịch ba tiếng, bọn họ lại là tại chỗ tự bảo. Ba nửa bước thiên huyền cảnh tự bảo, lực trùng kích cực kỳ hung mãnh, lại hòa lẫn bọn họ vậy thế như trẻ che kiếm khí, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Không tốt, mau lui lại. Mộc Âm Hy thất kinh, theo bản năng lui về phía sau, dùng sức đẩy ra Diệp Thần, e sợ cho Diệp Thần bị sóng xung kích đạt tới. Oanh! Nổ đợt khí lan truyền, Mộc Âm Hy đứng mũi chịu sào, nhất thời được nghiêm trọng đánh vào, tại chỗ hộc máu. Mộc tiểu thư! Diệp Thần kêu lên một tiếng, hắn có Mộc Âm Hy che chở, ngược lại là không có sao. Đợi được nổ khói mù tản đi, Diệp Thần nhưng là phát hiện, Mộc Âm Hy áo quần vỡ vụn, cả người vết máu, ở đó ba vị nửa bước thiên huyền cảnh tự bảo hạ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mộc tiểu thư, không có sao chứ? Diệp Thần vội vàng đi lên, đỡ Mộc Âm Hy. Mộc Âm Hy mềm nhũn thân thể, rót vào Diệp Thần trong ngực, nói, Hoàng Trần đại ca, ta bị thương, ta vì ngươi chữa trị. Diệp Thần trong bụng áy náy, vội vàng đỡ nàng, tìm một cái tĩnh lặng hang núi, là nàng chữa thương. Vốn là, lấy Mộc Âm Hy thiên huyền cảnh 4 tầng thiên thực lực, coi như vậy ba nửa bước thiên huyền cảnh tự bảo, cũng chưa chắc có thể thương tổn tới nàng. Nhưng, nàng vì che chở Diệp Thần, bỏ quên tự thân an nguy, tại chỗ liền bị nổ bị thương. Cũng may nàng thương thế, cùng trước kia so sánh, không hề coi là quá nghiêm trọng, có Diệp Thần chữa trị, tối đa nghỉ ngơi một ngày, là được hoàn toàn khôi phục. Mà lúc này, thú giác tràng trên, Mộc Âm Hy bị nổ bị thương hình ảnh, rõ ràng xuất hiện ở mỗi một cái người xem trong mắt. Cảm nhận được Nhâm Thanh Phong tàn khốc thủ đoạn, không thiếu người xem đều là kinh hãi. Nhâm Thanh Phong vậy quá độc ác đi, vì thắng lợi, không chừa thủ đoạn nào à. Ác một chút cũng tốt, sát phạt quyết đoán, mới là ta cấm thiên thành uy phong. Nhâm Thanh Phong kinh doanh ngàn năm, chỉ sợ Mộc Âm Hy lần này, là tuyệt đối không địch lại hắn. Rất nhiều nghị luận thanh âm vang lên, Nhâm Thanh Phong đảm nhiệm thần tử, đã có ngàn năm thời gian, ngàn năm kinh doanh, hắn không biết đào tạo được nhiều ít tâm phúc, Mộc Âm Hy một mình cùng là địch, vô cùng tự nhiên khó khăn. Cấm thiên tứ lão thấy Mộc Âm Hy bị nổ bị thương, đều là cau mày, nhưng cũng không có bình nghị cái gì. Dẫu sao cấm thiên thần điển, là cho phép giết hại, muốn nhận vào cấm thiên tinh thạch, trừ săn giết yêu thú bên ngoài, còn có thể đi săn người khác, thậm chí có thể xem Nhâm Thanh Phong như vậy, lợi dụng tự thân thế lực, chèn ép người khác. Diệp Thần và Mộc Âm Hy, bị Nhâm Thanh Phong người bên dưới, liều chết ngăn trở, ngày hôm nay vậy nhắc nhở cột ánh sáng cấm thiên tinh thạch, hai người là không cầm được. Vì chèn ép ta, Nhâm Thanh Phong thật đúng là bỏ được à. Mộc Âm Hy ở Diệp Thần chữa trị xuống, đến tối liền khôi phục trở về, hồi tưởng lại ban ngày trắc trở, nàng sắc mặt như cũ ngưng trọng. Ba nửa bước thiên huyền cảnh, đây cũng không phải là có thể tùy tiện đào tạo ra được, tuyệt đối phải hao phí vốn gốc. Nhưng hiện tại, vì chèn ép Mộc Âm Hy, Nhâm Thanh Phong là không tiếc bất cứ giá nào. Đến được hôm sau buổi trưa, bầu trời phương xa, lại có một đạo trùm tia sáng xuyên qua,
nêu lên khí tượng xuất hiện lần nữa. Nhưng mà, làm Diệp Thần và Mộc Âm Hy, hướng vậy nêu lên chùm tia sáng đi tới lúc đó, lần nữa gặp phải ba nửa bước thiên huyền cảnh cản đường. Và ngày hôm qua như ra một đoạn, bọn họ cũng là hợp lại hết tánh mạng, lấy tự bạo làm giá, ngăn trở Mộc Âm Hy bước chân. Lần này Mộc Âm Hy có chuẩn bị, không có bị thương, nhưng lại bị ngăn cản, ngày hôm nay ngoài định mức nêu lên cấm thiên tinh thạch phân ngạch, nàng như cũ một viên không bắt được. Nhâm Thanh Phong, ta đây muốn xem ngươi thủ hạ có nhiều ít cao thủ, có thể để cho ngươi như thế tiêu hao. Mộc Âm Hy cắn chặt hàm răng, nửa bước thiên huyền cảnh không phải rau cải trắng, nàng cũng không tin Nhâm Thanh Phong tiêu hao nổi. Mấy ngày kế tiếp, Nhâm Thanh Phong tiếp tục phái người ngăn trở Mộc Âm Hy và Diệp Thần. Mà lần này, hắn không có lại phái ra nửa bước thiên huyền cảnh cao thủ, chỉ là trăm gia cảnh võ giả, hiển nhiên là chống đỡ không nổi tiêu hao. Nhưng những cái kia trăm gia cảnh võ giả, cũng là không sợ chết tự bạo, hơn nữa trên tay còn cầm có vô lượng thần khí, liên quan vô lượng thần khí cùng nhau hiến tế tự bạo, uy lực càng hơn qua mấy ngày trước. Tên kia, là điên rồi sao? Vì một cái thần tử vị trí, đáng giá không? Diệp Thần là hoàn toàn kinh hãi, một kiện vô lượng thần khí giá trị, thắng được phổ thông thiên quân tánh mạng. Nhâm Thanh Phong tiếp liền hiến tế mấy kiện vô lượng thần khí. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi điên cuồng, không thể tưởng tượng nổi danh tác, liều mạng cũng phải ngăn trở Mộc Âm Hy quật khởi. Cái này để cho Diệp Thần rất là nghi ngờ, vì tranh đoạt một cái thần tử vị trí, đáng giá không? Đáng. Nghe được Diệp Thần cái nghi vấn này, Mộc Âm Hy cho ra tương đương khẳng định trả lời, mắt đẹp ngưng luyện nói. Cấm thiên thành bởi vì thiết ngai vàng mà thành lập, nơi này cũng là thiết ngai vàng ngày xưa ngủ say cố hương, đảm nhiệm thần tử sau đó. Có thể lắng nghe thiết ngai vàng đại lộ dạy bảo, thậm chí có thể triệu hoán thiết ngai vàng hạ xuống, lấy thiết ngai vàng thần uy, san bằng thiên hạ. Đã từng thiện nhu công chúa ma hóa, tập kích qua cấm thiên thành, lúc ấy đảm nhiệm thần tử Nhâm Thanh Phong, thì thành công triệu hoán thiết ngai vàng hạ xuống, giải quyết cấm thiên thành hủy diệt nguy cơ. Nguyên tới đảm nhiệm cấm thiên thần tử, còn có thể triệu hoán thiết ngai vàng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, thiết ngai vàng thần uy, hắn là chính mắt thấy qua. Đời này 10 đại cao thủ hạng, cần phải có thiết ngai vàng một tiệc. Nếu như có thể triệu hoán thiết ngai vàng hạ xuống, đích xác là một cái vô cùng to lớn trợ lực. Mộc Âm Hy nói, đúng vậy, cho nên vậy Nhâm Thanh Phong, mới điên cuồng như vậy nhằm vào ta, hắn vậy sợ mất đi câu thông thiết ngai vàng tư cách. Diệp Thần gật đầu một cái, coi như là rõ ràng, càng sâu sắc cảm nhận được, chàng này cấm thiên thần điển trọng yếu. Thần điển kéo dài đến thứ 9 tầng trời. Nhâm Thanh Phong rốt cục thì yên tĩnh, xem ra vô luận là dưới tay hắn cao thủ, vẫn là chân tàng thần khí, cũng toàn bộ đã tiêu hao hết. Dĩ nhiên, Nhâm Thanh Phong mục đích, cũng đạt tới. Ở thứ cửu thiên ban đêm, trên trời xuất hiện một đạo kim bảng. Vậy kim bảng bên trên, rõ ràng hiện lên, hạng hàng đầu người dự thi. Hạng nhất, không nghi ngờ chút nào là Nhâm Thanh Phong, hắn thu thập được cấm thiên tinh thạch, chừng hơn 2.000 viên. Mà Mộc Âm Hy, ở Nhâm Thanh Phong liên tục ngăn trở hạ, trước mắt thu thập cấm thiên tinh thạch số lượng, chỉ có đáng thương hơn 200 viên, xếp hàng tên thứ 10. Và Nhâm Thanh Phong so sánh, ước chừng kém 10 lần. Chúng ta có phải hay không phải thua? Diệp Thần thấy vậy kim bảng, hơi có chút khổ sở nhìn lại Mộc Âm Hy một mắt. Hắn kế hoạch, là phụ trợ Mộc Âm Hy lên đỉnh, rồi sau đó đạt được nàng đồng ý, ở cấm thiên thành chém ra. Nếu như Mộc Âm Hy lên đỉnh thất bại, vậy ở Nhâm Thanh Phong căm thù hạ, Diệp Thần căn bản không có cách nào an tâm chém ra. Không, còn có ngày mai. Hoàng Trần đại ca, ngày mai mới là cuối cùng quyết chiến thời điểm, chúng ta còn có nghịch chuyển cơ hội. Mộc Âm Hy hàm răng cắn môi đỏ mọng, mắt đẹp bên trong như cũ mang ý chí chiến đấu, cũng không có tùy tiện nhận thua, nắm Diệp Thần tay. Diệp Thần than thở một tiếng, gật đầu một cái, cũng chỉ có thể mong đợi ngày mai. Đến khi giữa trưa ngày thứ hai, một đạo sáng chói màu vàng chùm tia sáng, xuất hiện ở chân trời. Cái này ngày cuối cùng nhắc nhở chùm tia sáng, lộ vẻ được phá lệ sáng ngời lóng lánh. Diệp Thần và Mộc Âm Hy nhìn nhau nhìn đối phương, trong mắt đều mang một tia hy vọng cuối cùng, nhìn cột ánh sáng phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, hai người không có lại gặp đến cái gì ngăn trở, rất thuận lợi đi tới cột sáng kia phát ra địa phương. Đó là một tòa u tối tế đàn. Chung quanh nhấp nhô cổ xưa sương mù cùng phù văn,
còn có một tầng màu đen cấm chế còn quấn. Ở tế đàn bốn phía, lục tục, tới hơn 100 cái võ giả. Trong quá khứ 10 ngày thời gian bên trong, dự thi võ giả, có phần nhỏ bị giết, còn có một phần lớn, bởi vì giết hại quá mức hung hiểm, lựa chọn bỏ quyền rời đi. Ở cái này ngày cuối cùng, đi tới tế đàn vùng lân cận, cũng chỉ có hơn 100 người. Đám người bên trong, cả người quần áo trắng, mày kiếm tinh mắt Nhâm Thanh Phong, hiển nhiên đặc biệt nhìn chăm chú. Diệp Thần liếc mắt liền phát hiện hắn, không thể không nói, và Nhâm Phi Phàm huyết mạch đồng nguyên, Nhâm Thanh Phong bên ngoài chỉ có bề ngoài, vẫn là tương đối khá, chỉ tiếc tâm tư quá mức độc ác, nếu như có cơ hội, Diệp Thần hận không được đem bằng thây vạn đoạn. Mục tiểu thư, xem ra ngươi muốn bị thua ta. Nhâm Thanh Phong mang nụ cười ấm áp, híp mắt nhìn Mộc Âm Hy. Vì chèn ép Mộc Âm Hy, hắn những ngày qua, trả giá giá cực lớn, cơ hồ đem ngàn năm tổ chức tích lũy, tiêu hao không còn một mống. Nhâm Thanh Phong, có cần phải như thế sợ ta sao? Ha ha, trước sau lại có thể phái nhiều người như vậy tới chặn đánh ta. Mộc Âm Hy cười lạnh một tiếng. Nhâm Thanh Phong nhẹ khẽ gật đầu, nói, Mộc tiểu thư dòm ngó gặp qua địa hoàng thần thư bí ẩn, tự nhiên không thể khinh thường, ta cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Mộc Âm Hy hừ một tiếng, rút ra trường kiếm, nói, Nhâm Thanh Phong, người có dũng khí nói, chúng ta liền đi ra ngoài quyết chiến một tràng. Người ở đây nhiều, không thích hợp quyết chiến, nếu không hai người tranh đấu, chỉ sẽ tiện nghi người khác, cuối cùng ai cũng không lấy được cấm thiên thần tử vị trí. Nhâm Thanh Phong nghe được Mộc Âm Hy muốn quyết chiến, cười không nói. Hắn hiện tại cấm thiên tinh thạch số lượng, xếp hạng thứ nhất, đã không cần lại chiến đấu. Chờ ngày hôm nay kết thúc, là được ổn áp Mộc Âm Hy đoạt cúp. Mộc Âm Hy gặp Nhâm Thanh Phong tránh đánh, cắn chặt hàm răng, vừa định mắng chút gì, bỗng nhiên bên cạnh có một cái võ giả kêu lên. Các người xem, tế đàn. Tại chỗ ánh mắt của tất cả vũ giả, đều rối rít hướng tế đàn nhìn lại. Diệp Thần ánh mắt vậy nhìn sang, sau đó thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Một món hắc khí, từ bên trong tế đàn bay ra. Chính xác mà nói. Đó lại không phải là hắc khí, hình như là một bãi mực, một đám mây sương mù, một cột sáng, một phiến mây đen, khó mà dùng thế giới hiện thật ngôn ngữ, đi chính xác miêu tả vật kia tồn tại. Đó là không có thể danh trạng quỷ dị tồn tại. Thế giới hiện thật không thể nào tồn tại loại vật này, vậy chỉ có thể là xuất xứ từ không không quái vật. Đây là cái đồ gì? Rất nhiều võ giả nhìn vậy không có thể danh trạng quỷ dị hắc khí, không khỏi được cả người run rẩy. Trong đáy lòng sinh ra sợ hãi sâu đậm. Sợ hãi, xuất xứ từ không biết. Mà không không, là lớn nhất không biết. Chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết không chẳng trách vật. Chúng ta cấm thiên thành, phong ấn một đầu không chẳng trách vật, liền ở cái tế đàn này bên trong. Năm đó vậy không chẳng trách vật, đi theo võ tổ tới, sau đó bị võ tổ phong ấn, lúc đầu ở nơi này trong tế đàn mặt. Toàn trường võ giả sắc mặt trắng bệch, một hồi kinh hãi. Mộc Âm Hy cũng là mặt đẹp phát trắng, nắm chắc Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần từ nàng tủng sợ hãi trong ánh mắt, bắt được ngày xưa truyền thuyết cổ xưa thiên cơ. Truyền thuyết, võ tổ từng hạ xuống cấm thiên thành, truyền đạo thụ nghiệp. Hắn nơi phủ xuống, là một đạo hư ảnh. Hắn chân thân, bị kẹt ở không không lúc nào không, có vô số quái vật mơ ước hắn. Làm võ tổ hạ xuống, không không lúc nào không bên trong. Cũng có một con quái vật, đuổi giết hạ xuống. Vậy con quái vật, tựa hồ không thích ứng thế giới hiện thật quy luật, cuối cùng bị võ tổ tổn thương nặng, trấn áp phong ấn. Hiện xuất hiện ở Diệp Thần các người trước mắt quỷ dị hắc khí, chính là năm đó chưa từng không lúc nào không bên trong đuổi giết xuống quái vật. Ừng ực. Hắc khí cuồn cuộn, rõ ràng là sương mù sôi trào, nhưng phát ra nước sôi nấu sôi vậy thanh âm. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh có vô số thế giới hiện thật quy luật, ra áp ở đó một món quỷ dị hắc khí bên trên. Vậy một món không thể danh trạng hắc khí, ở vô số thế giới hiện thật ra áp hạ, dần dần than xúc, có thực tế hình thể, là một đoàn mục nát tới cực điểm phù sa. Cái này đoàn bùn nát, lăn lộn, lộ ra người ngũ quan, cặp mắt trống rỗng, trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm, phun ra ác độc mùi hôi thối. Mặc dù vẫn là rất khủng bố, rất buồn nôn, nhưng chỉ ít, quái vật kia có thực tế hình dáng, chính là một đoàn bùn nát, không còn là không cách nào miêu tả hình dáng. Thậm chí, Diệp Thần có thể bắt được, vậy bùn nát quái vật tu vi hơi thở,
đại khái là thiên huyền cảnh 5 tầng thiên. Hiển nhiên, năm đó cái quái vật này, bị võ tổ tổn thương nặng phong ấn, thực lực đã thật to yếu bớt. Nhưng, thiên huyền cảnh 5 tầng trời, đối tại chỗ mỗi một người mà nói, vẫn là một cái đáng sợ cường địch. Ừng ực, ừng ực, ừng ực. Bùn nát quái vật cuồn cuộn, nó bùn nát trong thân thể, hiện ra từng hạt tròn chiếu lấp lánh đá, đó là từng hạt tròn cấm thiên tinh thạch. Ở trong cơ thể nó, phong ẩn giấu đại lượng cấm thiên tinh thạch. Thấy những cái kia cấm thiên tinh thạch, Diệp Thần, Mộc Âm Hy, Nhâm Thanh Phong đám người ánh mắt, tất cả đều sáng lên. Vậy bùn nát quái vật trong cơ thể cấm thiên tinh thạch, chi chít, không biết có nhiều ít, nếu như toàn bộ cướp được nói không chừng có thể để cho hạng kim bảng, phát sinh biến hóa. Nhưng mà, quái vật kia thực lực, ước chừng đạt tới thiên huyền cảnh 5 tầng trời, ai cũng không cách nào đơn độc đối phó. Toàn trường rất nhiều võ giả, trao đổi một tí ánh mắt, đều là mang một chút cảnh giác cùng thẩm vấn. Chúng ta liên thủ, trước đánh bại cái này con quái vật, rơi ra ngoài cấm thiên tinh thạch, ai cướp được chính là của người đó. Nhâm Thanh Phong rút ra trường kiếm, mở miệng nói. Hắn suy nghĩ mình cấm thiên tinh thạch, số lượng đã là thứ nhất, chỉ cần lại cướp được một ít, vậy đoạt cúp liền ổn. Diệp Thần và Mộc Âm Hy nhìn nhau, cũng là gật đầu. Hiện tại chỉ có gây ra hỗn loạn, mới có trong loạn thủ thắng cơ hội. Những võ giả khác, tự nhiên vậy đồng ý liên thủ, bọn họ không có hứng thú tranh đoạt đầu tên, chỉ muốn cướp đoạt nhiều một chút cấm thiên tinh thạch, lấy được tốt hơn khen thưởng. Quyết định liên thủ, đám người liền rối rít rút vũ khí ra, thận trọng nhìn chằm chằm vậy bùn nát quái vật, tạm thời tới giữa, lại không có ai trước đến gần. Vậy bùn nát quái vật, tựa hồ vậy bắt được nguy hiểm, trong cổ họng phát ra bất an gào thét. Thân thể của nó cũng ở đây bất an ngọa nguậy, từng luồng chết đen hơi thở thả ra, nhưng đụng phải tầng kia cấm chế bình phong che chở, liền bị bắn trở về. Nó là bị phong ấn trạng thái, mình không ra được, chỉ có người khác đi vào. Nhưng, Diệp Thần, Mộc Âm Hy, Nhâm Thanh Phong các người, không có người nào dám trước xông vào, bởi vì vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Mặc dù đầu này bùn nát quái vật, thực lực đã xa xa kém hơn đỉnh cấp thời điểm. Nhưng còn dư lại thiên huyền cảnh 5 tầng thiên tu vi, đủ để nghiền nát toàn trường tùy ý một người. Hai bên giằng co, bùn nát quái vật không ra được, Diệp Thần các người cũng không dám tùy tiện vọt vào, đều đang đợi thời cơ. Qua 15 phút cỡ đó, vậy bùn nát quái vật, tựa hồ là có chút không nhịn được, phát ra nóng nảy trầm thấp gầm to. Rồi sau đó, nó ánh mắt, đột nhiên rơi vào Diệp Thần trên mình. Nó thấy Diệp Thần sau đó. Thần sắc đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó thân thể kịch liệt sôi trào, trong cổ họng phát ra cổ quái vô hình âm tiết, tràn đầy khiếp sợ, tủng sợ hãi, tức giận, không tưởng tượng nổi vân. Vân tâm trạng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới vậy bùn nát quái vật, có thể phát ra như thế phong phú tâm trạng. Cuối cùng, vậy tất cả cổ quái âm tiết, lại dần dần đổi được rõ ràng. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, vậy âm tiết tụ lại, chính là hai chữ. Luân hồi, luân hồi, luân hồi. Vậy bùn nát quái vật gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không thể tưởng tượng nổi gào thét. Vậy tiếng gào thét là như vậy thê lương, hình như là ác ma gào khóc, tất cả người sau khi nghe được, đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Luân hồi, luân hồi. Quái vật kia tựa như thật khóc, thanh âm khàn khàn, bùn nát tạo thành thân thể điên cuồng sôi trào, hình thành hai cái tay, đang điên cuồng bắt sát mình gương mặt. Diệp Thần khó hiểu cảm thấy một hồi khủng bố, trước đó chưa từng có khủng bố. Sâu trong nội tâm của hắn, lật ra ác mộng vậy sợ hãi, đối không biết sợ hãi, đối không không sợ hãi. Đạp đạp đạp, Diệp Thần theo bản năng lui về sau ba bước, ra đầu phát nổ. Luân hồi tìm được ngươi. Quái vật kia phát ra âm tiết, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng làm người ta sợ. Nó âm tiết bên trong, tràn đầy động trời cừu hận cùng tức giận. Từng luồng đen nhánh khí tức quỷ dị, không ngừng từ nó trong thân thể nhô ra, nó tu vi hơi thở ở bạo tăng, vốn là chỉ là thiên huyền cảnh 5 tầng trời, nhưng ở phát hiện Diệp Thần sau đó, nó thực lực, lại bạo tăng đến tầng 8 thiên. Hống! Vậy bùn nát quái vật phát ra tức giận gầm to, trực tiếp coi thường cấm chế bình phong che chở, điên cuồng hướng Diệp Thần phóng tới. Phịch! Thân thể của nó, đụng vào cấm chế bình phong che chở trên, lập tức bị bắn trở về. Trên tế đàn bắn ra từng đạo tia chớp, hung hăng bổ trước nó. Nhưng, nó tựa hồ đã điên rồi, hoàn toàn bỏ mặc cấm chế sát phạt,
đang điên cuồng đụng, điên cuồng đánh vào, trống rỗng ánh mắt biến thành đỏ như máu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cảm nhận được vậy bùn nát quái vật điên cuồng, Mộc Âm Hy, Nhâm Thanh Phong các người, đều là hoàn toàn biến sắc. Thiên huyền cảnh tầng 8 trời, đó là liền bọn họ đều không cách nào chống lại tồn tại. Mà lúc này, ở thú giác tràng trên, Cấm Thiên Tứ Lão và rất nhiều các khán giả, thấy vậy xông ngang đánh thẳng bùn nát quái vật, cũng là lớn kinh. Cấm Thiên Tứ Lão bên trong, Phong Lão cả kinh nói, cái này con quái vật, làm sao đột nhiên lập tức nổi điên. Thủy Lão nói, nó thật giống như ở hô cái gì luân hồi, chẳng lẽ luân hồi chi chủ tới. Lão Đạo, gay gâu, quái vật này thực lực lập tức bạo tăng, lần này xảy ra đại sự. Hỏa Lão nói, lập tức kết thúc Cấm Thiên Thần Điển. Cấm Thiên Tứ Lão đều là vô cùng chấn động, bọn họ thả ra vậy bùn nát quái vật, vốn là muốn khảo nghiệm người dự thi. Thế nhưng bùn nát quái vật, giờ phút này nổi điên, thậm chí thực lực bạo tăng đến thiên huyền cảnh tầng 8 trời, cái này đã vượt ra khỏi khảo hạch phạm vi. Nếu như lại không kết thúc thần điển thi đấu, chỉ sợ trong rừng rậm, không người có thể còn sống đi ra. Hống! Rốt cuộc, ở vô số đạo sợ hãi trong ánh mắt, vậy bùn nát quái vật, chọc thủng cấm chế bình phong che chở, rồi sau đó chính là phát như điên vậy, hướng Diệp Thần đạp chết đi. Bùn nát cuồn cuộn. Hội tụ thành bẩn thỉu con sông, vô số quỷ dị bóng tối hơi thở ở sôi trào, so thi thúi còn muốn mùi hôi thối đang lan tràn. Đi mau! Nhâm Thanh Phong và chung quanh các võ giả, cảm giác được nguy hiểm, lập tức nhanh chóng rút lui ra ngoài. Nhưng Diệp Thần cả người khí cơ, đều bị vậy bùn nát quái vật phong tỏa, căn bản không cách nào né tránh. Hoàng Trần đại ca! Mộc Âm Hy kinh hãi, ôm chặt lấy Diệp Thần, muốn phải bảo vệ hắn. Lăn lăn bùn nát nước lũ, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hai người chìm ngập. Ở bùn nát nước lũ dưới sự xung kích, Mộc Âm Hy cơ hồ là trong nháy mắt, thiếu chút nữa thì bị đụng hôn mê, thân thể bị quăng ra ngoài. Hoàng Trần đại ca. Mộc Âm Hy sợ hãi, e sợ cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Vậy bùn nát quái vật, tựa hồ chỉ đối Diệp Thần có hứng thú, đối bất kỳ người nào khác, cũng không có hứng thú. Nhâm Thanh Phong thấy Mộc Âm Hy thân thể rơi ra. Hơn nữa tựa hồ mất đi sức chiến đấu, trong lòng đại hỉ, bàn tay cách không một chảo, linh cơ co giúp. Mộc Âm Hy trên mình cấm thiên tinh thạch, liền toàn bộ lạc đến trong tay hắn, bị hắn nhận được bên hông trong túi đựng đồ đi. Ha ha ha, xem ra lần này hạng nhất, cũng là ta. Mộc Âm Hy, người thua. Nhâm Thanh Phong cướp được tinh thạch, vui mừng, không kềm hãm được cười lớn, cũng không lo dáng vẻ. Mộc Âm Hy bị đoạt đi tinh thạch. Lại không có cái khác tâm trạng, nàng hiện ở trong mắt, chỉ có nóng nảy cùng lo âu, chỉ lo lắng Diệp Thần sống chết. Mà rất nhiều võ giả, thấy vậy mãnh liệt bùn nát nước lũ, bên tai nghe được quỷ dị kia tức giận cổ quái gào thét, đều là rợn cả tóc gáy. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, như thế quỷ dị quái vật. Diệp Thần, còn sống không? Diệp Thần cảm giác mình sắp chết, ở đó bùn nát nước lũ dưới sự xung kích, thân thể đều giống như muốn rời ra từng mảnh. Đây chính là thiên huyền cảnh tầng 8 thiên đánh vào hà. Diệp Thần phỏng đoán lại qua chốc lát, mình thân xác sẽ bị hủy diệt. Đáng chết, không nghĩ tới lại có thể sẽ có như thế quỷ dị quái vật. Diệp Thần cắn răng, liền chuẩn bị cháy luân hồi máu tươi, đây là chỉ vừa thoát khốn biện pháp. Mộ chủ đại nhân, lão phu tới giúp ngươi, ngươi không nên tùy tiện bại lộ. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra hỗn độn thổ đế thanh âm. Diệp Thần đại hỉ, nói, nhược tiền bối chịu trợ lực, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hỗn độn thổ đế bóng người bay ra, trực tiếp nhập vào người Diệp Thần, hào hùng linh khí, bơm vào đến Diệp Thần trong kinh mạch. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cả người linh khí bạo tăng, cơ hồ phải bị xông lên được giã rời thân thể, chính là lập tức nặng ổn lại, an như bàn thạch. Ta thân như bàn thạch, không nhúc nhích núi thần, vạn cổ vĩnh hằng. Hỗn độn thổ đế mượn Diệp Thần thân thể. Trực tiếp sử xuất độc môn thần công, bàn thạch tâm pháp. Bàn thạch tâm pháp một vận chuyển, Diệp Thần thể xác và tinh thần, thật giống như biến thành kiên cố bàn thạch, chư tà không vào, vạn pháp bất xâm. Vô luận vậy bùn nát quái vật, như thế nào đánh vào, Diệp Thần cũng từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Phá cho ta! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, mượn dùng trước hỗn độn thổ đế bàn thạch tinh khí, hung hăng một kiếm, lập tức từ vậy bùn nát nước lũ bên trong, tránh thoát được. Hu hu,
từng luồng bùn nát như nước chảy vậy thụt lùi, lại lần nữa hội tụ thành quái vật hình thể, cổ họng phát ra nghẹn ngào, rõ ràng bị Diệp Thần rung động đến. Thời khắc này Diệp Thần, cả người như có kim quang hộ thuẫn bảo vệ, bàn thạch tâm pháp dưới sự vận chuyển, thân thể phòng thủ kiên cố, cho người một loại vô cùng an ổn cảm giác. Tựa như cái này thế gian, không có bất kỳ vật gì, có thể dung chuyển Diệp Thần thân thể. Hoàng Trần đại ca, Mộc Âm Hy thấy Diệp Thần thoát khốn, tạm thời tới giữa, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ta thân như bàn thạch, lưu ly trong suốt, thâm lam quốc độ, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, vận chuyển hỗn độn thổ đế bàn thạch tâm pháp, lại mở thâm lam quốc độ cấm thuật. Giao, giao, giao. Từng luồng xanh đậm như lưu ly vậy, trong suốt không tì vết hơi thở, đánh vào vậy bùn nát quái vật trong cơ thể. Vậy đoàn bùn nát quái vật, phát ra bi thảm gầm to, nguyên bản sụi lơ bùn nát thân thể, dần dần biến thành một khối xanh đậm tinh thạch, tại chỗ liền bị thâm lam quốc độ trấn áp, thành một đống ngọc bích. Thấy Diệp Thần trở tay tới giữa, liền đem vậy bùn nát quái vật trấn áp, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Mộ chủ đại nhân, chúng ta thắng được may mắn, thật may ta bàn thạch tâm pháp, vừa vặn khắc chế quái vật kia. Hỗn độn thổ đế thở phào nhẹ nhõm, ám hô may mắn. Vậy bùn nát quái vật, trừng thiên huyền cảnh tầng 8 thiên thực lực, khó đối phó vô cùng, thật may hỗn độn thổ đế bàn thạch tâm pháp, bàn thạch chấn bùn nát, hoàn mỹ khắc chế, nếu không, tất nhiên muốn một phen khổ chiến, quả quyết không thể nào xem như bây giờ vậy ung dung. Mà ở đánh bại vậy bùn nát quái vật sau đó, chừng hơn ngàn viên cấm thiên tinh thạch, rào rào từ trong cơ thể trút xuống ra. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có đi nhặt, mà là đột nhiên trở tay một chưởng, hướng Nhâm Thanh Phong vỗ tới. Một chưởng này mượn hỗn độn thổ đế lực lượng, thế đại lực trầm, như muốn một chưởng tiêu diệt Nhâm Thanh Phong. Nhâm Thanh Phong cả kinh thất sắc, vội vàng lui về phía sau. Nhưng, Diệp Thần một chưởng này, chỉ là hư chiêu. Hắn thừa dịp Nhâm Thanh Phong chật vật né tránh để gặp, bàn tay một chảo, đem bên hông hắn túi đựng đồ bắt xuống tới. Túi đựng đồ kia bên trong, chính trang trước Nhâm Thanh Phong đoạn thời gian này, thu thập được toàn bộ tinh thạch. Nhâm Thanh Phong hoảng sợ kêu lên, thằng nhóc, ngươi dám. Cấm thiên thần điển, trước thời hạn kết thúc, tất cả người dự thi, mau rời đi. Vừa lúc đó, bầu trời truyền tới một đạo vang dội thanh âm. Thanh âm này, là do bốn người phát ra, nhưng hội tụ thành một đạo, nghe liền như một người tiếng, hồng trung đại lữ, chính là cấm thiên tứ lão thanh âm. Nhâm Thanh Phong vốn còn muốn đoạt lại mình túi đựng đồ, nhưng nghe đến cấm thiên thần điển trước thời hạn kết thúc, nhưng là ngây dại. Xuy xuy xuy, cấm thiên tứ lão bóng người, từ trên bầu trời hạ xuống. Tứ lão hạ xuống, thấy vậy bùn nát quái vật, đã bị đánh chết, hóa thành một đống ngọc bích, bọn họ nhất thời sợ ngây người. Bọn họ trước thời hạn kết thúc cấm thiên thần điển, là muốn đích thân giải quyết vậy bùn nát quái vật, nào nghĩ tới đang ra lệnh phát ra đồng thời, Diệp Thần liền đem quái vật đánh chết. Là ai giết quái vật này? Cấm thiên tứ lão bên trong, Phong lão mở miệng nói. Mọi người ánh mắt, chính là đồng loạt nhìn về Diệp Thần. Cấm thiên tứ lão vậy nhìn về phía Diệp Thần, làm cảm nhận được Diệp Thần trên mình, hỗn độn thổ đế hơi thở, bọn họ nhất thời kinh hãi. Phong lão hỏi, các hạ là hỗn độn thổ đế truyền nhân? Diệp Thần nói, ưm. Cấm thiên tứ lão nhìn nhau, đều là mang một chút vẻ mặt bất khả tư nghị. Phong lão nói, võ tổ chí tôn đã từng nói, ai nếu có thể hoàn toàn giết chết quái vật kia, người đó chính là tương lai thiết ngai vàng người chấp trưởng. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng chấn động một cái, suy nghĩ, chẳng lẽ võ tổ sư tôn, đã nhìn thấu thiên cơ, biết tương lai giết chết quái vật kia người, chính là ta. Dừng một chút, Diệp Thần cũng biết, mình bây giờ, không tiện bại lộ thân phận, liền nói, ta chỉ là một tiểu thư người làm, có thể đánh chết quái vật kia, may mà một tiểu thư che chở, nếu thi đấu đã kết thúc. Vậy mục tiểu thư chính là một đời mới cấm thiên thần tử. Không, có lẽ kêu thần nữ tương đối thích hợp. Diệp Thần đem Nhâm Thanh Phong trong túi đựng đồ toàn bộ cấm thiên tinh thạch, toàn bộ nghiêng đổ ra, liên quan quái vật kia rơi ra ngoài, tất cả tinh thạch, đều cho Mộc Âm Hy. Hoàng Trần đại ca. Mộc Âm Hy ngơ ngác xuất thần, từ vậy bùn nát quái vật phá cấm ra, trắng trợn làm khó dễ, đến Diệp Thần trở tay trấn áp, lại cướp lấy Nhâm Thanh Phong tinh thạch. Hết thảy cũng phát sinh ở trong nháy mắt, để cho người không phản ứng kịp. Thời khắc này Mộc Âm Hy, có dũng khí ảo mộng vậy cảm giác.
Chẳng lẽ, mình từ nay về sau, là có thể trở thành cấm thiên thành thần nữ? Không, còn không kết thúc. Các vị trưởng lão, ta không phục. Vậy tiểu tử không nói võ đức, tới đánh lén ta. Nhâm Thanh Phong nâng kiếm tiến lên trước hai bước, mặt đầy nóng nảy cùng không cam lòng. Hắn là đột nhiên bị Diệp Thần đánh lén, mới bị đoạt đi túi đựng đồ. Nếu như chính diện tỉ thí, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Diệp Thần ha ha cười nhạt một tí, nói cũng chỉ rất nhiều người đánh lén người khác, không cho phép người khác đánh lén ngươi. Lời nói này nói ra, tại chỗ võ giả đều là cười lên. Trước, Nhâm Thanh Phong liền từng đánh lén qua Mộc Âm Hy, thậm chí còn thiếu chút nữa đem đối phương giết chết. Hiện tại, hắn bị Diệp Thần đánh lén, coi như là một thù trả một thù. Mộc Âm Hy hé miệng cười một tiếng, vốn là nàng gặp phải quái vật kia bùn nát nước lũ đánh vào, bị thương không nhẹ, nhưng lúc này biết muốn thắng được, cũng là tinh thần phấn chấn. Mộc Âm Hy nhìn Nhâm Thanh Phong, cười nói, Nhâm Thanh Phong, ngươi thua, từ nay về sau, ta chính là cấm thiên thành thần nữ. Triều đại tới nay, người thắng nếu như là phái nữ, liền gọi là thần nữ, như là phái nam, liền là cấm thiên thần tử. Nhâm Thanh Phong nhất thời nóng nảy, hướng cấm thiên tứ lão nói, các vị trưởng lão, cái này không công bình. Ta muốn cùng Mộc Âm Hy đường đường tránh tránh quyết đấu một tràng, ai thắng, người nào mới thật sự là thần tử. Cấm thiên tứ lão nhìn nhau, trầm ngâm xuống. Nếu như là vậy dưới tình huống, Nhâm Thanh Phong yêu cầu tỉ thí, bọn họ là đáp ứng. Nhưng hiện tại, thấy Diệp Thần tự tay đánh chết quái vật kia, hắn rất có thể chính là võ tổ tiên đoán bên trong người kia vật, cấm thiên tứ lão cũng không muốn hồi sinh phân tranh, miễn được hư võ tổ tiên đoán bố trí. Phong lão nói, Thanh Phong, cấm thiên thần điển, chú trọng mưu lược, không phải một vị man lực, người nếu đã thua, liền nhận thua đi. Nhâm Thanh Phong kêu lên, trưởng lão. Phong lão ánh mắt nhìn về Mộc Âm Hy, nói Âm Hy, từ nay về sau, ngươi chính là ta cấm thiên thành thần nữ, chỉ cần không vi phạm võ tổ và thiết ngai vàng ý niệm, ngươi có sinh sát sư đoạt đích quyền hành, cũng có thể hưởng thụ tốt nhất phúc lợi. Mộc Âm Hy đại hỉ, tiến lên trước một bước, hơi có chút phẫn hận nhìn chằm chằm Nhâm Thanh Phong, hướng Phong lão nói, trưởng lão, ta muốn đuổi Nhâm Thanh Phong, đem hắn đuổi ra cấm thiên thành. Nghe nói như vậy, cấm thiên tứ lão đều là kinh ngạc. Nhâm Thanh Phong thân phận, không phải chuyện đùa, đuổi hắn đi ra ngoài, đó cũng không phải là nói giỡn. Mà nghe được Mộc Âm Hy lời nói, Nhâm Thanh Phong vui vẻ cười to, nói, Mộc Âm Hy, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Mộc Âm Hy lạnh lùng nói, chỉ bằng ta là cấm thiên thành thần nữ. Dừng một chút, nàng hướng cấm thiên tứ lão nói, các vị trưởng lão, các ngươi không phải nói, làm thần nữ, liền ủng hộ có sống giết dư đoạt đích quyền hành. Ta cũng không là muốn giết Nhâm Thanh Phong, chỉ là phải đem hắn đuổi đi mà thôi. Mộc Âm Hy cũng biết đúng mực, nếu như nói trực tiếp muốn giết người, cấm thiên tứ lão khẳng định không cho phép, cho nên nàng nói là đuổi. Nhâm Thanh Phong trên mình, mang địa ngục thiên mệnh ma khí, là vì mai táng luân hồi mà sống. Mộc Âm Hy rất lo lắng, nếu như để cho Nhâm Thanh Phong tiếp tục ở lại cấm thiên thành, rất có thể sẽ tổn thương Diệp Thần. Cái này... Cấm thiên tứ lão đều là trần chờ, nếu như Mộc Âm Hy muốn đuổi người bình thường, bọn họ là cho phép, nhưng Nhâm Thanh Phong thân phận không đơn giản, hiển nhiên không thể coi thường. Vị này, Hoàng Trần Tiểu Hữu, người cảm thấy thế nào? Phong lão hỏi Diệp Thần ý kiến. Diệp Thần đánh chết quái vật kia, chính là võ tổ tiên đoán bên trong ngài chúa tể, tương lai muốn chấp trưởng thiết ngai vàng. Cẩn thận theo dõi Diệp Thần thiên cơ, cấm thiên tứ lão tuy không phát hiện hắn luân hồi thân phận. Nhưng vậy bắt được hắn cùng thiết ngai vàng tới giữa, có muôn hình vạn trạng liên hệ. Võ tổ tiên đoán, nhất định không có sai. Trước mắt người này, nhất định là tương lai thiết ngai vàng người chấp trưởng. Cho nên, cấm thiên tứ lão, giờ phút này đối Diệp Thần đều là vô cùng coi trọng, phải nghe lấy hắn ý kiến. Nhâm Thanh Phong trong lòng trầm xuống, trước kia cấm thiên tứ lão, đều là nghe hắn, hiện tại lại nghe một cái người ngoài ý kiến, để cho hắn rất không phải mùi vị. Diệp Thần tim đập liền một tí, hắn tự nhiên hận không được đuổi Nhâm Thanh Phong. Ta đều nghe Mộc tiểu thư ý kiến. Diệp Thần tỉnh bơ, khiêm tốn bình tĩnh nói. Cái này cổ trầm ổn tư thế, càng để cho cấm thiên tứ lão thưởng thức. Mộc Âm Hy lớn tiếng nói, ta ý kiến, chính là đuổi Nhâm Thanh Phong, vĩnh viễn không cho phép hắn trở về. Hắn thừa kế địa ngục thiên mệnh, tương lai lúc nào ma hóa nổi điên cũng không nhất định,
chúng ta không thể để cho hắn ở lại chỗ này. Nhâm Thanh Phong thân thể run rẩy, nói các vị trưởng lão, các ngươi thật muốn đuổi ta. Chung quanh võ giả, còn có bên ngoài người xem, thấy một màn này, đều là yên lặng xuống. Chẳng ai nghĩ tới, hôm nay Cấm Thiên Thần Điển, sẽ phát triển đến tình cảnh này. Cấm Thiên Tứ lão nhìn nhau một mắt, rồi sau đó, Phong lão đứng ra, hắng giọng một cái, nói. Thanh Phong, nếu thần nữ muốn đuổi ngươi, vậy ngươi vẫn là rời đi đi. Chúng ta dự định đuổi ngươi 10 năm sau, ngươi có thể trở lại tham gia Cấm Thiên Thần Điển, nếu như ngươi có thể ở lần kế Cấm Thiên Thần Điển, đoạt được hạng nhất, ngươi như cũ có thể lần nữa làm hồi Cấm Thiên Thần Tử. Phong lão làm ra cái trung hòa quyết định, Cấm Thiên Thần Điển mỗi 10 năm cử hành một lần, hắn hiện tại liền muốn đuổi Nhâm Thanh Phong 10 năm. 10 năm, Nhâm Thanh Phong sắc mặt ảm đạm, khí vận của hắn căn cơ, đều ở đây Cấm Thiên Thành, chính là rời đi một năm, tu vi đều phải giảm bớt nhiều, nếu như bị đuổi 10 năm, hắn rất khó lại còn quật khởi cơ hội. Mộc Âm Hy lông mày nhướng lên, nói, Nhâm Thanh Phong, 10 năm sau, ta đợi ngươi trở lại. Nhâm Thanh Phong trong mắt toát ra một chút lửa giận, xế kiếm nơi tay, liền muốn làm khó dễ, lại bị Phong lão đè xuống. Thanh Phong, đi đi, cái này 10 năm thời gian, ngươi cũng tốt tốt ở bên ngoài rèn luyện rèn luyện. Dứt lời, Phong lão vung tay lên, biến dạng ra một miếng cửa không gian, trực tiếp đem Nhâm Thanh Phong ném ra ngoài, tại chỗ đuổi. Mộc Âm Hy, ngươi chết không được tử tế. Nhâm Thanh Phong tức giận mắng to, nhưng tiếng mắng theo hắn bị đuổi, rất nhanh liền câm. Mộc Âm Hy che miệng cười một tiếng, hơi có chút dí dỏm hướng về phía Diệp Thần, chen lấn một tí ánh mắt. Diệp Thần cũng là thích trong lòng cười một tiếng, giải quyết hết Nhâm Thanh Phong, hắn tiếp theo có thể an tâm chém ra. Mộc Âm Hy, ở Diệp Thần dưới sự giúp đỡ, thành mới thần nữ, kết cục này, ngoài tất cả mọi người ý liệu. Cấm Thiên Thành bên trong, khắp nơi đều ở nhiệt nghị, bầu không khí nhiệt liệt. Mà Diệp Thần đánh chết quái vật kia, lại là đưa tới vô số người thảo luận. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn, chính là võ tổ tiên đoán bên trong ngài chúa tể, tương lai muốn chấp trưởng thiết ngai vàng. Thuộc về nhiệt nghị trung tâm Diệp Thần và Mộc Âm Hy, đang thần nữ phủ đệ sau núi bên trong, thương lượng cái gì? Tòa phủ đệ này, nguyên bản thuộc về Nhâm Thanh Phong, theo hắn bị đuổi, là được Mộc Âm Hy phủ đệ. Ngươi nói, ngươi muốn ta không điều kiện đáp ứng yêu cầu, rốt cuộc là cái gì? Sau núi trong rừng cây, Mộc Âm Hy nắm vạt áo, vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Thần, hoàn toàn không có ở trước mặt người ngoài, vậy cổ ung dung lãnh ngạo tư thái. Diệp Thần ngưng tiếng nói, ta chuẩn bị chém ra đột phá, nơi đây rất thích hợp ta chém ra, nhưng trước kia có Nhâm Thanh Phong ở đây, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay ngươi làm thần nữ, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là cho ta cung cấp một cái sân, để cho ta an tâm chém ra, không muốn để cho người bất kỳ tới quấy rầy ta. Mộc Âm Hy nghe xong Diệp Thần yêu cầu, có chút ngạc nhiên mở to hai mắt, nói chỉ những thứ này sao? Không khác biệt. Diệp Thần nói, chỉ chút này, người trước là ta chuẩn bị, ta cần nghỉ ngơi 2 ngày, có chút nhức đầu. Diệp Thần xoa xoa căng đầu, trước đây gặp phải vậy bùn nát quái vật đánh vào, hắn tựa hồ để lại cái gì hậu di chứng, đến hiện tại, còn luôn luôn tim đập rộn lên sợ hãi, thật giống như bị ác mộng vờn quanh vậy. Mộc Âm Hy có chút thất vọng nga một tiếng, nói, được, ta đi an bài. Dừng một chút, nàng lại hỏi, người chuẩn bị chém nhiều ít không xiềng. Diệp Thần bình tĩnh nói, 100 nói. Mộc Âm Hy tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, lặp lại, 100 đạo. Diệp Thần nói, đúng vậy. Mộc Âm Hy nói, bao gồm tim gông xiềng. Diệp Thần nói, chính là muốn đánh vào tim gông xiềng. Mộc Âm Hy lui về phía sau 2 bước, tựa hồ bị Diệp Thần lần này bình tĩnh mà trầm ổn lời nói, cho rung động thật sâu ở. Ngươi nhất định là điên. 100 đạo gông xiềng. Nhưng cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua. Cuối cùng một đạo tim gông xiềng, liền ngày xưa Hồng Quân lão tổ, võ tổ, đều không từng thành công chặt đứt. Coi như luân hồi vô địch, chẳng lẽ có thể so sánh cổ thánh hiền còn muốn vô địch. Mộc Âm Hy chỉ lấy là Diệp Thần là điên, là một cái không thiết thực người điên. Ta đi nghỉ ngơi, ngươi thay ta chuẩn bị sân. Diệp Thần tim đập rộn lên sợ hãi lợi hại, khoát khoát tay, phân phó Mộc Âm Hy chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thì một mình trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hoàng Trần đại ca, ngươi không có sao chứ? Tối nay muốn không muốn ta cùng ngươi?
Mộc Âm Hy rất là lo lắng đi lên, khoác ở Diệp Thần tay. Không cần. Diệp Thần đem tay nàng hất ra, trong bụng phiền muộn, trở lại gian phòng, khóa lại cửa phòng. Một mình ở phòng, Diệp Thần tim đập được vẫn là rất lợi hại, đầu óc bên trong từ đầu đến cuối quanh quẩn từng cổ một không thể danh trạng khí tức quỷ dị. Như ma khí, như sao mây, như quỷ sương mù, như ác mộng, như hủ bùn, vậy các loại không thể danh trạng, không cách nào miêu tả buồn nôn phiền muộn cảm giác, từng cơn tràn vào trong lòng. Diệp Thần cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này, là đặc biệt cảm giác khó chịu, nhưng lại không nói ra khó chịu chỗ nào, không cách nào dùng thực tế ngôn ngữ đi miêu tả. Mộ chủ đại nhân, việc lớn không tốt, người tựa hồ gặp phải không không phép tắc ăn mòn. Hỗn độn thổ đế cảm nhận được Diệp Thần trạng thái, nhất thời hô to không ổn. Không không phép tắc ăn mòn. Diệp Thần kinh sợ. Hỗn độn thổ đế nói, chính là, muốn đến là quái vật kia, đánh vào ngươi thời điểm, người bị nó không không hơi thở ăn mòn. Vậy bùn nát quái vật, xuất xứ từ không không lúc nào không, trên mình mang đáng sợ không không cách nào thì chập chờn. Vậy không không cách nào thì, một khi ăn mòn thân thể con người tinh thần, thì không cách nào dùng lời nói miêu tả khó chịu phiền muộn, cả người đều phải bị ác mộng bao vây. Nhưng có hóa giải phương pháp. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như là thế giới hiện thật khó khăn, hắn còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng không không ăn mòn, cũng không biết từ vì sao ra tay. Hắn còn phải chuẩn bị chém ra, hiện ở cái trạng thái này, đừng nói chém ra, có thể an ổn còn sống đều là hy vọng xa vời. Tu luyện lão phu bàn thạch tâm pháp, thân hóa bàn thạch, tim vậy như bàn thạch, vĩnh hằng bất hủ, phụ trợ ngươi luân hồi huyết mạch, có lẽ có thể đối kháng không không phép tắc ăn mòn. Hỗn độn thổ đế đề nghị, vẫn là phải Diệp Thần đi tu luyện hắn công pháp. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, nếu như luyện bàn thạch tâm pháp, ta nội tâm gông xiềng, há chẳng phải là cũng là nặng như bàn thạch, khó mà chặt đứt. Hỗn độn thổ đế nói, không phải khó mà chặt đứt, là không thể nào chặt đứt, luyện bàn thạch tâm pháp, tim là được bàn thạch, không có lại mở ra biện pháp. Mộ chủ đại nhân, người hôm nay tình huống rất không ổn, bị không không hơi thở ăn mòn, như không nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết, người có thể chống đỡ không được mấy ngày, liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hiện tại hắn vậy cảm thấy, tinh thần mình mau rơi vào hỏng mất tình cảnh. Hỗn độn thổ đế nói, mộ chủ đại nhân, lấy người tiềm chất, coi như không thể chém ra trăm đạo, chém ra 99, vậy là có thể, đó cũng là cổ thánh hiền đỉnh cấp ghi chép, đủ để huy hoàng vạn cổ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không được, tim gông xiềng, ta phải chặt đứt. Trong lòng hiện ra Nhâm Phi Phàm bóng người. Như quả Nhâm Phi Phàm biết, mình chỉ là chém ra 99, sắp thành lại hỏng mà nói, rất có thể sẽ thất vọng đến rời đi đi. Hỗn độn thổ đế than thở một tiếng, bắn ra một phiến ngọc giản, giao cho Diệp Thần, nói, đây là lão phu bàn thạch tâm pháp bí quyết, cái này bí quyết không biết là lai lịch gì, ta đoán có thể là xuất xứ từ không không lúc nào không, uy năng cực lớn. Muốn không muốn tu luyện, mộ chủ đại nhân, người tự quyết định. Dứt lời, hỗn độn thổ đế bóng người, chính là ẩn nhập mộ bia bên trong, lại nữa quấy nhiễu Diệp Thần. Diệp Thần nội tâm ngưng trọng, không ngừng suy tư cân nhắc. Như vậy qua một ngày, Diệp Thần thử nghiệm dùng biện pháp khác, giải quyết không không hơi thở ăn mòn, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Hắn tinh thần, thủy chung là bị ác mộng vần quanh, thật không dễ chịu. Xem ra, cũng chỉ có thể tu luyện cái này bàn thạch tâm pháp. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ một tí, lập tức cầm lên hỗn độn thổ đế lưu lại ngọc giản, ngưng thần cảm ngộ đứng lên. Bàn thạch tâm pháp, thân hóa bàn thạch, tim như núi sâu, vĩnh hằng không nhúc nhích, vạn cổ bất ma, là một môn vô cùng là cao thâm pháp môn. Tu luyện thành công sau đó, còn có thể tùy ý nắm giữ hết thảy nham nguyên tố, hóa thành hộ thuẫn khôi giáp vân. Vân, bảo vệ tự thân. Thế nhưng các loại pháp môn, đều là phòng ngự cùng giam cầm làm chủ, rất ít đánh giết. Nham thuộc tính thổ công pháp, nói chung đều là như vậy, chỉ có trong truyền thuyết Địa Hoàng Thần Thư, hàm chứa tàn bạo sát phạt, có mặt đất uy giận khí tượng. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ, không tới một ngày thời gian, chính là hoàn toàn tu luyện thành công. Làm bàn thạch tâm pháp sau khi luyện thành, Diệp Thần thân thể, liền là có một tầng ngọc trương thuẫn vàng vậy vòng bảo vệ, nghiêm mật bảo vệ hắn. Diệp Thần mỗi một lần hô hấp, trong thiên địa nham nguyên tố, đều ở đây cùng hắn đồng tình. Da hắn, gân cốt, tướng mạo,
Ở tâm pháp sau khi luyện thành, cũng sản sinh ra một chút vạn cổ kiên nham vậy trầm ổn mùi vị. Vậy không không hơi thở ăn mòn, cũng là hoàn toàn bị trấn áp xuống đi. Lúc này Diệp Thần, tinh thần sảng khoái, lại cũng không phải ác mộng triền thân hình dáng. Hắn chính là nước sông nước lũ bên trong một khối đá, trải qua vạn kiếp mà không phai mờ. Đây chính là bàn thạch tâm pháp chỗ diệu dụng sao, quả nhiên kỳ diệu à. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nắm quyền một cái, cảm thụ tự thân trầm ổn dư thừa hơi thở, trước đó chưa từng có an tâm. Hắn cảm ứng nội tâm, tạm thời còn không phát hiện tim gông xiềng dị biến. Có thể ta luân hồi huyết mạch đặc thù, sẽ không bị bàn thạch tâm pháp tác dụng phụ. Diệp Thần như vậy an ủi mình suy nghĩ. Đốc đốc đốc, đây là, bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào. Diệp Thần nói. Két. Cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh yểu điệu đi vào, chính là Mộc Âm Hy. Hoàng Trần đại ca, chém ra sân chuẩn bị xong. Mộc Âm Hy ôn hòa mỉm cười nói, ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, cảm nhận được thời khắc này Diệp Thần, vậy trầm ổn như núi đá vậy khí chất, nàng trong mắt lại là mê ly, tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Rất tốt, mang ta đi đi. Diệp Thần gật đầu một cái, rốt cuộc phải bắt đầu chém ra, chỉ hy vọng vậy bàn thạch tâm pháp, không muốn liên lụy mình tim gông xiềng đột phá. Hắn đầu óc bên trong, quanh quẩn Hồng Quân lão tổ, võ tổ, Nhâm Phi phàm nhóm cao thủ, chém ra lúc hình ảnh. Hồng Quân lão tổ nói nhìn thẳng nội tâm, không lưu tiếc nuối, võ tổ nói buông xuống chấp niệm, trước mắt tương lai, còn có Nhâm Phi phàm quân tử chi đạo, bách chiết không cào vân. Vân, người xưa chém ra được mất thành bại, đều ở đây Diệp Thần đầu óc bên trong vang vọng. Hắn chỉ hy vọng, mình có thể sáng tạo lịch sử, đạt thành trước đó chưa từng có trăm ra chém. Ở Mộc Âm Hy dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi tới Cấm Thiên Thành ngoại ô, một phiến hoang vu trong rừng cây. Trong rừng cây, trên một miếng đất trống, khắc vẽ một cái tụ linh trận pháp, đem chung quanh thiên địa linh khí, toàn bộ hội tụ tới. Ngoài ra, còn có một cái che giấu cấm chế, có thể bảo đảm Diệp Thần chém ra lúc đó, hơi thở sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, bị người ngoài phát hiện. Cuối cùng, ở trận pháp kia cùng cấm chế cạnh, còn để rất nhiều linh đan diệu dược, rất nhiều linh quả kỳ chân. Mộc Âm Hy là sợ Diệp Thần chém ra lúc đó, tiêu hao quá lớn, cho nên trước thời hạn cho hắn chuẩn bị một chút bổ sung. Hoàng Trần đại ca, như thế nào? Mộc Âm Hy hơi có chút thỉnh công vậy cười nói. Ngươi làm rất khá, đa tạ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, có cái sân này, hắn tất có thể thuận lợi chém ra. Vậy, Hoàng Trần đại ca, ngươi an tâm chém ra, ta vì ngươi hộ pháp. Mộc Âm Hy đi tới cấm chế bên ngoài. Ngồi xếp bằng xuống, tự thân linh khí thả ra, duy trì cấm chế vận chuyển, bảo đảm Diệp Thần hơi thở sẽ không tiết lộ. Nàng cũng biết, Diệp Thần chẳng muốn tùy tiện bại lộ thân phận. Diệp Thần gật đầu một cái, hít sâu một hơi, liền ở đó tụ linh pháp trận trên, ngồi xếp bằng xuống. Gông xiềng làm chém, chữ ác làm đoạn. Thủ tam dương kinh lạc, túc tam dương kinh lạc, toàn thân, tai mắt miệng mũi, tim gông xiềng, như vậy ta xem, như vậy ta văn. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, trong miệng mặc niệm rất nhiều khẩu quyết, nội thị thân thể, kiểm tra mình trong cơ thể gông xiềng. Thân thể con người gông xiềng, tổng cộng có 100 nói, trước đây Diệp Thần đã chặt đứt hai tay 10 đạo. Vậy mà nói, chém ra cần làm liền một mạch, nhưng luân hồi huyết mạch, vô cùng là đặc thù, cho dù tách ra chém ra, vậy là có thể. Người bình thường huyết mạch, gông xiềng một khi một lần chém không ngừng, liền sẽ hoàn toàn vững chắc, lần sau muốn chém ra. Trừ phi niết bàn nghiền thân xác, mới có nặng chém gông xiềng cơ hội, ví dụ như thiên nữ, chính là đã từng bỏ ra vô cùng giá thật lớn, nặng chém gông xiềng. Nhưng luân hồi huyết mạch, thủy chung là sống động tư thái, cho nên gông xiềng tùy thời đều có thể chém, tách ra chém ra cũng không sao. Đây là luân hồi huyết mạch ưu thế. Ý vị này, so với người bình thường, Diệp Thần có nhiều hơn chém ra cơ hội. Nhưng, tim gông xiềng, chỉ có một lần đánh cơ hội. Một khi bắt đầu đánh vào, hoặc là chặt đứt, hoặc là thất bại, nội tâm từ đây đóng khóa. Vô luận là luân hồi, vẫn là chúng sanh, nội tâm đều là giống nhau. Thiên phú có cao thấp phân biệt, tư chất có ưu liệt phân chia. Nhưng nhân tâm, đều là giống nhau phức tạp, vậy khó hiểu. Lòng người gông xiềng, đều là giống nhau khó mà chặt đứt. Thân gông xiềng, eo, bụng, gánh, ngực, vai, cho ta chém. Diệp Thần nội thị dưới,
nhất thời bắt được, mình trên người, trong bắp thịt mặt, tổng cộng có 10 đạo gông xiềng, đều là lớn gông xiềng. Eo gánh ngực vai, có 2 đạo lớn ra, đầu đuôi tương ứng, đem trên người bắp thịt tiềm lực giam cầm ở. Chỉ cần đem eo gánh ngực vai, tổng cộng 10 đạo gông xiềng chặt đứt, thân thể tiềm lực, liền có thể thả ra ngoài. Những thịt này thân gông xiềng chặt đứt sau đó, phía sau liền có thể đi sâu vào xương cốt, đó là vô cùng thống khổ trình độ, cùng tan xương nát thịt kém không nhiều. Diệp Thần lần nữa hít sâu một hơi, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem vậy eo gánh ngực vai, thân thể 10 đạo gông xiềng, toàn bộ chặt đứt. Diệp Thần cả người linh khí lưu chuyển, điên cuồng đánh vào bụng. Bụng là đan điền chỗ, chỉ cần bụng 2 đạo gông xiềng mở ra, đan điền linh khí liền sẽ bạo tăng. Thuận lợi ngoài ý liệu. Làm Diệp Thần đem cả người linh khí, toàn bộ dốc vào đến bụng thân xác sau đó, bụng 2 đạo gông xiềng, chính là lũ lụt vỡ đê vậy, trong nháy mắt bị xông lên chặn. Oanh! Bụng gông xiềng chặt đứt, Diệp Thần đan điền, lập tức không biết mở rộng liền nhiều ít lần, vậy trong đan điền linh khí, cũng là núi lửa bộc phát vậy, điên cuồng tăng vọt đứng lên. Vô cùng linh khí tăng vọt, để cho được Diệp Thần quanh người, xuất hiện luân hồi thiên đường, mênh mông thánh thổ, tám bộ phù đồ, thiên điểu lôi lưu, cổ xưa thánh vương, xanh đậm tịnh thế vân. Vân, các loại huyền diệu vô cùng, đại khí bàng bạc đi khí tượng. Rất tốt, rất thuận lợi. Diệp Thần lập tức chặt đứt 2 đạo gông xiềng, trong lòng đại hỉ. Hiện tại bụng gông xiềng chém ra, hắn đan điền, không gian quy luật vần quanh, to lớn cũng không có giới hạn bước. Hiện tại Diệp Thần đan điền, giống như ngay ngắn một cái vũ trụ thế giới vậy khổng lồ, có thể chứa vô cùng vô tận linh khí, hắn ý niệm động một cái, thậm chí có thể ở đan điền trong thế giới, diễn hóa ra thiên thiên vạn vạn cái vũ trụ nhỏ thế giới, và thiên thiên vạn vạn sinh linh. Thời khắc này Diệp Thần, liền giống như là nắm giữ cấp thần minh, hắn linh khí là như vậy dư thừa, thật là cùng phổ thông thiên quân so sánh, vậy không kém được chỗ nào. Ở bên ngoài là Diệp Thần hộ pháp Mộc Âm Hy, nhìn Diệp Thần trên mình bộc phát ra rất nhiều khí tượng, nhất thời ai yêu một tiếng thét kinh hãi. Hoàng Trần đại ca chỉ là chặt đứt 2 đạo gông xiềng, khí tượng cứ như vậy lớn, phía sau ta như thế nào đè ép được. Mộc Âm Hy vội vàng vận chuyển cấm chế, ngăn chặn Diệp Thần hơi thở, không để cho luân hồi khí tượng bộc lộ ra đi. Nhưng ở Diệp Thần bàng bạc hơi thở chấn động hạ, nàng chán cũng toát ra mồ hôi, đã mau không đè ép được. Phải biết, nàng nhưng mà thiên huyền cảnh 4 tầng thiên cường giả à, liền nàng cũng không đè ép được Diệp Thần chém ra khí tượng, có thể tưởng tượng được, Diệp Thần chém ra phóng thích ra uy thế, có cường hãn dường nào. Tiếp tục, Diệp Thần cũng không có phát hiện Mộc Âm Hy khó xử, hắn hoàn toàn chìm đắm trong mình chém ra đột phá khoái cảm bên trong. Đang đột phá liền bụng gông xiềng sau đó, Diệp Thần bắt đầu hướng eo ếch gông xiềng, phát động công kích. Thân thể con người eo ếch, là lực lượng khởi nguyên địa phương, eo tốt tức thận tốt thì tinh khí đủ, lực lượng dư thừa. Eo ếch gông xiềng nếu có thể chặt đứt, tự thân lực lượng, liền đem biên độ lớn tăng vọt, hơn nữa cương nhu gom lại, không phải một vị man lực. Oanh! Diệp Thần vận chuyển linh khí, đánh vào eo ếch 2 đạo gông xiềng, cũng là so tưởng tượng muốn thuận lợi. Eo ếch gông xiềng, lập tức giải khai. Diệp Thần quanh thân hư không, phát ra một tiếng to lớn lanh lảnh rồng ngâm, đó là eo ếch lực lượng giải tỏa sau đó, chấn động thời không, tóe ra long ngâm khí tượng. Rất tốt, xem ra thân thể gông xiềng, tương đối dễ dàng chặt đứt. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, thân xác gông xiềng chặt đứt, so hắn tưởng tượng, còn dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn chỉ hy vọng, phía sau xương cốt gông xiềng, cặp mắt gông xiềng, tim gông xiềng, cũng có thể như thế tùy tiện chặt đứt. Vậy lanh lảnh long ngâm khí tượng, xa xa truyền ra ngoài, dọa Mộc Âm Hy giật mình, thật may vậy tiếng rồng ngâm bên trong, cũng không luân hồi khí tượng, muốn đến sẽ không đưa tới người ngoài cảnh giác. Mà theo Diệp Thần chặt đứt 4 đạo gông xiềng, hắn hào hùng linh khí cùng lực lượng, tiết ra ngoài đi ra ngoài, không ngừng đánh thẳng vào cấm chế. Vậy cấm chế, tựa hồ cũng muốn không chịu nổi, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rắc rắc. Hoàng Trần đại ca, ta không đè ép được ngươi, ngươi luân hồi khí tượng, rất có thể bại lộ. Mộc Âm Hy nhìn ra vậy không hay, vội vàng truyền âm kêu to, cảnh tỉnh Diệp Thần. Diệp Thần nghe được Mộc Âm Hy thanh âm, chỉ làm không nghe được. Hiện tại hắn chìm đắm chém ra, đó là cái gì cũng bỏ mặc, chỉ muốn mau sớm chém ra đột phá, đâu để ý bên ngoài sóng lớn ngút trời.
Ầm. Diệp Thần linh khí đánh vào, ngực vị hai đạo gông xiềng, lại bị chém đứt. Ngực vị là tim để dành chỗ, là sinh mạng khởi nguyên. Ngực vị gông xiềng chém một cái đoạn, Diệp Thần liền cảm thấy sinh mệnh lực của mình, điên cuồng dâng trào, như nước thủy triều như biển. Sinh mệnh lực cuồng bạo dưới sự tàn phá, hắn quanh thân, từng tầng một luân hồi thiên đường khí tượng bung ra, thiên đường thánh thổ bên trong, vô số sinh linh bị bồi bổ đi ra, hướng hắn quỷ bái. Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Toan Nghê, Đào Một Vân. Vân, tất cả cổ thánh thú, ở trên trời nước bốn phía hiện lên, gầm thét lao nhanh, bay lượn, sáng đẹp nguy nga. Vậy cổ thánh thú khí tượng, cũng không phải là ảo ảnh, mà là chân thực tồn tại, có thân máu thịt. Diệp Thần sinh mệnh lực bùng nổ, hiện tại hắn trong nhất niệm, liền có thể sáng tạo ra thiên thiên vạn vạn cường đại sinh linh, như sáng thế chủ, chấp trưởng sinh mạng khởi nguyên. Mộc Âm Hy hoàn toàn sợ ngây người, thân thể mười đạo gông xiềng, Diệp Thần chỉ là chặt đứt lục đạo, khí tượng giống như này bằng bạc, nếu là trăm gia chém hết, thật là sẽ có kinh khủng dường nào. Rắc rắc sát, ở Diệp Thần hung mãnh khí tượng dưới sự xung kích, Mộc Âm Hy nơi bố trí che chở cấm chế, rốt cuộc để không chịu nổi, hoàn toàn tuyên cáo bể tan tành. Theo cấm chế bể tan tành, Diệp Thần vậy khoáng đạt luân hồi chém ra khí tượng, chính là phóng lên cao. Ngàn vạn tầng thiên đường, hàng tỷ luân hồi tín đồ, ở chân trời ùng ùng mở ra, kim quang lững lờ, cổ xưa phù đồ ở chấn động, chân long phượng hoàng múa lên, hút mây nhả khói, cảnh tượng muôn vàn. Cấm thiên thành bên trong, vô số võ giả, thấy trên trời hào hùng khí tượng, đều là sợ ngây người. Cấm thiên tứ lão, lại là kinh ngạc được tột đỉnh. Luân hồi chi chủ ở chúng ta cấm thiên thành. Hắn lúc nào tới? Hắn lại vẫn ở chém ra. T, xem cái này chém ra khí tượng, hắn sợ không phải muốn chém đoạn trăm đạo gông xiềng, đánh vào vạn cổ không có ghi chép. Cấm thiên tứ lão đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn rung động. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, luân hồi chi chủ lại có thể tới cấm thiên thành, hơn nữa còn ở chém ra đột phá. Mắt xem vậy chém ra khí tượng, như vậy dâng trào, cấm thiên tứ lão vậy không kềm chế được, vội vàng hướng khí tượng phát ra phương hướng chạy đi. Mà ở bên ngoài, giới vương điện, hoang tộc, kiếm tộc cùng nhóm thế lực, mắt thấy vậy ngập trời luân hồi khí tượng, cũng là một hồi sôi trào cùng chấn động. Địa ngục giới, suối vàng biển chết. Một người thanh niên nam tử, cô độc đứng ở bờ biển, vẻ mặt tịch mịch. Hắn chính là Nhâm Thanh Phong. Đang bị cấm thiên thành đuổi sau đó, Nhâm Thanh Phong thất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy trời đất bao la, nhưng lại không có mình chỗ dung thân. Oanh! Đây là... Vậy khoáng đạt luân hồi khí tượng, vậy truyền đến suối vàng biển chết. Nhâm Thanh Phong ngẩng đầu vừa thấy, chính là thấy cực kỳ một màn nguy nga, ngàn vạn tầng luân hồi thiên đường bầy, hàng tỷ tín đồ, vô cùng thánh thú, ở quỳ bái. Vậy một màn nguy nga, thiếu chút nữa rung động được Nhâm Thanh Phong cũng phải quỳ xuống, nhiếp phục tại luân hồi uy nghiêm. Luân hồi chi chủ. Mộc Âm Hy bên người người làm, chính là luân hồi chi chủ. Nhâm Thanh Phong nhất thời bắt được thiên cơ, con người kịch liệt co rúc lại. Hắn nơi nào nghĩ đến, lúc đầu Mộc Âm Hy bên người người làm, lại là ngụy trang, thân phận chân thật là luân hồi chi chủ Diệp Thần. Đáng chết, lúc đầu luân hồi chi chủ ngay tại cấm thiên thành. Nhâm Thanh Phong cắn răng, trong mắt lướt qua một chút nghiêm ngặt sát khí, trong cơ thể có một món ma khí đen nhánh bộc phát ra, đó là địa ngục thiên mệnh ma khí. Hắn thừa kế địa ngục thiên mệnh, tuân theo chí cao ý chí. Sứ mạng chính là muốn chu diệt luân hồi chi chủ, lúc này thấy Diệp Thần chém ra khí tượng, chí cao ý chí sứ mạng, còn có tự thân cửu hận, ở hắn trong lòng vang vọng. Suy rồi. Nhâm Thanh Phong một tấm tay, biến dạng ra một cái hư không đường hầm, muốn trở lại cấm thiên thành, chu diệt luân hồi. Nhưng, dừng một chút, hắn nhưng chần chờ. Lúc đầu vậy tiểu tử, chính là luân hồi chi chủ. Hắn nhưng mà võ tổ tiên đoán bên trong. Tương lai muốn chấp trưởng thiết phương người ngồi vật à. Cấm thiên tứ lão, nhất định liều mạng bảo vệ hắn, ta trở về cấm thiên thành, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Nhâm Thanh Phong do dự, nếu như đơn đả độc đấu mà nói, hắn tự nhiên không sợ Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần là Mộc Âm Hy chỗ thượng khách, lại đạt được cấm thiên tứ lão hết sức chống đỡ, hắn đã bị đuổi, lúc này trở lại cấm thiên thành, chỉ sợ là dê vào miệng cọp, đừng nói chu diệt luân hồi. Liền tự thân an toàn đều khó bảo đảm. Hắn tuy thừa kế địa ngục thiên mệnh hơi thở,
thế nhưng địa ngục mệnh cách, còn không hoàn toàn dung hợp cùng vững chắc, tăng thêm có hạn, muốn chu diệt luân hồi, cuối cùng vẫn là phải dựa vào tự thân lực lượng. Lấy hắn sức một mình, nhưng không cách nào đối kháng toàn bộ cấm thiên thành. Muốn chu diệt luân hồi sao? Ta có thể giúp ngươi. Ngay tại Nhâm Thanh Phong thời điểm do dự, một đạo lạnh lùng, lãnh đạm, thâm độc thanh âm, ở trong hư không vang lên. Rồi sau đó, giữa trời đất cuồng phong nổi lên, từng tia sắt thép lạnh lùng mùi vị, ở bốn phía tràn ngập mở ra. Toàn bộ suối vàng biển chết, rắc rắc sát vang dội, bắt đầu thiết hóa. Không chỉ là suối vàng biển chết, liền nguyên cái thiên địa, đều có thiết hóa dấu hiệu, không khí tốt xem đều phải biến thành sắt thép cố thể, cực kỳ nặng nề. Nhâm Thanh Phong con người co rúm lại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ở ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, một đạo người mặc thiết hắc trường bào, vô cùng lạnh lùng bóng người, từ không trung hạ xuống. Thấy đạo thân ảnh này, Nhâm Thanh Phong tủng sợ hãi mà rung động, bót đích một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, kêu lên thiết ngai vàng đại nhân. Từ không trung hạ xuống bóng người, chính là thiết ngai vàng khí linh. Thiết ngai vàng ánh mắt híp lại, ngước nhìn bầu trời khoáng đạt luân hồi khí tượng, dù gì nói, chẳng lẽ vậy tiểu tử, thật muốn chém ra trăm đạo. Nhâm Thanh Phong yên lặng nhìn thiết ngai vàng, cảm nhận được thiết ngai vàng ý niệm, tựa hồ cũng muốn chu diệt luân hồi, không khỏi được chấn động, nói, thiết ngai vàng đại nhân, ngươi cũng muốn giết luân hồi chi chủ sao? Hắn lấy là thiết ngai vàng, sẽ hoàn toàn thần phục Diệp Thần, nào nghĩ tới thiết ngai vàng đối luân hồi chi chủ, lại cũng có sát ý. Thiết ngai vàng gật đầu một cái, nói, luân hồi chi chủ, đức không xứng vị, luân hồi liền cửu thế, vẫn là một tên phế vật. Võ tổ chí tôn bị hắn mê hoặc, lại muốn kêu hắn tới chấp trưởng ta, đó là tuyệt đối không thể. Nhâm Thanh Phong đại hỉ, nói, phải, phải, phải. Luân hồi chi chủ đức không xứng vị, hắn không tư cách đè ở thiết ngai vàng đại nhân trên đầu ngươi. Nhâm Thanh Phong ở lúc trước, Thiện Nhu công chúa làm loạn thời điểm, đã từng triệu hoán qua thiết ngai vàng hạ xuống, hắn là chính mắt gặp qua, thiết ngai vàng lợi hại cùng khủng bố. Nếu như thiết ngai vàng chịu ra tay nói, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiết ngai vàng nói, ta ở võ tổ chí tôn trước mặt, cùng vậy tiểu tử ước định qua, như hắn chém ra trăm đạo, ta liền trở về thuận tại hắn, nhưng hắn không phải ta muốn tìm vương, ngươi liền thay ta ngăn cản hắn chém ra, chu diệt hắn cũng được. Thiết ngai vàng cũng không có giấu giếm, đem mình cùng Diệp Thần ân oán, đơn giản nói một lần. Nhâm Thanh Phong nói, thiết ngai vàng đại nhân, ta cũng muốn chu diệt luân hồi, nhưng... ta bị cấm thiên thành đuổi, nếu như bây giờ đi về, chỉ sợ khó khăn trùng trùng, cấm thiên tứ lão nhất định sẽ ngăn cản. Thiết ngai vàng nói, không sao, ta sẽ giúp ngươi một tay, trừ phi võ tổ chí tôn hạ xuống, nếu không trên trời dưới đất, không người có thể cứu được luân hồi chi chủ. Nói xong, thiết ngai vàng cong ngón tay bắn ra, một món đen nhánh như sắt linh khí, bơm vào nhập Nhâm Thanh Phong trong cơ thể. Nhâm Thanh Phong nhất thời hơi thở bạo tăng, như có thần giúp. Trong lòng đại hỉ, nói, thiết ngai vàng đại nhân, ta liền vì ngươi chu diệt luân hồi. Tiếng nói rơi xuống, Nhâm Thanh Phong lúc này biến dạng hư không, đi cấm thiên thành chạy tới. Thiết ngai vàng thì chắp tay đứng tại chỗ, ngắm nhìn mênh mông canh canh suối vàng biển chết, ánh mắt mê mang, lẩm bẩm nói, luân hồi không phải ta muốn tìm vương, đời này nhân vật, có ai tư cách, trở thành thống ngự thiên hạ vương giả. Cấm thiên thành bên trong. Diệp Thần linh khí đánh vào dưới, lại chém ra hai đạo, đem phần lưng thân thể gông xiềng, vậy cùng nhau chặt đứt. Theo phần lưng gông xiềng chặt đứt, Diệp Thần bộc phát ra luân hồi khí tượng, càng bá đạo hơn cùng khủng bố. Một vòng màu vàng kim mặt trời gay gắt, xuất hiện trên không trung, đó là luân hồi khí tượng, sáng chói tới cực điểm tượng trưng. Luân hồi mặt trời gay gắt chiếu sáng, ngày xưa núi thây biển máu, vô cùng thảm đạm địa ngục giới, mọi chỗ xương trắng. Máu thịt vũng bùn, thi thể rừng cây, toàn bộ ở luân hồi mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, hoàn toàn tan rã. Hào hùng luân hồi hơi thở, bao phủ ở toàn bộ vô cùng lớn địa ngục giới, núi thây biển máu khí tượng đang nhanh chóng tán loạn, hoa cỏ cây cối, sức sống bừng bừng, đất bùn thanh thơm, dòng suối sơn thủy, chim thú vật, các loại sinh mạng hơi thở, bắt đầu xuất hiện. Địa ngục tử khí ở đi xa, mạnh mẽ sinh mạng ở phồn vinh, chết cùng sanh chuyển đổi. Tượng trưng cho luân hồi trật tự thành lập. Cấm thiên tứ lão hạ xuống Diệp Thần bên người, bọn họ là hoàn toàn sợ ngây người. Mộc Âm Hy trên khuôn mặt, cũng là một mặt đờ đẫn hình dáng.
vốn là ở địa ngục giới, trừ động thiên phúc địa, thành trì ngoài đạo tràng, những thứ khác thế giới, ở địa ngục hơi thở bao phủ hạ, chính là núi thây biển máu, xương trắng ngàn vạn dặm, không có một chút sức sống. Nhưng, theo Diệp Thần chém ra, luân hồi khí tượng thả ra ngoài, địa ngục giới xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cái thế giới này, thì thúi, máu tươi, xương trắng, đều đã chết, bị mạnh mẽ sức sống thay thế. Luân hồi sinh mệnh lực bùng nổ, thậm chí vô căn cứ tạo ra thiên thiên vạn vạn người đám người, bọn họ quỳ bái tại, trong miệng khấn cầu ngâm sướng, thành luân hồi nhất tín đồ trung thành. Cũng chỉ mười mấy hơi thở thời gian, địa ngục giới đã hoàn toàn thay đổi, tất cả địa ngục khí tượng cũng tiêu tán, hoa cỏ cây cối phồn vinh, luân hồi trật tự thành lập, bề ngoài nhìn như, và thế giới bên ngoài độc nhất vô nhị. Cái thế giới này, có lẽ đã không thể để cho địa ngục giới, mà hẳn gọi là luân hồi giới. Diệp Thần tự nhiên cảm nhận được liền ngoại giới biến hóa, trong lòng vô cùng mừng rỡ, hướng bả vai sau cùng hai đạo gông xiềng, phát động công kích. Thân xác mười ra, Diệp Thần đã chặt đứt tám ra, chỉ cần lại đem bả vai còn dư lại hai đạo gông xiềng, hoàn toàn chặt đứt, hắn thân xác, liền có thể đạt thành đại viên mãn. Hu hu hu! Nhưng mà ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, cuồng phong nổi lên, một cái thời không hố đen xuất hiện. Rồi sau đó, vào lúc đó không hố đen bên trong, bước ra một đạo thân ảnh. Theo thân ảnh kia xuất hiện, bầu trời đổi được đen nhánh, nổi lên tám luân huyết nguyệt. Vậy huyết nguyệt ánh sáng, thậm chí ngắn ngủi đem luân hồi mặt trời gay gắt chói lọi, cũng cho che giấu. Nhâm Thanh Phong, là ngươi. Trên mặt đất, Mộc Âm Hy thấy trên bầu trời bóng người, nhất thời kinh hãi. Thân ảnh kia chính là Nhâm Thanh Phong. Nhâm Thanh Phong trở lại Cấm Thiên Thành, chẳng lẽ muốn đối Diệp Thần bất lợi? Mộc Âm Hy một hồi hốt hoảng, nhìn về phía Diệp Thần. Nhâm Thanh Phong trôi lơ lửng ở trên trời, nhìn xuống Diệp Thần, cảm nhận được Diệp Thần thân xác sắp đại viên mãn, hắn ra mặt cũng là hơi co rúm. Chỉ là chặt đứt thân thể gông xiềng, khí tượng liền như vậy đáng sợ, thậm chí thay đổi toàn bộ địa ngục giới thế giới quy luật, nếu là để cho thằng nhóc này, chặt đứt xương cốt gông xiềng, thậm chí tim gông xiềng, thật là sẽ có kinh khủng dường nào. Nhâm Thanh Phong rung động thật sâu cùng lo âu, từ hắn cái này cao độ, có thể thấy rõ, Cấm Thiên Thành bên ngoài thế giới, vậy vô số núi thây biển máu, vô số xương trắng, đều đã tan thành mây khói, bị luân hồi sinh mạng hơi thở thay thế. Hắn vốn đang lấy là, Diệp Thần đã sắp chém ra kết thúc, cho nên mới có lớn như vậy khí tượng. Nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần chém ra chỉ là mới vừa bắt đầu, còn ở đánh vào thân thể gông xiềng, xương cốt gông xiềng là một đạo đều không động. Phải ngăn cản hắn. Nhâm Thanh Phong trong lòng chỉ có cái ý niệm này, nếu là bị Diệp Thần chém ra hoàn thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, không chỉ là hắn, sợ rằng liền thiết ngai vàng, cũng trấn áp không được Diệp Thần uy nghiêm, coi như là thiết ngai vàng, sợ rằng đều không cách nào phản kháng nữa, phải bị Diệp Thần chấp trường. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, phá cho ta. Nhâm Thanh Phong hít sâu một hơi, quát to một tiếng, thiên huyền cảnh bốn tầng thiên linh khí, bùng nổ đến mức tận cùng, sau lưng tám luân huyết nguyệt, đồng loạt chấn động. Một đạo đỏ tươi kiếm khí, từ hắn trong kiếm phong biểu chém ra. Lăng không hướng Diệp Thần chém xuống đi. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, và Nhâm Phi Phàm có liên quan, cũng coi là Nhâm gia võ học, hắn đã luyện đến tám luân huyết nguyệt hiện ra cảnh giới, khoảng cách tháng 9 tách thả ra, cũng chỉ có một bước xa. Diệp Thần đang chém ra, cảm nhận được huyết nguyệt kiếm mang chém xuống, đỉnh đầu một hồi lạnh lẽo, mở mắt ra, tạm thời ngưng chém ra động tác. Nhưng mà, không cùng Diệp Thần ra tay, Cấm Thiên Tứ Lão đã đồng loạt lên đường. Địa thủy hỏa phong thần thông bùng nổ, tứ lão nhanh như tia chớp, ngay tức thì đem Nhâm Thanh Phong kiếm khí nghiền nát. Phong lão đứng dậy, quát lên, Nhâm Thanh Phong, người muốn làm chi? Nhâm Thanh Phong hì hì cười lạnh một tiếng, nói, bốn vị trưởng lão, ta phụng thiết ngai vàng mệnh lệnh, muốn tru diệt cái thằng nhóc này, xin các người hãy không muốn ngăn trở. Cấm Thiên Tứ Lão kinh hãi, phong lão kêu lên, người nói người phụng thiết ngai vàng mệnh lệnh, có chứng cớ gì? Tứ lão không dám tin tưởng, thiết ngai vàng sẽ tru diệt Diệp Thần, Mộc Âm Hy vậy không tin. Bởi vì, Diệp Thần là võ tổ tiên đoán bên trong, tương lai muốn chấp trưởng thiết vương người ngồi vật, theo lý mà nói, thiết ngai vàng hẳn cúi đầu thần phục, nơi nào còn sẽ phản kháng. Nhâm Thanh Phong vui vẻ cười to, cả người hơi thở bùng nổ, nói, đây chính là chứng cớ. Hắn bộc phát ra hơi thở,
mang ngập trời sắt thép uy nghiêm, đó chính là thiết ngai vàng giao phó cho hắn linh khí. Theo sắt thép hơi thở, phóng lên cao, Nhâm Thanh Phong huyễn hóa ra 8 luân huyết nguyệt, vậy bao lên liền một tầng loang lổ dỉ. Sắt thép hơi thở ăn mòn, trên bầu trời luân hồi khí tượng, cũng là hoàn toàn chôn vùi. Rắc rắc sát, kinh khủng sắt thép uy nghiêm bao phủ đi xuống, Diệp Thần chung quanh rừng cây, ngay tức thì liền thiết hóa, núi xa xa nhạc, vậy biến thành sắt thép đỉnh núi. Cấm Thiên Tứ lão hoảng hốt, cái này đích xác là thiết ngai vàng uy nghiêm. Chẳng lẽ thiết ngai vàng, thật muốn chu diệt luân hồi. Cấm Thiên Tứ lão trố mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hoàng Trần đại ca, người đi mau, ta giúp người ngăn lại hắn. Mộc Âm Hy cắn chặt hàm răng, rút ra trường kiếm, ngưng thần mà đợi. Nàng vậy bắt được thiết ngai vàng sát khí, chỉ muốn liều chết bảo vệ Diệp Thần. Ngăn được sao? Nhâm Thanh Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa một kiếm biểu chém xuống, hướng Mộc Âm Hy lướt đi. Thần nữ chú ý. Cấm Thiên Tứ lão theo bản năng ra tay, bảo vệ Mộc Âm Hy, thay nàng cản lại một kiếm. Nhâm Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, nói, bốn vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái với thiết ngai vàng ý chí? Cấm Thiên Tứ lão nghe vậy, cũng là sắc mặt nặng nề. Cấm Thiên Thành bởi vì thiết ngai vàng mà sống, thiết ngai vàng chính là sau lưng nắm giữ, bọn họ tự nhiên vậy không tư cách, ngăn trở thiết ngai vàng ý chí. Ta chu diệt luân hồi, là phụng thiết ngai vàng ý chí, cũng là tuân theo chí cao ý chí sứ mạng, xin bốn vị trưởng lão, không muốn ngăn trở, ta chỉ nhằm vào luân hồi, sẽ không làm khó các ngươi. Nhâm Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Cấm Thiên Tứ lão nhìn nhau, cuối cùng ảm đạm than thở, đồng loạt lui xuống, khá có chút áy náy nhìn về Diệp Thần, bọn họ là không tiện xuất thủ nữa. Thần nữ, lui ra đi. Phong lão cũng bất đắc dĩ hướng Mộc Âm Hy nói, chẳng muốn nàng dính vào. Không. Mộc Âm Hy lãnh ngạo đứng tại chỗ, cầm trong tay kiếm, cũng không lui lại ý, cho dù Cấm Thiên Tứ lão buông tha Diệp Thần bỏ mặc, nàng vậy sẽ không bỏ rơi. Diệp Thần một hồi cảm kích, hướng Mộc Âm Hy truyền thanh nói, thay ta kéo ba tức thời gian, chờ ta hoàn thành thân xác chém ra, là được thay đổi cục diện. Thân xác mười ra, Diệp Thần chỉ kém bả vai hai đạo gông xiềng, còn không chặt đứt. Chỉ cần đem cái này hai đạo gông xiềng, vậy cùng nhau chặt đứt, hắn thân xác, liền có thể đại viên mãn. Đến lúc đó, cho dù Nhâm Thanh Phong, có thiết ngai vàng ý chí gia trì, hắn vậy có nắm chắc chu diệt. Ba tức thời gian. Có thể, yên tâm đi, Hoàng Trần đại ca, ta sẽ thay ngươi ngăn trở. Mộc Âm Hy khẽ cắn răng, cả người linh khí hội tụ ở kiếm phong bên trên, mặt đất bắt đầu chấn động, một phiến phiến cổ xưa kinh văn ký hiệu, ở trên người nàng tách thả ra ra. Đó là Địa Hoàng Thần Thư Kinh Văn. Nàng cùng Diệp Thần trao đổi, ở ngay lập tức tới giữa, ở trao đổi vừa kết thúc, Nhâm Thanh Phong chính là khua kiếm lăng không chém xuống, trực tiếp hướng Mộc Âm Hy lướt đi. Mộc Âm Hy, ta đây muốn xem, người Địa Hoàng Thần Thư, có thể hay không ngăn trở thiết ngai vàng uy nghiêm. Nhâm Thanh Phong trường kiếm, rắc rắc sát vang dội, hô hấp tới giữa, bao phủ lên từng tầng sắt thép nguyên tố, khua kiếm chém một cái, huyết nguyệt kiếm mang chém ra, trên trời 8 luân huyết nguyệt chuyển động, hu hu vang dội. Máu kia tháng kiếm mang bên trong, lại mang cổ xưa sắt thép hơi thở, kiếm khí xâm nghiêm. Mộc Âm Hy mắt đẹp co rút nhanh. Kiếm khí chưa tới, nàng đã đánh hơi được từng trận lạnh lùng sắt thép mùi vị, thân thể mềm mại lại là một hồi cứng ngắc, giống như phải bị thiết hóa vậy. Địa Hoàng uy giận, ngàn dặm giang sơn rách hết bể. Nguy cấp bên trong, Mộc Âm Hy trường kiếm nhanh gai, Địa Hoàng Thần Thư cổ xưa kinh văn, ở trên thân kiếm vần quanh, mặt đất kịch liệt chấn động, ngàn dặm giang sơn tựa như đều phải bể tan tành, tất cả sắt thép hơi thở, đều bị nàng nghiền nát hết. Chanh! Hai kiếm giao phong. Mộc Âm Hy trường kiếm, cùng Nhâm Thanh Phong kiếm phong, hung hăng đụng vào nhau. Sắt thép huyết nguyệt uy thế, Địa Hoàng Thần Thư uy thế, vào giờ khắc này điên cuồng dây dưa nổ. Giống như là thế giới băng diệt, thiên địa thất thủ vậy, chu vi mấy chục dặm rừng rậm mặt đất, ở trong nháy mắt bị tồi diệt, nơi có không gian quy luật đều là nổ tung. Nguyên bản vững vàng thiên địa thế giới, giờ phút này trực tiếp bị nghiền bể thành một mảnh hỗn độn hư không. Cấm Thiên Tứ lão sắc mặt nặng nề, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần như cũ duy trì ngồi xếp bằng động tác, đôi mắt khép lại, tùy ý ngoại giới trời long đất lở, hắn thân như bàn thạch, yên ổn không nhúc nhích,
đang đánh vào thân xác sau cùng hai đạo gông xiềng. Phốc xích, Mộc Âm Hy cổ họng một hồi thịt sống ngọt, phun ra máu tươi, bước chân hoảng hốt lui về phía sau, rồi sau đó thân thể nhanh chóng cứng ngắc, từ chân bắt đầu, từng luồng sắt thép hơi thở, không ngừng đi trên người nàng lan tràn đi. Mỗi lan tràn một phần, nàng thân thể, liền thiết hóa một phần. Ha ha ha, Mộc Âm Hy, xem ra người địa hoàng thần thư tu vi, còn xa xa không đủ à. Nhâm Thanh Phong liều lĩnh cười to, cái này một tí giao phong va chạm, hắn không có chút nào tổn thương. Hiển nhiên, Mộc Âm Hy hiểu địa hoàng thần thư, chỉ là lĩnh ngộ một chút xíu diệu pháp, còn không phải là hoàn toàn hiểu được. Nhâm Thanh Phong có thiết ngai vàng chống đỡ, tại chỗ liền đem Mộc Âm Hy đánh bại. Mộc Âm Hy gặp phải sắt thép hơi thở ăn mòn, nàng cảm thấy mình thân thể không ngừng đổi được cứng ngắc, muốn vùng vẫy, nhưng vô luận như thế nào vùng vẫy, cũng không thoát khỏi thiết hóa vận mệnh. Hoàng Trần đại ca, Mộc Âm Hy nhìn về phía Diệp Thần, trong tròng mắt toát ra sợ hãi, không thôi, không biết làm sao, đắng chát Vân. Vân rất nhiều tâm trạng. Sắt thép hơi thở lan tràn, đem nàng hai chân, bụng, ngực, cả người, toàn bộ thiết hóa. Rồi sau đó sắt thép hơi thở, ăn mòn đến nàng cổ, đầu mặt, cũng chính là một cái hô hấp thời gian, nàng cả người, đã biến thành một cái lạnh như băng sắt thép pho tượng, lại vậy không có mạng sống hơi thở, trên khuôn mặt đỉnh cách sợ hãi tiếc nuối, chua xót tịch mịch diễn cảm. Oanh! Lúc này, Diệp Thần bả vai hai đạo gông xiềng, cũng là hoàn toàn chặt đứt. Thân xác mười ra chém hết, Diệp Thần thân xác, bộc phát ra một cổ vô cùng năng lượng bàng bạc. Cổ năng lượng này bên trong, mang đáng sợ hoang cổ hơi thở, liền chung quanh hỗn độn hư không thế giới, ở nơi này cổ hoang cổ hơi thở bao phủ hạ, cũng đổi được đen trắng. Đó là đại hoang vô kinh tầng thứ ba, hoang cổ thần thể khí tượng. Diệp Thần thân xác mười đạo gông xiềng, toàn bộ chặt đứt, thân xác đại viên mãn, liên quan đại hoang vô kinh, cũng là một thể đột phá, hoang cổ thần thể trực tiếp luyện thành. Diệp Thần mở mắt ra, liếc mắt liền thấy. Mộc Âm Hy đã biến thành sắt thép pho tượng, mất đi sinh mạng hơi thở, nhất thời chấn động. Mộc Âm Hy thành công là hắn chỉ hoãn ở ba tức thời gian, để cho hắn thuận lợi chém ra. Nhưng, nàng vậy vì thế, trả giá to lớn giá phải trả. Cái gì, hoang cổ thần thể? Nhâm Thanh Phong bắt được Diệp Thần hơi thở, có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần thân xác không xiềng đã chặt đứt, thậm chí luyện thành hoang cổ thần thể. Diệp Thần nhìn chằm chằm Nhâm Thanh Phong, trong ánh mắt toát ra to lớn tức giận cùng hận ý, trong miệng khạc ra ba chữ. Cho ta chết. Luân hồi thiên kiếm rút ra, Diệp Thần khí thế hung mãnh, một kiếm hướng Nhâm Thanh Phong chém điên cuồng đi. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Huyết nguyệt chói lọi, từ Diệp Thần trên thân kiếm hiện lên, trong hư không xuất hiện chín luân huyết nguyệt cảnh tượng kỳ dị. Giờ khắc này, theo Diệp Thần thân xác không xiềng chặt đứt, máu hắn tháng đồ sát thiên trảm. Cũng là đạt tới đỉnh cấp, một kiếm này mũi nhọn vô cùng mãnh liệt. Đáng chết, người vậy sẽ ta Nhâm ra võ học. Nhâm Thanh Phong có vẻ chấn động, chỉ cảm thấy Diệp Thần một kiếm này, mũi nhọn khủng bố đến nghịch thiên bước, thậm chí đủ để đem hắn chu diệt. Diệp Thần trong mắt chỉ có cừu hận lửa giận, trước kia hắn, đại khái có thể chém chết một ít ngày huyền cảnh cường giả, nhưng hiện tại, theo hắn thân xác không xiềng chặt đứt, hoang cổ thần thể luyện thành, cho dù là xem Nhâm Thanh Phong cái loại này. Thiên huyền cảnh bốn tầng thiên tài, cho dù chiếm cứ thiên thời địa lợi, vậy có vượt cấp năng lực, hắn vậy có nắm chắc chu diệt. Địa ngục ma khí, thiên mệnh gia trì. Nhâm Thanh Phong quát to một tiếng, địa ngục mệnh cách ma khí nổ lên, hội tụ ở trên thân kiếm, nghênh kích Diệp Thần một kiếm. Chanh! Nhưng, Diệp Thần thân xác không xiềng chém hết, lực lượng quá kinh khủng, huyết nguyệt kiếm khí chém đánh ra, hung hăng bổ vào Nhâm Thanh Phong trên thân kiếm. Nhâm Thanh Phong trường kiếm, tại chỗ liền bị đánh bay, cường đại kiếm khí mãnh liệt tới, hắn như bị đến đổ sộ chùy gõ, ngay tức thì hộc máu, liên tiếp lui về phía sau. Không thể nào, ngươi lực lượng, làm sao sẽ lớn đến tình cảnh này? Ta đường đường thiên huyền cảnh bốn tầng thiên, lại có thể không địch lại ngươi. Nhâm Thanh Phong hoàn toàn sợ hãi, trong mắt tràn đầy rung động, giống như nhìn một con quái vật vậy, nhìn Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần vậy giống như là một con quái vật, tóc kích dương, mặt đầy dữ tợn, nhìn hóa thành sắt thép pho tượng Mộc Âm Hy, hắn nội tâm là một hồi căm hận cùng áy náy. Thân xác không xiềng đã chặt đứt, bây giờ Diệp Thần, uy mãnh cuồng phách đến vô địch bước, thiên huyền cảnh bốn tầng thiên, cũng không ngăn nổi hắn mũi nhọn,
đều phải bị hắn một kiếm nghiền ép. Cho dù Nhâm Thanh Phong có Thiết Ngai Vàng ý chí, còn có Địa Ngục Thiên Mệnh gia trì, vậy xa xa không ngăn được Diệp Thần. Xa xa Cấm Thiên Tứ Lão nhìn Diệp Thần hung mãnh như vậy hình dáng, cũng là hoàn toàn rung động. Thằng nhóc này chỉ là chặt đứt thân xác không xiềng, liền cường hãn như vậy, nếu là thật cho hắn trăm gia chém hết, sợ rằng không người có thể ngăn được hắn. Cấm Thiên Tứ Lão trao đổi lẫn nhau liền một tí ánh mắt, thật sâu lộ vẻ xúc động. Luân hồi trước cửu thế, đều không thể quật khởi, nhưng đến Diệp Thần cái này nhất thế, có lẽ thật có nghịch thiên quật khởi cơ hội, bọn họ giờ phút này ngay tại làm chứng lịch sử, làm chứng sự nghiệp. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có chút nào lời nói, xách Luân hồi thiên kiếm, lần nữa hướng Nhâm Thanh Phong chém chết đi. Nhâm Thanh Phong hoàn toàn sợ hãi, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm khí ác liệt bằng bạc, xa không mình có thể ngăn cản. Ở Diệp Thần kiếm mang hạ, hắn lại là như heo chó vậy yếu đuối. Luân hồi chi chủ, người ta, người cũng dám giết. Mắt xem Nhâm Thanh Phong, sẽ bị Diệp Thần giết chết, nhưng vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng thâm trầm thanh âm vang lên, giữa trời đất gió lớn thở mạnh. Rắc rắc sát, từng đạo sắt thép hơi thở, ở mênh mông trong hư không, điên cuồng nổ tung đi ra. Nguyên bổn đã bị phá hủy thành hỗn độn hư không thế giới, bắt đầu thiết hóa, biến thành sắt thép đất nước. Từng ngọn sắt thép chế tạo kim tự tháp, như măng mọc sau cơn mưa vậy toát ra. Trung ương nhất, cao lớn nhất đỉnh kim tự tháp bưng, một tấm to lớn sắt thép ngai vàng, lưng đeo trăm ngàn cầm kiếm sắt, chậm rãi nổi lên. Một đạo thân ảnh, lãnh đạm ngồi ở thiết trên ngai vàng, chính là Thiết Ngai Vàng Khí Linh. Thiết Ngai Vàng trong mắt âm lãnh, nhàn nhạt cong ngón tay bắn ra, một cổ cuốn sạch thiên địa xanh đen ánh sáng, chính là bạo giết ra. Cái này cổ xanh đen ánh sáng, mang nồng nặc sắt thép uy nghiêm, như cuồn cuộn nước lũ vậy, hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Diệp Thần vốn định một kiếm giết Nhâm Thanh Phong, nhưng ở vậy sắt thép nước lũ dưới sự xung kích, cũng chỉ có thể lui về phía sau. Thiết Ngai Vàng đại nhân. Nhâm Thanh Phong thấy Thiết Ngai Vàng tới cứu viện, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Thiết Ngai Vàng hạ xuống. Cấm Thiên Tứ Lão cũng là lớn kinh, xem ra Nhâm Thanh Phong nói không sai, Thiết Ngai Vàng thật muốn giết Diệp Thần. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, Thiết Ngai Vàng trong ánh mắt sát ý. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên cường hãn, chỉ là chặt đứt thân thể gông xiềng, liền gần như nghịch thiên, nếu là thật bị ngươi chặt đứt tim gông xiềng, ngươi chính là đời này vô địch tồn tại. Thiết Ngai Vàng ngồi ngay ngắn ở đỉnh kim tự tháp bưng, ánh mắt quan sát Diệp Thần, cũng là thật sâu xúc động. Diệp Thần bắt được Thiết Ngai Vàng sát ý, nói, ngươi quả nhiên muốn vi phạm ước định, thậm chí tự tay giết ta. Đã từng, Thiết Ngai Vàng nói qua, nếu như Diệp Thần có thể chém ra trăm đạo, hắn liền sẽ quy thuận. Nhưng hiện tại, Diệp Thần cũng còn chưa hoàn thành chém ra, hắn liền hạ xuống ngăn cản, thậm chí muốn đích thân chu diệt, rõ ràng cho thấy vi phạm ước định cùng lời hứa. Thiết Ngai Vàng nhàn nhạt nói, ngươi không phải ta muốn tìm vương, ta tự nhiên không thể chờ chết, mặc cho ngươi quật khởi, đè ở ta trên đầu. Diệp Thần nói, như ta chém ra trăm đạo, còn chưa xứng xưng vương. Thiết Ngai Vàng yên lặng một hồi, sau đó lắc lắc đầu nói, như ngươi thật có thể chém ra trăm đạo, có lẽ có xưng vương tư cách, nhưng ta không thích ngươi, chính là muốn giết ngươi, ngươi vừa có thể như thế nào. Diệp Thần ha ha cười một tí, nói, không nghĩ tới ngươi như vậy hận ta. Thiết Ngai Vàng nói, không thể nói hận, chỉ là không thích, ngươi ở ta trong lòng, thủy chung là một cái luân hồi liền cửu thế, vẫn không thể quật khởi phế vật. Ngươi trước cửu thế, trước khi chết bi thảm cảnh tượng, ta cũng từng gặp qua, người kiếp trước thậm chí là bị vị hôn thê giết chết, chết được xem một con chó. Hỏi dò, ta làm sao có thể nhận một con chó làm chủ nhân đâu? Hắn giọng bên trong, không che giấu chút nào đối Diệp Thần ghét. Cho dù cái này nhất thế, Diệp Thần có quật khởi cơ hội, hắn vẫn là không muốn quy thuận Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu một cái, xem ra Thiết Ngai Vàng đối mình cứng nhắc ấn tượng, đã tạo thành. Vô luận như thế nào, đều sẽ không đổi cái nhìn. Ta hôm nay liền giết ngươi, ngươi muốn quật khởi, liền chờ một chút nhất thế đi. Thiết Ngai Vàng giọng lãnh khốc, rồi sau đó vung tay lên, một cổ đen nhánh như nước thủy triều, vô biên vô tận sắt thép nước lũ hơi thở, cuồn cuộn không ngừng hướng Diệp Thần vọt tới. Hắn muốn đích thân chu diệt Diệp Thần, chung kết đời này luân hồi. Luân hồi chi chủ, Cấm Thiên Tứ Lão lớn tiếng kêu lên. Tuyệt đối không nghĩ tới Thiết Ngai Vàng thật muốn tự mình động thủ,
Chu Diệt Diệp Thần. Bọn họ muốn xuất thủ, bảo vệ Diệp Thần, nhưng, ở đó lăn lăn sắt thép nước lũ nổi bật hạ, cho dù là bọn họ, vậy lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé, như thế nào có thể ngăn cản. Diệp Thần nhìn ngập trời sắt thép nước lũ, mãnh liệt tấn công tới, con người cũng là kịch liệt co rúm lại. Thời khắc này hắn, mặc dù đã chặt đứt thân xác không xiềng, thậm chí luyện thành hoang cổ thần thể, nhưng cùng Thiết Ngai Vàng so sánh, thực lực như cũ có chênh lệch cực lớn. Thiết Ngai Vàng thân hạ sát thủ, Diệp Thần cũng khó mà chống lại. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, người cuối cùng vẫn là phải chết. Nhâm Thanh Phong thấy Diệp Thần thân thể, sắp bị sắt thép nước lũ chìm ngập, cũng là không nhịn được phát ra một hồi tiếng cười lớn, vô cùng thoải mái. Sắt thép nước lũ tập sát tới, còn không giết tới, Diệp Thần liền cảm thấy mình thân thể, bắt đầu cứng ngắc. Luân hồi mộ địa, cũng bị một cổ vô hình sắt thép hơi thở, hoàn toàn phong tỏa, lại thì không cách nào điều động. Người hắn đổ sát thánh bôi, hoàng tuyền đồ, nguyện vọng thiên tinh vân. Vân rất nhiều pháp bảo, vậy toàn bộ bị phong tỏa, không cách nào thả ra ngoài. Rất nhiều thiên kiếm, trực tiếp bị sắt thép hơi thở bao phủ ở, giống như thiết hóa. Thậm chí, liền Diệp Thần kinh mạch, máu, đan điền, vậy bị phong tỏa, cả người đều không nhúc nhích được chút nào linh khí. Vậy ngập trời sắt thép nước lũ, sơn hô hải khiếu vậy đánh thẳng tới, rốt cục thì đem Diệp Thần hoàn toàn nuốt mất. Luân hồi, lúc này tiêu diệt. Cấm Thiên Tứ lão trong ánh mắt, cũng toát ra không biết làm sao, tịch mịch, vẻ tiếc hận. Bọn họ rất coi trọng Diệp Thần, mới vừa Diệp Thần chém ra bàng bạc khí tượng, hoàn toàn chinh phục bọn họ. Nếu như cho Diệp Thần đầy đủ thời gian, đời này luân hồi, nhất định có thể nghịch thiên quật khởi. Nhưng rất đáng tiếc, Thiết Ngai Vàng đích thân hạ xuống, nhưng là tự tay đem Diệp Thần bóp chết. Hóa thành sắt thép pho tượng Mộc Âm Hy, tựa hồ cảm thấy Diệp Thần bị chìm ngập, pho tượng ánh mắt, lại có thể chảy xuống hai hàng nước mắt. Diệp Thần thân ở sắt thép nước lũ bên trong, chỉ cảm thấy không cách nào hô hấp, thân thể đang nhanh chóng thiết hóa, đổi được vô cùng cứng ngắc. Hắn biết tối đa 10 tức thời gian sau đó, hắn sẽ bị hoàn toàn lâm vào là sắt thép pho tượng, hoàn toàn vẫn diệt. Nếu như không phải là hắn luyện thành hoang cổ thần thể, sợ rằng liền cái này 10 tức thời gian, đều không cách nào chống nổi. Vận mệnh ta, rốt cuộc phải bị chung kết sao? Diệp Thần nội tâm trống rỗng mà mờ mịt, cũng không có đối chết sợ hãi, hắn tu luyện bàn thạch tâm pháp sau đó, tâm như bàn thạch, đã sẽ không lại có sợ hãi tâm trạng, chỉ là cảm thấy thương tiếc. Cảm nhận được mình thân thể, hết thảy pháp bảo binh khí, đủ loại thần thông, đều ở đây thiết hóa. Diệp Thần từ trong thâm tâm cảm thấy thương tiếc cùng tiếc nuối. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Thần phát hiện trên người mình, còn có một cái binh khí, không bị phong tỏa, không có bị thiết hóa. Đó là một cái đao. Nhân Hoàng Thánh Đao. Nhân Hoàng Thánh Đao, không vô thần khí, chẳng lẽ có thể đối kháng Thiết Ngai Vàng uy nghiêm. Diệp Thần kinh hãi, ở vô tận thất lạc bên trong, tìm được một chút nghịch chuyển hy vọng. Hắn tâm niệm vừa động. Sử dụng Nhân Hoàng Thánh Đao, khó khăn đưa hai tay ra, cầm Nhân Hoàng Thánh Đao thân đao cùng vỏ đao. Ra khỏi vỏ đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nội tâm tín niệm kiên định, nắm chặt cán đao, dùng sức rút ra một cái. Chanh! Vậy một mực không rút ra được Nhân Hoàng Thánh Đao, vào giờ khắc này, rốt cuộc bị Diệp Thần rút ra một nhỏ đoạn. Chỉ là rút ra một nhỏ đoạn thân đao, chỉ có hai ngón tay cũng rộng cỡ đó. Nhưng chính là như thế một nhỏ đoạn thân đao, nhưng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng màu vàng đao mang. Ông ông ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thánh đao chấn động, màu vàng đao mang phóng lên cao. Suy rồi. Vậy khoáng đạt đáng sợ sắt thép nước lũ, ở trong nháy mắt, liền bị Diệp Thần thánh đao kim mang, hoàn toàn chảm phá. Diệp Thần trên mình thiết hóa dấu hiệu, cũng ở đây ngay tức thì tháo lui. Hắn kinh mạch, máu lần nữa lưu động. Hắn đan điền, linh khí lần nữa khôi phục. Tất cả pháp bảo binh khí, thần thông võ kỹ, đều là lưu chuyển tự nhiên, lại vậy không có chút nào cản trở. Diệp Thần hai tay nắm Nhân Hoàng Thánh Đao, giơ cao đỉnh đầu, thử nghiệm rút ra cả cây đao, nhưng thân đao nguyên vẹn vững chắc, hắn cũng chỉ có thể rút ra một nhỏ đoạn. Tuy chỉ là một nhỏ đoạn thân đao, nhưng bộc phát ra mũi nhọn, tựa hồ đã đủ rồi. Màu vàng kim đao mang, không ngừng ông minh lóe lên. Vậy một đạo đao mang, sáng chói huy hoàng, ác liệt sắc bén, bộc phát ra uy nghiêm,
khó mà dùng thế gian lời nói đi hình dạng. Đó là xuất xứ từ không không sát phạt. Cái gì, nhân hoàng thánh đao, ngươi lại có thể rút ra nhân hoàng thánh đao? Thiết ngai vàng thấy Diệp Thần bóng người, cũng không có bị sắt thép nước lũ chìm ngập, ngược lại một đao phá giết ra tới, tại chỗ kinh hãi. Diệp Thần trong tay đao, chính là nhân hoàng thánh đao, tuy chỉ là rút ra một nhỏ đoạn thân đao, nhưng bộc phát ra khí tức bén nhọn, đủ để cho người sợ hãi. Nhân hoàng thánh đao, không phải ở giới vương điện trong tay sao? Tại sao sẽ ở luân hồi chi chủ trên tay? Cấm thiên tứ lão thấy nhân hoàng thánh đao mũi nhọn, cũng là kinh hãi được tột đỉnh. Nhâm Thanh Phong vậy hoàn toàn sợ hãi, không dám tin tưởng mình ánh mắt, bộ dạng sợ hãi lẩm bẩm, thằng nhóc này lại có thể rút ra nhân hoàng thánh đao, đùa gì thế? Nhân hoàng thánh đao, đây chính là không vô thần khí à, cho dù mạnh như thần vũ trụ, rút ra đao ngàn vạn năm, cũng không từng rung chuyển chút nào. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần lại có thể thành công rút ra đao, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, nhìn chằm chằm thiết ngai vàng bóng người, nói, xem ra ta cái này nhất thế, còn chưa tới rơi xuống thời điểm. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần trong tay thánh ánh đao mang, chính là hóa thành tuyệt chém, lấy thế dễ như bớn, hung hăng hướng thiết ngai vàng chém chết đi. Mặc dù Diệp Thần thực lực, cùng thiết ngai vàng tới giữa, có chênh lệch cực lớn. Nhưng, nhân hoàng thánh đao, là không vô thần khí, không không quy luật, có thể nghịch chuyển thực tế, coi thường cảnh giới chênh lệch, con kiến hôi đều có thể đánh giết thiên thần. Cho nên, Diệp Thần cái này một đao, cũng có cơ hội, trực tiếp đem thiết ngai vàng chém chết. Thiết ngai vàng sợ hãi sâu đậm, nhìn vậy thánh ánh đao mang, vô cùng ác liệt chém chết tới, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua, như thế khủng bố, ác liệt như vậy ánh đao. Đó là thế giới hiện thật, không khả năng tồn tại sát phạt. Là không không mũi nhọn. Đáng chết, cho ta ngăn trở. Ở Diệp Thần thánh đao chém chết hạ, thiết ngai vàng cũng có chút rối loạn phương tức, phi thân lên, bàn tay không ngừng huy động. Minh bịch bịch, minh mông hư không, vô số sắt thép hơi thở, gào thét tới, hình thành ngàn vạn nặng sắt thép hộ thuẫn, chắn thiết ngai vàng trước mặt. Suy rồi, suy rồi, suy rồi. Nhưng mà, Diệp Thần thánh ánh đao mang chém qua, vậy ngàn vạn nặng sắt thép hộ thuẫn, so giấy còn muốn yếu ớt. Nhất trọng trọng bị chảm phá, căn bản không ngăn được Diệp Thần một đao. Cuối cùng, Diệp Thần vô cùng ác liệt một đao, chính là chém đến thiết ngai vàng trước người. Thiết ngai vàng sợ hãi, dưới bàn tay ý thức một chảo, cách không đem Nhâm Thanh Phong bắt tới đây, ngăn cản ở trước người. Phốc xích, Diệp Thần vậy một đao, hung hăng chém ở Nhâm Thanh Phong trên người. Thiết ngai vàng đại nhân. Nhâm Thanh Phong ngạc nhiên, không nghĩ tới thiết ngai vàng lại có thể cầm hắn làm bia đỡ đạn. Hắn thân thể, ngay tức thì tan vỡ. Nhân hoàng thánh đao sát phạt bùng nổ, Nhâm Thanh Phong thân xác cùng thần hồn, đang hô hấp tới giữa, chính là hoàn toàn bị chém chết. Ô, một món màu đen khí lưu, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Đó là địa ngục thiên mệnh ma khí. Nhưng mà, cái này cổ ma khí, ở Diệp Thần ánh đao sát phạt hạ, cũng là ngay tức thì tiêu diệt. Nhân hoàng thánh đao, đơn giản là vô địch, ngay cả ngục thiên mệnh, cũng hoàn toàn chém bể. Vậy địa ngục thiên mệnh hơi thở, vốn là ở thiện nhu trên mình, sau đó bị tịnh trì lọc sạch, thoát khỏi ra, rơi vào Nhâm Thanh Phong trong cơ thể. Nhưng giờ khắc này, ở Diệp Thần chém chết hạ, địa ngục này thiên mệnh mệnh cách, nhưng là hoàn toàn bị tiêu diệt, lại cũng không còn tồn tại. Địa ngục giới, luân hồi sáu giới một trong, nhằm vào Diệp Thần mà tồn tại ở đây, nhưng hiện ở địa ngục thiên mệnh tiêu diệt. Cái này cổ nhằm vào, cũng là không còn tồn tại. Không vô thần khí, quả nhiên khủng bố, ngay cả ngục thiên mệnh đều bị chém chết. Thiết ngai vàng rung động thật sâu, đem Nhâm Thanh Phong bể thi thể vứt bỏ, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thần. Hắn có thể bắt được, Diệp Thần trên mình kinh khủng hơi thở. Có thể chu diệt địa ngục thiên mệnh, không chỉ là không không thần khí mũi nhọn, còn có luân hồi bá đạo. Đáng tiếc, Diệp Thần thấy mình cái này một đao. Cũng không có thể chu diệt thiết ngai vàng, chỉ là giết chết Nhâm Thanh Phong, không khỏi thật sâu tiếc nuối, một hồi mất sức. Rắc rắc, theo Diệp Thần mất sức, vậy nhân hoàng thánh đao thân đao, vậy lần nữa hợp vào vỏ bên trong, tất cả màu vàng kim đao mang, đều là tuyên cáo tiêu tán. Diệp Thần còn muốn rút ra đao, nhưng khí lực tiêu hao quá lớn, đã không rút ra được. Ha ha,
Luân hồi chi chủ, xem ra hôm nay ngươi, còn không cách nào nắm trong tay nhân hoàng thánh đao. Cũng vậy, không vô thần khí, không phải thế giới hiện thật người, có thể nắm giữ. Ngươi ngày hôm nay, vẫn là chạy không khỏi bị tiêu diệt vận mệnh. Thiết Ngai Vàng thấy nhân hoàng thánh đao vào vỏ, ánh mắt sáng lên, rồi sau đó chính là nở nụ cười lạnh. Diệp thần chỉ có thể rút ra đao một lần, nhưng hắn lực lượng, nhưng là vô cùng vô tận. Chết đi cho ta, không có nhân hoàng thánh đao, ta xem ngươi lần này, lấy cái gì ngăn cản ta uy nghiêm. Thiết Ngai Vàng vung tay lên, sắt thép nước lũ bùng nổ, lần nữa hướng Diệp thần tập sát đi. Diệp thần lần này có chuẩn bị, nhanh chóng lui về phía sau. Dưới mắt Thiết Ngai Vàng uy thế quá hung hãn, Diệp thần dự định tạm lánh mũi nhọn. Luân hồi chi chủ, mau chạy đi. Cấm thiên tứ lão đồng loạt phóng tới, lại là ngăn ở Diệp thần trước mặt, là hắn ngăn cản vậy sắt thép nước lũ tập kích. Diệp thần chém ra khí tượng, còn có rút ra đao khí tượng, rung động thật sâu bọn họ không muốn nhìn thấy Diệp thần chết, lại dự định tự mình hy sinh, ngăn cản Thiết Ngai Vàng đánh vào. Các vị trưởng lão, Diệp thần kinh hãi, nhưng cũng không nghĩ tới, cấm thiên tứ lão chịu bỏ ra hy sinh lớn như thế, bảo vệ mình. Mắt xem cấm thiên tứ lão, sẽ bị Thiết Ngai Vàng sắt thép nước lũ, hoàn toàn chìm ngập, nhưng vừa lúc đó, một đạo tục tằng mà uy mãnh thanh âm vang lên. Thiết quân, dừng tay đi. Theo uy mãnh thanh âm vang lên, vậy tàn phá bừa bãi sắt thép nước lũ, cũng là ngay tức thì giải tán. Ông ông ông, bầu trời chấn động, toát ra phiến phiến ánh sao, hồng mông lớn tinh không khí tượng hiện lên. Ở đó ánh sao chiếu rọi xuống, liền biến thành sắt thép pho tượng Mộc Âm Hy, giờ phút này cũng là rút đi thiết hóa dấu vết, khôi phục rất nhanh hình người. Khôi phục như lúc ban đầu Mộc Âm Hy, rên lên một tiếng, ngã nhào trên đất, ngơ ngác nhìn bầu trời. Nàng liền thấy, ở đó hồng mông trên tinh không, hiện ra một đạo tục tằng cuồng mãnh, vô cùng thân ảnh khôi ngô. Đó là võ tổ bóng người. Võ tổ bóng người, đáp xuống, liền như đỉnh thiên lập địa vậy, rối loạn thế giới quy luật, bể tan tành không gian quy luật, cũng khôi phục vững vàng. Võ tổ đại nhân. Thiết Ngai Vàng thấy võ tổ hạ xuống, một hồi chấn động ngạc. Võ tổ sư tôn. Diệp thần cũng là một mặt đờ đẫn hình dáng, không nghĩ tới hắn cùng Thiết Ngai Vàng đánh nhau, lại có thể kinh động võ tổ. Cung nghênh võ tổ đại giá. Cấm thiên tứ lão và Mộc Âm Hy, lại là mang vô cùng kích động cùng sùng kính tâm tình, quỳ xuống, nghênh đón võ tổ. Võ tổ nhìn Thiết Ngai Vàng, trong ánh mắt mang một chút buồn giận ý, nói Thiết quân, ngươi không phải đã đáp ứng ta, muốn chờ luân hồi chém ra, hắn nếu có thể chém ra trăm đạo, ngươi liền trở về thuận sao. Thiết Ngai Vàng yên lặng một hồi, sau đó liền nói, võ tổ đại nhân, xin lỗi, ta vẫn không thể tiếp nhận luân hồi chi chủ tồn tại. Ta tình nguyện là chết, cũng không muốn hắn làm ta chủ nhân. Võ tổ sắc mặt trầm xuống, cuối cùng thở dài nói, xem ra ngươi đối luân hồi ấn tượng, như cũ cứng nhắc, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi lại muốn tự tay giết hắn, đây là ý gì? Ngươi thực lực, đủ để bước lên đời này đỉnh cấp một trong, mà luân hồi chi chủ, chỉ là vừa mới bắt đầu chém ra. Ngươi trực tiếp động thủ giết hắn, sẽ không sợ quy tắc cùng khí vận cắn trả, vĩnh viễn rơi vào ngủ say sao? Thiết Ngai Vàng bình tĩnh nói, ta chính là vĩnh hằng xa vào, cũng không muốn nhận hắn làm chủ nhân. Hắn bình tĩnh trong giọng nói, hàm chứa kiên định quyết tâm. Diệp thần yên lặng, cũng biết Thiết Ngai Vàng cứng nhắc ấn tượng, quá mức thâm hậu, là không thể nào lại đổi cái nhìn. Võ tổ than thở một tiếng, nói, bất kể như thế nào, đời này luân hồi, có nghịch thiên quật khởi hy vọng, ta chân thân bị kẹt ở không không lúc nào không, tương lai còn muốn hắn tới giải cứu ta. Ta không thể để cho ngươi giết hắn. Thiết Ngai Vàng nói, vậy ta còn tiếp tục ngủ say đi, nơi này là ta đã từng nặng địa phương ngủ, ta coi như là trở về cố hương. Võ tổ nói, không, ngươi cũng không thể ngủ say, ngươi không đồng ý luân hồi, vậy ngươi liền tiếp tục đi tìm, tìm ngươi muốn vương, ta cũng muốn xem, cuối cùng có thể thống ngự thế giới vương giả, rốt cuộc là ai, vị kia vương giả, có lẽ có thể đặt chân không không, để cho hỗn loạn không không lúc nào không. Lần nữa khôi phục trật tự. Nói xong lời cuối cùng, võ tổ mắt nhìn Diệp thần, mang vẻ mong đợi cùng thưởng thức. Hiển nhiên, ở hắn trong mắt, cuối cùng có thể thống trị thế giới hiện thật vương giả, nhất định là Diệp thần. Ở thống trị thế giới hiện thật sau đó, Diệp thần liền có thể vượt qua thực tế, đặt chân không không, ở không không lúc nào không, thành lập được luân hồi trật tự.
Đây là võ tổ kỳ vọng, hắn vậy tin tưởng Diệp Thần có thể thực hiện. Thiết Ngai Vàng khinh thường cười một tiếng, tự nhiên rõ ràng võ tổ ý niệm, nhưng hắn từ đầu đến cuối không đồng ý Diệp Thần, lập tức nói, ta thà là chết, vậy sẽ không tiếp nhận luân hồi thống trị, ta nếu không ngủ say, những ngày kế tiếp, ta cũng sẽ tiếp tục đối phó luân hồi. Võ tổ thở dài nói, Thiết Quân, người có người nói, người không phục luân hồi, ta cũng không cưỡng bách ngươi, nhưng, ngươi không thể tự mình kết quả động thủ, cái này vi phạm quy tắc, chính ngươi cũng có thể bị cắn trả. Thiết Ngai Vàng liếc mắt một cái Nhâm Thanh Phong bể tan tành thi thể, nói, không thể tự mình kết quả động thủ, ta có thể tìm người khác. Lần này, Nhâm Thanh Phong thất bại, nhưng Thiết Ngai Vàng cũng không buông tha. Cái này thế gian, tuyệt đối có người, có thể chiến thắng Diệp Thần. Coi như hắn không thể tự mình kết quả, vậy tất nhiên có thể tìm được người thích hợp. Võ tổ gật đầu một cái, nói, tùy ngươi tìm, nhưng ngươi không thể tự mình kết quả, đây là ta ranh giới cuối cùng, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Thiết Ngai Vàng nhìn võ tổ bóng người, có chút lo âu nói, võ tổ đại nhân, ngươi hạ xuống, biết hay không kinh động không không lúc nào không bên trong những quái vật kia. Đã từng, võ tổ hạ xuống qua cấm thiên thành, chính là kinh động không không thời không quái vật, để cho quái vật kia dưới sự đuổi giết tới, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Võ tổ hơi có chút thê lương cười một tiếng, nói, ngươi nếu biết ta khó xử, vậy sau này liền tuân thủ lời hứa, không cho phép tự mình kết quả nhằm vào luân hồi, trừ phi luân hồi trở thành thiên quân, nếu không ta nhất định sẽ hạ xuống ngăn cản. Thiết Ngai Vàng kinh hãi, lại là xấu hổ, nói, võ tổ đại nhân mời yên tâm, ta có thể thông cảm ngươi khó xử. Võ tổ nói, như vậy quá tốt, vậy ta liền trở về. Dừng một chút, võ tổ ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, mỉm cười nói, đồ nhi, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, người biết là cái thế giới này vương, chúng ta cuối cùng có một ngày, có thể ở không không lúc nào không tương gặp. Tiếng nói rơi xuống, võ tổ bóng người, hoàn toàn nhạt đi tiêu tán. Một đạo tinh quang, từ hắn tiêu tán địa phương bắn ra, rơi vào Diệp Thần ấn đường bên trong. Diệp Thần đầu ông một tiếng, nhất thời lấy được vô cùng cảm ngộ. Đó là hồng mông lớn tinh không thần thông cảm ngộ. Võ tổ lần này hạ xuống, trực tiếp ban phúc, ban thưởng hồng mông lớn tinh không tu vi cảm ngộ, trợ giúp Diệp Thần tiến bộ. Võ tổ sư tôn, đa tạ. Diệp Thần trong lòng yên lặng nói cảm ơn, võ tổ lần này tới đi vội vàng, nhưng lại trực tiếp hóa giải được hắn nguy nan, còn đưa cho hắn một tràng ban phúc tạo hóa. Ở võ tổ dưới áp lực, Thiết Ngai Vàng cũng không dám lại làm loạn. Hắn yên lặng nhìn Diệp Thần một mắt, hừ một tiếng, cuối cùng xoay người rời đi, thân thể ẩn nhập trong hư không, rất nhanh biến mất không thấy. Cấm Thiên Tứ Lão và Mộc Âm Hy, chố mắt nhìn nhau, như cũ thuộc về to lớn rung động bên trong. Võ tổ lần này hạ xuống, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, võ tổ đối Diệp Thần mong đợi. Võ tổ và Diệp Thần, lại là thầy trò vậy tình nghĩa, quan hệ thâm hậu. Các vị trưởng lão, Mộc Tiểu Thư, đa tạ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hướng Cấm Thiên Tứ Lão và Mộc Âm Hy, chắp tay nói cảm ơn. Lần này Cấm Thiên Tứ Lão và Mộc Âm Hy đều ở đây liều chết bảo vệ hắn, hắn dĩ nhiên là cảm kích. Cấm Thiên Tứ Lão nói, không sao, chúng ta và võ tổ như nhau, cũng tin tưởng cái này nhất thế, luân hồi có thể quật khởi, người nhất định là chân chánh vương giả. Mộc Âm Hy nói, hoang, không, Diệp Thần đại ca, người còn phải tiếp tục chém ra sao? Nàng xem Nhâm Thanh Phong thi thể, cũng có điểm thổn thức. Lần này Diệp Thần chém ra, khó khăn trùng trùng, thật may cho tới bây giờ, nguy nan đã giải quyết, ngay cả Ngục Thiên Mệnh hơi thở, cũng bị hoàn toàn chém chết. Tiếp theo, Diệp Thần cũng có thể an tâm tiếp tục chém ra. Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái, nói, hiện tại một phen trắc trở, ta cần chút thời gian bình tĩnh, không thích hợp tiếp tục chém ra. Mới vừa phát sinh hết thảy. Thật to dung chuyển Diệp Thần tâm thần, hiện tại hắn cần bình tĩnh lại. Dẫu sao, tim gông xiềng, thật khó chặt đứt, nếu như không thể giữ vững tâm tình bình tĩnh, cây bản không có khả năng thành công. Vậy, ta cùng ngươi trở về. Mộc Âm Hy mỉm cười cười một tiếng, nói. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, chính là cùng Mộc Âm Hy, trở lại nàng thần nữ phủ đệ, chuẩn bị bình tĩnh một tí tâm tình, là lại chém gông xiềng làm chuẩn bị. Ha ha. Không nghĩ tới à, thằng nhóc ngươi, lại có thể nhanh như vậy, luyện thành hoang cổ thần thể, còn rút ra nhân hoàng thánh đao. Trên đường đi về,
Diệp Thần lại nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Là Hoang lão thanh âm. Hoang lão, ngươi thức tỉnh. Diệp Thần cảm nhận được Hoang lão tỉnh lại, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Ừ, ta ở ngươi thức tỉnh hoang cổ thần thể thời điểm, cũng đã thức tỉnh, thật là tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi có thể rút ra nhân hoàng thánh đao. Tỉnh lại sau Hoang lão, giọng bên trong, như cũng mang sâu đậm rung động. Dẫu sao, nhân hoàng thánh đao chính là không vô thần khí, Diệp Thần có thể đem rút ra, đơn giản là khoáng cổ tuyệt kim kinh thiên sự nghiệp. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, chỉ là rút ra một nhỏ đoạn thôi, không tính là cái gì. Nếu như nhân hoàng thánh đao, toàn bộ rút ra, vậy dĩ nhiên là long trời lở đất. Nhưng thời khắc này Diệp Thần, chỉ là rút ra một nhỏ đoạn thân đao, còn xa xa không đủ. Chỉ ít, chỉ bằng vào vậy một nhỏ đoạn thân đao mũi nhọn, còn chưa đủ để nghịch phạt vạn khư. Hoang lão cười nói, từng bước tới, chỉ ít ngươi mở một cái tốt đầu. Dừng một chút. Hoàng lão lại có chút ngưng trọng nói, bất quá, thiết ngai vàng cùng ngươi quyết liệt, ngươi nhiều một tên địch, cũng không tốt xử lý. Diệp Thần nói, thiết ngai vàng muốn cùng ta là địch, ta đã sớm đoán được, nhưng có võ tổ áp lực, hắn lại nữa dám tự mình kết quả động thủ, chỉ cần hắn không tự mình kết quả, ta liền có nắm chắc chống lại. Hiện tại Diệp Thần thân xác không xiềng, đã toàn bộ chặt đứt, lực lượng dâng trào đến vô địch, đủ để ung dung chém chết thiên huyền cảnh 4 tầng thiên cường giả. Hiện tại hắn là có to lớn lòng tin, chỉ cần thiết ngai vàng không tự mình kết quả, dựa hết vào người ngoài, tuyệt không khả năng áp chế hắn. Hoàng lão híp mắt nói, ta cũng có chút tò mò, tiếp theo, vậy thiết ngai vàng sẽ tìm ai, làm hắn người đại diện. Hiện tại, Nhâm Thanh Phong đã chết, địa ngục thiên mệnh tiêu diệt, thiết ngai vàng muốn đối phó Diệp Thần, chỉ có thể tìm mới người đại diện. Lúc này, thiết ngai vàng biến dạng hư không, lại trở về suối vàng biển chết cạnh. Hắn đứng ở bên bờ, ngắm nhìn ào ào suối vàng biển, nội tâm suy nghĩ muôn vàn. Vạn khư thần điện, vậy muốn ngăn cản luân hồi chém ra, thậm chí phái đế thích thiên xuống. Chỉ bất quá, đế thích thiên chạy đi chém ra võ trường, nhưng là đi lộn địa phương. Võ tổ đại nhân không cho phép ta tự mình kết quả, vậy triệu hoán đế thích thiên hạ xuống, để cho hắn đối phó luân hồi, hoặc có nghiền diệt thằng nhóc kia cơ hội. Thiết ngai vàng trong bụng suy nghĩ. Hắn bất tiện tự mình kết quả, liền nghĩ đến đế thích thiên. Đế thích thiên, hạ xuống đi, luân hồi chi chủ ở chỗ này. Thiết ngai vàng thả ra một đạo ý niệm, lăn lăn thiết hắc khí tức xông lên vân tiêu, xuyên qua địa ngục giới bầu trời, đem Diệp Thần ở địa ngục giới tin tức, xa xa truyền đưa ra ngoài. Ý niệm thả ra ngoài sau đó, thiết ngai vàng khóe miệng vuốt vẻ mỉm cười, tiếp theo, ta liền có thể chờ xem kịch vui, như đế thích thiên, thật có thể chu diệt luân hồi. Hắn có lẽ chính là ta muốn tìm vương. Địa ngục giới, một vùng núi hoang bên trong. Một cái thời không hố đen, bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo tự nhiên đẹp trai, thư hùng không biện luận bóng người, từ khi đó không hố đen bên trong đi ra, chính là đế thích thiên. Ở đế thích thiên sau lưng, đi theo mười mấy người làm, người người hơi thở dũng mãnh, trong đó không thiếu thiên quân cao thủ. Gia chủ đại nhân, nơi này chính là địa ngục giới sao? Luân hồi chi chủ liền ở chỗ này. Truyền thuyết địa ngục giới, khắp nơi đều là núi thây biển máu khí tượng, làm sao nơi đây chim hót hoa thơm, một phiến sức sống bừng bừng hình dáng. Vậy mười mấy người làm, ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh sơn thanh thủy tú, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đế thích thiên nói, luân hồi chi chủ chém ra, đã chặt đứt thân xác 10 đạo gông xiềng, hắn chém ra khí tượng, trực tiếp thay đổi thế giới quy luật, để cho địa ngục chết. Thành lập luân hồi trật tự cùng sức sống, như không nhanh chóng đem hắn chấn áp, chỉ sợ hắn thật muốn chém ra trăm đạo. Thiết ngai vàng truyền ra trong tình báo, ẩn chứa rất nhiều nhân quả. Cho nên, đối với địa ngục giới tình báo, còn có rất nhiều thế lực phân phối, đế thích thiên đều là như lòng bàn tay. Vậy mười mấy người làm, nghe được Diệp Thần khí tượng, thậm chí thay đổi thế giới quy luật, không khỏi được rất chấn động, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. T, địa ngục giới nhưng mà vô cùng lớn thế giới à, luân hồi chi chủ lại có thể lấy sức một mình, thay đổi thế giới quy luật, thật là không thể tưởng tượng nổi. Gia chủ đại nhân, chúng ta làm thế nào? Rất nhiều người làm nhìn đế thích thiên, bọn họ đều là đế thích nhà người. Lúc này đế thích thiên, thay thế đế thích vạn diệp, thành thái thượng đế thích nhà gia chủ. Luân hồi đem giết, chỉ là hắn núp ở cấm thiên thành,
đó là võ tổ địa bàn, chúng ta không tốt ra tay, chỉ có thể nghĩ biện pháp buộc hắn đi ra. Đế Thích Thiên bấm ngón tay suy tính, diễn toán các loại nhân quả, cảm ngộ tương lai được mất thành bại, tính toán chu diệt luân hồi phương pháp. Đi, cùng ta đi giới vương điện. Khoảnh khắc, Đế Thích Thiên tròng mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì, liền dẫn dưới quyền người làm, hướng giới vương điện bay đi. Giới vương điện bên trong, thần vũ trụ Diêm La đạo quân, đang cùng Thiện Nhu công chúa, cộng tự tình cha con niềm vui, như cha nữ đoàn viên. Địa ngục giới phép tắc thay đổi, luân hồi trật tự thành lập, để cho bọn họ cũng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đặc biệt là Thiện Nhu, trong mắt lại là mang khao khát cùng hân duyệt vẻ, trong đầu nghĩ, Diệp thần ca ca khí tượng, như vậy bàng bạc, hắn nhất định có thể chém ra trăm đạo, chỉ là không biết hắn lúc nào, sẽ đến giới vương điện làm khách. Lúc này nàng cùng Diệp thần, phân biệt còn không bao lâu, nhưng đã đặc biệt nhớ nhung Diệp thần. Báo. Một cái giới vương điện vệ binh, vội vã đi vào trong đại điện, báo cáo. Thần vũ trụ, vạn khư thần điện trưởng lão, thái thượng đế Thích Gia gia chủ, Đế Thích Thiên cầu gặp. Đế Thích Thiên thừa kế đế Thích Vạn Diệp đạo thống sau đó, đã thành vạn khư thần điện cao tầng trưởng lão một trong. Thần vũ trụ Diêm La đạo quân, nghe được Đế Thích Thiên cầu gặp, nhất thời rất kinh ngạc, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, suy nghĩ cái này tâm ma chủ, tới ta giới vương điện làm chi. Không dám khinh thường, hướng Thiện Nhu đạo, Thiện Nhu, người ở lại chỗ này, ta đi ra ngoài xem. Thiện Nhu nghe được Đế Thích Thiên tới thăm, cũng là một hồi kinh nghi ngưng trọng, khẽ gật đầu. Thần vũ trụ sải bước đi ra, liền thấy một cái anh soái nam tử, mang mười mấy người làm, tại đại điện bên ngoài chờ, chính là Đế Thích Thiên. Hôm nay Đế Thích Thiên tu vi, là thiên huyền cảnh bốn tầng thiên, nếu như chính diện tỉ thí, thần vũ trụ có lòng tin, có thể ở một chiêu bên trong, đem đối phương nghiền diệt thiên vạn lần. Nhưng, nghĩ đến Đế Thích Thiên, chấp trưởng tâm ma đại chú kiếm, thực lực không thể coi thường, hắn cũng không dám khinh địch, chắp tay, nói, vạn khư trên dùng đại giá đến chơi, ta giới vương điện nhà nghèo thêm rực rỡ, ha ha, không biết trên dùng hạ xuống, là có gì chỉ giáo. Ta giới vương điện cùng ngoại giới, cho tới bây giờ không dậy hơn nửa điểm ân oán. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, vậy chắp tay đáp lễ, nói thần vũ trụ lễ độ, ta lần này hạ xuống, là muốn đưa cho ngài một phần đại lễ. Thần vũ trụ nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, nói cái gì đại lễ? Đế Thích Thiên bàn tay lộn một cái, nói thần vũ trụ mời xem. Một cái tinh khiết không rảnh, không mang theo một chút sát phạt huyết khí trường kiếm, xuất hiện ở Đế Thích Thiên trong tay. Thanh trường kiếm kia, là như vậy trong suốt, thần vũ trụ xuyên thấu qua thân kiếm, có thể ánh chiếu đến mình gương mặt, thậm chí có thể thấy mình nội tâm. Sâu trong nội tâm, hết thảy đủ loại, thiện ác tội nghiệt, dục vọng nhân quả, ở thanh kiếm này chiếu rọi xuống, đều là không che giấu. Đây là tâm ma đại chú kiếm. Ngươi, thần vũ trụ thần sắc đại biến, mặt đầy tức giận, bàn tay giết ra, muốn cách không một trường, đánh chết Đế Thích Thiên. Nhưng hắn trưởng đến nửa đường, cả người liền co quắp, dùng không ra chút nào khí lực, nội tâm bên trong, từng cơn đau nhức cùng tê ngứa, giống như gặp phải ngàn vạn đao kiếm vặn cắt, ngàn vạn rắn độc con kiến gặm nhấm. Thần vũ trụ trong cổ họng, nhất thời phát ra đau khổ buồn khổ rên rỉ, hoảng hốt lui về sau hai bước, biết là mình tâm ma phát tác, vội vàng vận chuyển linh khí, muốn chấn áp hóa giải. Hắn đã nghiêm mật đề phòng Đế Thích Thiên, đạo tâm vậy làm xong trùng trùng phòng vệ, nhưng thấy vậy tâm ma đại chú kiếm trong nháy mắt, hắn vẫn là ngay tức thì phá vỡ. Ở tâm ma đại chú kiếm ánh chiếu hạ, nội tâm hắn các loại ác niệm, các loại dục vọng, qua lại đủ loại máu tươi tội nghiệt, đều bị câu dẫn ra. Đế Thích Thiên thấy thần vũ trụ tâm ma phát tác, khóe miệng hơi gợi lên vẻ tươi cười. Người đâu, mau bắt hắn. Thần vũ trụ lớn tiếng kêu to, chỉ cảm thấy tâm ma như nước thủy triều, không ngừng ăn mòn ý chí linh thức, ở đánh mất lý trí trước, hắn liền liền gầm thét, phát ra lệnh. Ở tiếng ra lệnh sau khi rơi xuống, thần vũ trụ cả người nổ lên màu đen tội ác ma khí, cả người bị tội ác hơi thở quấn quanh, kêu to, rơi vào cực đoan thống khổ bên trong, hai tay không ngừng bắt sát gương mặt, lấy ra từng đạo dữ tợn vết máu, thậm chí liền mình con ngươi, cũng thiếu chút nữa bị hắn bắt kéo xuống, vô cùng là kinh khủng dữ tợn. Giới vương điện rất nhiều cường giả, nghe thần vũ trụ mệnh lệnh sau đó, nhất thời kinh hãi chấn động, như sấm gió bão vậy phá giết tới, che khuất bầu trời vây quanh Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên sau lưng những người làm,
đều là Tùng sợ hãi. Như thế nhiều cường giả, coi như Đế Thích Thiên chấp trưởng tâm ma đại chú kiếm, cũng không khả năng lập tức đối phó chứ. Đế Thích Thiên nhưng là bình tĩnh hình dáng, mắt xem rất nhiều cường giả, lăng không đạp chết xuống, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, phía trước liền có một cái bóng đen, phóng lên cao, như ma như ngục, nếu như mãi mãi quái vật, sông ngang đánh thẳng, gầm thét hí, tay chân loạn vũ, đem vậy rất nhiều cường giả, từng cái một xé nát. Thần vũ trụ, đám người cường giả hoảng hốt, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vậy phóng lên cao bóng đen, chính là thần vũ trụ Diêm La đạo quân. Thời khắc này thần vũ trụ, đã hoàn toàn bị tâm ma khống chế, mặt đầy vết máu, cả người hắc khí quanh quẩn, dữ tợn như quái vật, đã thành Đế Thích Thiên tâm ma con rối. Nếu như bàn về thực lực, Đế Thích Thiên tuyệt đối không phải thần vũ trụ địch thủ, chênh lệch muôn vàn. Nhưng, thần vũ trụ ở trước mặt hắn, nhưng thê thảm sa sút. Thần vũ trụ không phải thua ở Đế Thích Thiên trên tay, mà là thua ở dưới tâm ma của mình. Là hắn tâm ma, đánh bại hắn. Đây cũng là tâm ma đáng sợ, cho nên tâm ma trở thành vạn giới ung thư. Người bất kỳ đều có tâm ma, nắm trong tay tâm ma, liền có thể vượt qua vô cùng cảnh giới lớn, để cho đối phương rơi vào tâm ma của mình bên trong. Đây cũng là Vũ Hoàng Cổ Đế một mực không giết Đế Thích Thiên một trong những nguyên nhân. Cái này một tí, thần vũ trụ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, tạm thời thành Đế Thích Thiên con rối. Đế Thích Thiên khống chế thần vũ trụ, sông ngang đánh thẳng, như thần như ma liều chết xung phong, nhất thời đem giới vương điện rất nhiều cường giả bao vây, toàn bộ giết lui, một cái tàn toái thi thể, từ không trung đánh mất. Gia chủ đại nhân uy võ. Vậy mười mấy Đế Thích nhà đệ tử, ngạc nhiên mừng rỡ kêu gào, nhìn về phía Đế Thích Thiên trong ánh mắt, mang nóng bỏng sùng bái. Bọn họ hôm nay là lần đầu tiên thấy được tâm ma lực lượng, quả nhiên là khủng bố nghịch thiên, không tưởng tượng nổi, cho dù tự thân cảnh giới tu vi, cùng kẻ địch chênh lệch trời đất, nhưng dựa vào tâm ma sát phạt, đều có thể lấy yếu thắng mạnh, ung dung thay đổi chiến cuộc. Hướng ta thần phục đi. Đế Thích Thiên thanh âm nhàn nhạt, lại tràn đầy vương giả bá đạo, đôi giơ tay lên một cái, trăm ngàn cầm tinh khiết sáng ngời, không dính nhuộm chút nào huyết khí trường kiếm, chính là bay lên trời. Đó là nhất bà tâm ma đại chú kiếm. Giới vương điện rất nhiều các cường giả, thấy bầu trời phi kiếm, ánh chiếu tự thân gương mặt, trong thoáng chốc cảm thấy nội tâm rối loạn, các loại tội ác máu nghiệt, đều bị câu dẫn ra, điên cuồng đau khổ lật lăn. Ở trong một cái chớp mắt này, bọn họ tâm ma, đều bị câu đi ra. Vốn là giới vương điện, cường giả rất nhiều, cho dù là Đế Thích Thiên, cũng không khả năng ở trong nháy mắt, thẩm phán tất cả mọi người tâm ma. Nhưng bởi vì hắn khống chế thần vũ trụ, thấy thần vũ trụ thành con rối, đám người nội tâm chấn động tùng sợ hãi, phòng thủ chính là nhất sơ sót thời điểm. Lúc này, bị Đế Thích Thiên tâm ma kiếm chiếu một cái, tất cả mọi người tâm ma, đều là không che giấu. Lăn lăn tội ác ma khí, từ giới vương điện phóng lên cao, thảm thiết gào khóc cùng tiếng kêu, xa xa truyền ra ngàn vạn dặm. Vô số cường giả ở tâm ma bị hành hạ, ngã xuống đất lật lăn co quắp, kịch liệt vùng vẫy xé. Đến cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt đổi được trống rỗng, lại cũng không có một chút diễn cảm, đều được Đế Thích Thiên tâm ma con rối. Không tới 15 phút thời gian, Đế Thích Thiên rửa sạch giới vương điện, cơ hồ đem tất cả cường giả, đều biến thành tâm ma của mình con rối. Tất cả máu me đầy mặt, cả người là vết quào tâm ma con rối, giống như là cái xác biết đi vậy, không mang theo một chút cảm tình, bảo vệ ở Đế Thích Thiên bên người, bao gồm thần vũ trụ. Vậy mười mấy Đế Thích nhà người làm, thấy Đế Thích Thiên ở lật tay tới giữa, binh không máu nhận, lại khống chế toàn bộ giới vương điện, nhất thời rung động được tột đỉnh. Tâm ma sát phạt cùng đáng sợ, bọn họ coi như là chính mắt thấy được. Trong truyền thuyết tâm ma đại chú kiếm, không hổ là chư thiên vạn giới, đáng sợ nhất ung thư. Một cái Đế Thích người làm từ, vô cùng rung động thở dài nói. Đế Thích Thiên nghe vậy người làm lời nói, khẽ cau mày, nhàn nhạt phất tay một cái. Đứng bên cạnh hắn thần vũ trụ, lập tức như mãnh quỷ vậy lao ra, hai tay nắm vậy người làm hai vai, dùng sức đi ở giữa kéo một cái, liền đem vậy người làm sống sờ sờ xé nát. Gia chủ bớt giận, cái khác người làm hù được hồn phi phách tán, lật đật quỳ sụp xuống đất. Đế Thích Thiên bình tĩnh nói, tâm ma đại chú kiếm, thế nào lại là ung thư? Đây là thẩm phán thiên hạ đồ sắc bén, nếu như các ngươi nội tâm không có tội ác, lại làm sao sẽ bị tâm ma ăn mòn?
Đám người người làm nói, gia chủ nói thật phải. Đế Thích Thiên gật đầu một cái, ngay vào lúc này, thấy một cái yểu điệu thiếu nữ, lảo đảo, từ trong đại điện đi ra. Đó chính là Thiện Nhu. Thiện Nhu mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt, bao gồm thần vũ trụ ở bên trong, tất cả giới vương điện người, đều được tâm ma con rối, thẫn thờ đứng gần ở Đế Thích Thiên bên người. Một màn này hình ảnh, chân thực quá mức sợ hãi, quá mức khủng bố. Thiện Nhu hoàn toàn không dám tin tưởng, chỉ lấy vì mình thân ở ác mộng bên trong. Ngươi đã làm chút gì? Thiện Nhu vành mắt hết sức nứt ra, nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên, mắt đẹp bên trong doanh mãn tức giận nước mắt, cả người nổ lên từng tia đen nhánh địa ngục ma khí. Ngươi chính là Thiện Nhu công chúa sao? Vậy cùng nhau quy thuận ta đi. Đế Thích Thiên ánh mắt nhẹ nhàng, nhàn nhạt phát ra một hơi tâm ma phi kiếm, ánh chiếu Thiện Nhu. Nhưng mà, cái này một tí ánh chiếu, hắn nhưng phát hiện, Thiện Nhu nội tâm, sạch sẽ không tì vết, không có một chút tâm ma tội ác, không khỏi được rất kinh ngạc. Ồ, lại có thể thông qua tâm ma thẩm phán. Đế Thích Thiên dưới kinh ngạc, lại là vui sướng. Suy, lúc này, Thiện Nhu ma khí hội tụ hai tay, móng tay như đao kiếm, phá không hướng Đế Thích Thiên tập sát tới. Đế Thích Thiên không có ra tay, chỉ bình tĩnh đứng. Bên người hắn thần vũ trụ, nhưng là gầm thét một tiếng, như ác ma vậy bay ra, nắm Thiện Nhu hai tay, trực tiếp đem nàng khống chế được. Thiện Nhu chỉ cảm thấy hai tay xương cốt sắp nứt, một hồi đau nhức, kêu lên, thần vũ trụ, người không nhận được ta sao? Thần vũ trụ ánh mắt trống rỗng động hình dáng, tựa hồ hoàn toàn không nghe được nàng mà nói, giống như con rối cùng pho tượng. Vô dụng, cô gái nhỏ, hắn đã bị ta tâm ma khống chế. Đế Thích Thiên vô cùng ôn nhu, ngắm nhìn Thiện Nhu gương mặt, nói. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại có thể tránh thoát ta tâm ma thẩm phán, tương lai ta thành lập lý tưởng nước, chắc có ngươi một tiệc vị. Thiện Nhu nội tâm, là như vậy sạch sẽ, như vậy không rảnh, Đế Thích Thiên có thể khẳng định, cho dù là tột cùng nhất tâm ma, đều không cách nào đem nàng thẩm phán. Bên trong lòng nàng, căn bản không có tâm ma tồn tại. Đế Thích Thiên phỏng đoán, đỉnh cấp tâm ma luyện thành, thẩm phán thiên hạ, hàng tỷ triệu sinh linh đều phải chết, nhưng sẽ có 5.000 người chừng sống sót, vậy cũng là nội tâm tinh khiết nhất không rảnh tồn tại, không tồn tại tâm ma, đó cũng là Đế Thích Thiên mong muốn lý tưởng chi tử, tương lai lý tưởng đất nước thành viên. Mà Thiện Nhu, chính là lý tưởng chi tử. Thiện Nhu nghe được Đế Thích Thiên ôn nhu lời nói, nhưng khó hiểu cảm thấy sợ hãi. À, bất quá đáng tiếc. Trên mình ngươi có địa ngục ma khí, đã từng là địa ngục giới thiên mệnh ma nữ, ta cần ngươi máu tươi tu luyện, sợ rằng không thể để cho ngươi sống đến lý tưởng nước thành lập. Đế Thích Thiên vô cùng thương tiếc thở dài, nhẹ nhàng sờ một tí Thiện Nhu tóc, tựa hồ rất là không thôi. Rồi sau đó, Đế Thích Thiên chính là phát ra lệnh, nói, đem nàng giam cầm lại, 3 ngày sau tế trời, ta muốn bắt nàng máu tươi, bước vào tột cùng nhất tâm ma cảnh giới. Đã từng là Thiện Nhu. Là địa ngục giới thiên mệnh ma nữ, trên mình tích lũy ma khí nồng nặc. Cho dù hôm nay, địa ngục giới thiên mệnh mệnh cách, đã bị luân hồi chém chết, nhưng Thiện Nhu trên mình tích lũy ma khí, như cũ tồn tại. Cái này cổ ma khí, đặc biệt thích hợp Đế Thích Thiên tu luyện. Thời khắc này Đế Thích Thiên, đã sắp đến gần tâm ma đỉnh cấp cảnh giới. Nếu như hiến tế Thiện Nhu, chiếm đoạt nàng máu tươi, có lẽ có thể bước vào tâm ma tầng thứ 9 đỉnh cấp nhóm. Thần vũ trụ sải bước ra, sử dụng một bộ hắc quan, chính là địa ngục xu. Thiện Nhu thấy vậy địa ngục xu, nhớ tới ngày xưa bị phong ấn đủ loại đáng sợ đi qua, theo bản năng kêu một tiếng, Diệp thần ca ca. Đế Thích Thiên mỉm cười nói, cô gái nhỏ, người yên tâm, 3 ngày sau, người Diệp thần ca ca, sẽ đến cứu ngươi. Phịch, thần vũ trụ bàn tay một chảo, liền đem Thiện Nhu thân thể, hoàn toàn phong ấn giam cầm ở hắc quan bên trong. Đám người Đế Thích nhà người làm nói, gia chủ đại nhân mạnh khỏe mưu kế. Lấy Thiện Nhu công chúa làm mồi, tuyệt đối có thể đem vậy luân hồi chi chủ bức bách ra ngoài. Diệp thần thân ở Cấm Thiên Thành, đó là võ tổ địa bàn, Đế Thích Thiên cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng lợi dụng Thiện Nhu làm mồi dụ, nhưng có thể đem Diệp thần đưa ra. Đế Thích Thiên mỉm cười nhìn ra xa chân trời, dù gì nói, luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi không muốn để cho ta thất vọng. Đế Thích Thiên hạ xuống, lấy tâm ma khống chế giới vương điện, cũng chuẩn bị cầm Thiện Nhu công chúa tế trời, lấy máu tươi du ngoạn tâm ma đỉnh,
tin tức này, rất nhanh truyền khắp toàn bộ địa ngục giới. Đế Thích Thiên thậm chí phát ra từng đạo thiệp mời, mời địa ngục giới thế lực khắp nơi, hoàng tộc, kiếm tộc vân. Vân, tới dự lễ. Địa ngục giới thế lực khắp nơi, đều là rung động hỗn loạn. Giới Vương Điện là địa ngục giới tuyệt đối nắm giữ, thế lực vô cùng khổng lồ, nhưng giờ phút này, lại có thể bởi vì là một cái chính là thiên huyền cảnh Đế Thích Thiên, thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, vậy chân chính thấy được tâm ma lợi hại. Không thiếu thế lực, cũng liền đêm tăng cường mình sơn môn phòng ngự, rất sợ Đế Thích Thiên hạ xuống. Xa ở Cấm Thiên Thành Diệp Thần, vậy nhận được thiệp mời, chỉ kinh hãi được ra đầu tê dại. Giới Vương Điện lại có thể bị tâm ma khống chế. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, hắn ở thần nữ phủ đệ bên trong, vốn là dự định bình tĩnh tâm tình, lại mưu đồ chém ra đột phá. Nhưng, Đế Thích Thiên cái này thiệp mời, nhưng trực tiếp làm rối loạn hắn tâm tình. Mộc Âm Hy biết tin tức, cũng là ngưng trọng, nói, Diệp Thần ca ca, làm sao bây giờ? Đế Thích Thiên hành động này, nói rõ là ghim ngươi à? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, 14 vị trưởng lão tới đây, chúng ta thương lượng một chút. Mộc Âm Hy gật đầu, lật đật mời Cấm Thiên Tứ Lão, đi tới thần nữ phủ đệ. Đám người ngồi ở đại sảnh nghị sự bên trong, gương mặt đều là vô cùng nặng nề. Cấm Thiên Tứ Lão nói, thần vũ trụ hàng năm muốn rút ra nhân hoàng thánh đao, trong lòng đã tích lũy hạ đáng sợ tâm ma dục vọng, lần này bị Đế Thích Thiên nổ, có thể nói là vạn kiếp bất phục. Nếu như là vậy nhỏ yếu thế lực, Đế Thích Thiên ngược lại không có dễ dàng như vậy khống chế. Nhưng giới vương điện quá mạnh mẽ, thần vũ trụ vậy quá mạnh mẽ, thậm chí đã từng một lần muốn nắm giữ không vô thần khí. Thần vũ trụ cường đại dục vọng, cũng được cường đại tâm ma, trực tiếp bị Đế Thích Thiên ung dung khống chế. Đế Thích Thiên tâm ma tu vi, còn chưa tới tầng thứ 9, giống như này đáng sợ, một khi hắn đạt thành tâm ma đỉnh cấp, chỉ sợ dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, cũng không có người có thể lại ngăn cản. Diệp Thần khẽ cắn răng, vậy thật sâu cảm thấy uy hiếp. Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, còn chưa tới đỉnh cấp, liền khống chế được giới vương điện, nếu là thật lên đỉnh, chỉ sợ ở thẩm phán toàn bộ thiên hạ. Cấm Thiên Tứ Lão nói, hôm nay Đế Thích Thiên, muốn cầm Thiện Nhu công chúa tế trời sáp máu, chúng ta nhất định phải ngăn cản, nếu không một khi lòng hắn ma lên đỉnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay Cấm Thiên Thành, bởi vì có võ tổ nhân quả tồn tại, còn có thể chống đỡ Đế Thích Thiên. Nhưng vạn nhất, Đế Thích Thiên thật lên đỉnh tâm ma đỉnh, đừng nói Cấm Thiên Thành, toàn bộ địa ngục giới, toàn bộ thế giới hiện thật, đều không người có thể ngăn trở. Thiện Nhu máu tươi, chính là Đế Thích Thiên luyện công tuyệt hảo vật liệu, tuy nói chiếm đoạt Thiện Nhu máu tươi sau đó, hắn không nhất định có thể tấn thăng tâm ma đỉnh, nhưng ít nhất có hy vọng. Diệp Thần nhìn về phía Cấm Thiên Tứ Lão nói, 4 vị trưởng lão, chúng ta như đi ngăn cản, có mấy thành phần thắng. Diệp Thần hiền hòa mềm quan hệ không cản, hắn vậy không muốn nhìn thấy Thiện Nhu chết đi. Nếu như Thiện Nhu bị giết, hoặc là tâm ma lên đỉnh, Diệp Thần nội tâm, lại không ngày yên tĩnh, cũng không khả năng lại tĩnh hạ tâm lai, đột phá tim gông xiềng. Cấm Thiên Tứ Lão thở dài nói, không tới một thành. Hôm nay giới vương điện, đã bị Đế Thích Thiên khống chế, giới vương điện cao thủ như mây, thần vũ trụ bản thân cũng là tuyệt thế cường giả. Muốn từ giới vương điện dưới quyền, cứu ra Thiện Nhu công chúa, ngăn cản Đế Thích Thiên, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thằng nhóc, người nhất định phải ngăn cản Đế Thích Thiên. Nếu như bị lòng hắn ma lên đỉnh, vậy còn có. Luân hồi mộ địa bên trong, Hoàng Lão kêu to lên, thanh âm lại là mang một chút bất an mùi vị. Hoàng Lão cho tới bây giờ không có sợ qua người bất kỳ. Hắn liền Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không sợ. Hắn duy nhất sợ, là trong lòng mình tâm ma, vậy các loại tội ác dục vọng, đã từng trấn áp vạn giới, thành tựu cấm kỵ máu tươi qua lại. Hắn sợ Đế Thích Thiên lên đỉnh sau đó, tâm ma thẩm phán, tâm ma của mình, muốn bộc phát ra, vậy thì hoàn toàn xong đời. Cho dù là hắn, cũng không có tuyệt đối chắc chắn, có thể chống lại đỉnh cấp tâm ma sát phạt. Hắn không phải sợ Đế Thích Thiên, là sợ mình nội tâm. Nếu có nguy nan, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Hoàng Lão trực tiếp rất nhiều xuống cam kết. Hỗn Độn Thổ Đế cũng nói, mộ chủ đại nhân, Lão Phu vậy sẽ giúp ngươi một tay, Lão Phu bàn thạch chi tâm, hoặc có thể kháng nhận định Đế Thích Thiên tâm ma ăn mòn.
Diệp Thần nghe được Hoang Lão và Hỗn Độn Thổ Đế mà nói, trong lòng đại định. Có bọn họ trợ giúp, hắn đối kháng Đế Thích Thiên, thì có mấy phần sức lực. Huống chi, Diệp Thần mình, vậy luyện thành bàn thạch tâm pháp, tâm như bàn thạch, chư tà bất xâm, chỉ cần Đế Thích Thiên tâm ma, cũng không có đạt đến đỉnh cấp cảnh giới, hắn vậy có nắm chắc chống lại. Hoang Lão lại nói, ta kêu nữ hoang tộc người giúp ngươi. Ở thanh âm hắn rơi xuống ngay tức thì, hắn ở hoang tộc tổ trong đất pho tượng, chính là ánh sáng rực rỡ tách thả ra, hoàn toàn hiển linh. Tất cả hoang tộc đệ tử, cũng cảm nhận được Hoang Lão ý chí. Toàn lực phụ trợ luân hồi chi chủ, đối kháng Đế Thích Thiên, giải cứu Thiện Nhu công chúa. Đa tạ, Hoang Lão như vậy hết sức tương trợ, cũng là để cho Diệp Thần vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn ta chỉ là không muốn vô tình chết đi thôi. Hoang Lão lắc đầu một cái, trở lại mộ bia bên trong đi. Nếu như là đường đường tránh tránh quyết chiến, kỹ không bằng người, bị người chém chết, vậy hắn sẽ không có chút nào câu oán hận. Nhưng nếu như là không rõ ràng, bị mình dục vọng của nội tâm tâm ma chiếm đoạt, thậm chí phải đổi thành Đế Thích Thiên con rối, đó cũng quá uất ức, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Các vị trưởng lão, Mộc tiểu thư, ta chuẩn bị triệu tập người, đối kháng Đế Thích Thiên, các ngươi xin cứ tự nhiên. Diệp Thần hướng Cấm Thiên Tứ Lão và Mộc Âm Hy, chắp tay, đứng dậy liền muốn rời đi. Cấm Thiên Tứ Lão nói, luân hồi chi chủ, chậm đã. Diệp Thần đứng yên bước chân, Cấm Thiên Tứ Lão nói, ngươi là võ tổ truyền nhân, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi. Mộc Âm Hy cũng nói, Diệp Thần đại ca, coi là ta một phần. Diệp Thần có vẻ cảm kích, nói, đa tạ. Thời gian cấp bách, Đế Thích Thiên ở 3 ngày sau. Thì phải hiến tế Thiện Nhu, Diệp Thần triệu tập hoang tộc cường giả, và Cấm Thiên Thành cường giả liên hiệp, thương lượng đối kháng tâm ma, giải cứu Thiện Nhu kế sách. Cuối cùng, Diệp Thần quyết định, hắn và Cấm Thiên Tứ Lão, hoang tộc trưởng lão đoàn, dẫn rất nhiều cường giả lên đường, Mộc Âm Hy thì đóng giữ Cấm Thiên Thành, để phòng bất trắc. Thậm chí, Diệp Thần vận dụng phong thần làm, đem phong thần hội cường giả, vậy triệu tập tới đây, tạo thành đội ngũ ảo ảo. Thời gian vội vã. 3 ngày thoáng một cái rồi biến mất, tế trời ngày phải đến. Ngày này, địa ngục giới rất nhiều thế lực, cũng phái sứ giả, đi giới vương điện dự lễ. Giới vương điện răng đèn kết hoa, thật là náo nhiệt. Nhưng ở cái này bầu không khí náo nhiệt sau lưng, nhưng tràn ngập một chút làm người ta sợ hãi hơi thở. Giới vương điện rất nhiều đệ tử, đã sớm rửa sạch vết máu, ở sơn môn hai bên xếp hàng, hoan nghênh tân khách. Bọn họ diễn cảm. Là đần độn hình dáng, ánh mắt cũng là trống rỗng động, không có một chút thần thái, rõ ràng cho thấy từng cổ con rối đều bị tâm ma khống chế, giống như cái xác biết đi. Cấm Thiên Tứ Lão, hoang tộc trưởng lão đoàn, vậy dẫn không thiếu cường giả, làm bộ như phổ thông tân khách hình dáng, tiến vào giới vương điện bên trong, Diệp Thần thì che giấu ở trong bóng tối. Đế Thích Thiên tựa hồ đối với mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin, cũng không có để ý tân khách thân phận. Chỉ cần là đi tới giới vương điện, toàn bộ bỏ vào. Đám người tân khách đi tới giới vương điện trên quảng trường, chỉ gặp giữa quảng trường, xây dựng một tòa thật cao tế đàn, trên tế đàn để một bộ màu đen quan tài, chung quanh chất đống từng hạt tròn đầu khô lâu, đồng xanh đèn, ra người pháp chống vân. Vân pháp khí. Đế Thích Thiên liền đứng ở bên tế đàn trên, bên người đứng gần trước một tôn vô lượng cảnh cường giả, chính là thần vũ trụ Diêm La Đạo Quân. Lúc này thần vũ trụ tự nhiên vậy trở thành Đế Thích Thiên con rối, như người làm vậy đứng ở bên cạnh, trên mặt không mang theo một chút diễn cảm. Mọi người thấy ngày xưa nắm giữ địa ngục giới thần vũ trụ, lại có thể luân lạc tới bộ dáng này, lại là thổn thức, lại là thán phục tâm ma đáng sợ. Đến được vào lúc giữa trưa, giới vương điện đốt thả lễ pháo, hoan nghênh tân khách đến. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, hướng bốn phương chắp tay, nói, đa tạ các vị khách quý, đại giá đến chơi giới vương điện. Ta phụng Vũ Hoàng Lão Tổ mệnh lệnh, tiếp quản giới vương điện, từ đây giới vương điện, chính là vạn khư thần điện phân điện, ta cùng các vị tương hài sống chung, tuyệt sẽ không có nửa điểm phân tranh. Đám người nghe được Đế Thích Thiên lời này, đều là chấn động. Vạn khư muốn tiếp quản giới vương điện, thật là khẩu khí thật là lớn, phải biết, bàn về thực lực, thần vũ trụ chưa chắc thất bại cho Vũ Hoàng Cổ Đế nhiều ít. Nhưng hôm nay, thần vũ trụ lại bị Đế Thích Thiên tâm ma khống chế. Hắn nói muốn tiếp quản giới vương điện, nhưng cũng không có người có thể phản đối. Đế Thích Thiên nói tiếp, ta ngày hôm nay,
liền dự định lấy Thiện Nhu công chúa tế trời, an ủi đã từng bị nàng giết chết oan hồn. Ngày xưa Thiện Nhu công chúa, chính là địa ngục giới ma nữ, sát phạt tích lũy rất nặng, hôm nay ta đem tế trời, cũng coi là các vị diệt trừ một viên lớn ung thư. Trên thực tế, Đế Thích Thiên là vì chiếm đoạt Thiện Nhu máu tươi, tu luyện tâm ma. Nhưng ngoài mặt, hắn nhưng là nói được đường đường chính chính. Đám người tân khách đều biết Đế Thích Thiên kế hoạch, nhưng tự nhiên cũng không tiện ngay trước mọi người vạch trần hắn. Đế Thích Thiên mỉm cười cười một tiếng, rồi sau đó bàn tay vung lên, linh khí bơm vào đến trong tế đàn. Tế đàn kia trên, đùng một tiếng, dấy lên từng luồng ngọn lửa màu đen, không ngừng đốt nướng trước vậy địa ngục xu. Tất cả mọi người biết, Thiện Nhu công chúa liền bị giam cầm ở vậy địa ngục xu bên trong, sợ rằng nàng không bao lâu, liền sẽ sống sờ sờ bị đốt chết. Rào, rào, rào. Nhưng mà, ngay tại lúc này, bầu trời có từng tầng một sóng nước thay đổi, hiển hóa ra một tòa hồ tiên hư ảnh, lại là truyền thuyết bên trong, Thái Thượng Thiên Nữ thần khí, cầu nguyện hồ tiên. Ngay sau đó, bốn cô gái, bắt đầu từ cầu nguyện hồ tiên bên trên, hạ xuống. Từng luồng hồ tiên hơi nước, tưới rót hết, để cho được trên tế đàn, ngọn lửa màu đen kia, cũng là tắt. Thiên nữ người bên dưới tới. Đám người tân khách thấy một màn này, đều là chấn động. Vậy bốn cô gái, hạ xuống, thoáng chốc đem Đế Thích Thiên vây quanh. Đế Thích Thiên mặt không đổi sắc, cười nói, thiên nữ thủ hạ khách quý, nếu muốn tới, vì sao không nói trước hướng ta chào hỏi. Vậy bốn cái thiếu nữ thần sắc tao nhã, một người trong đó nói, chúng ta phụng thiên nữ mệnh lệnh, đặc biệt tới cùng Đế Thích Thiên đại nhân, làm một khoản giao dịch. Đế Thích Thiên hơi cảm thấy ngạc nhiên, nói, à, không biết là giao dịch gì. Cô gái kia nói, thiên nữ cần ma nữ chi tâm luyện công, xin Đế Thích Thiên đại nhân, đem vậy ma nữ giao cho chúng ta. Thành tựu báo đáp, thiên nữ có thể cầu nguyện, lợi dụng cầu nguyện hồ tiên thần lực, rửa đi vũ hoàng cổ đế, trồng ở bên trong cơ thể ngươi cấm chế, để cho ngươi khôi phục tự do. Lời nói này nói ra, toàn trường tân khách một hồi xôn xao. Bọn họ cũng nghe nói qua, Đế Thích Thiên bị vũ hoàng cổ đế trồng cấm chế, là vạn khư cống hiến. Chỉ là không nghĩ tới, thiên nữ lại có biện pháp, có thể giải trừ vũ hoàng cổ đế cấm chế, quả nhiên là thần thông quảng đại. Đế Thích Thiên trong mắt cũng là hơi đông lại một cái, nói thiên nữ thần thông quảng đại, ta rất là bội phục, thế nhưng ma nữ, ta chuẩn bị cầm tới tế trời sáp máu, lại không thể cho các ngươi xin trở về đi. Cô gái kia nói, Đế Thích Thiên, ngươi lên đỉnh tâm ma, muôn vàn khó khăn, chỉ có một món ma nữ máu, không thể nào để cho ngươi lên đỉnh. Ngược lại không như, đem người vậy ma nữ, nhường cho thiên nữ đại nhân có thể cầu nguyện, để cho ngươi khôi phục tự do. Đế Thích Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười nhạt, khôi phục tự do, hắn lại có thể đi nơi nào. Muốn lên đỉnh tâm ma, chỉ có dựa vào vũ hoàng cổ đế chống đỡ. Không cần, các ngươi xin trở về đi. Đế Thích Thiên lắc đầu, vẫn là cự tuyệt thái thượng thiên nữ giao dịch, cong ngón tay bắn ra, một món linh khí bắn vào trên tế đàn. Vậy trên tế đàn, lại thiêu đốt lên liền ngọn lửa màu đen, ngọn lửa vặn vẹo, huyễn hóa ra hoa sen hình dáng, đồng thời thấm ra hồng liên nghiệp hỏa cùng tâm ma sát khí, khá là quỷ dị. Vậy bốn cô gái nhìn nhau, một người trong đó trầm giọng nói, Đế Thích Thiên, ngươi nếu không chịu giao dịch, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, các nàng lại là như tia chớp ra tay, hai người hướng Đế Thích Thiên tập sát đi, hai người khác cướp đoạt hắc quan. Cái này một tí nổi lên biến cố, toàn trường đều kinh hãi. Đế Thích Thiên nhưng là bộ dáng chấn định, không có động tĩnh. Vậy hai thiếu nữ tập kích hắn, cũng không cần hắn đánh lại, thần vũ trụ chính là giết ra, lấy tốc độ cực nhanh, vô cùng hung ác ngang ngược thủ đoạn, nắm cái này hai thiếu nữ thân thể, đem các nàng sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Toàn trường tân khách, thấy thần vũ trụ vậy như vậy tàn khốc thủ đoạn, đều là vô cùng kinh hãi. Ngoài ra hai thiếu nữ muốn cướp đoạt hắc quan, lại bị trên tế đàn, vậy từng luồng màu đen xen lửa, cuốn ngược sát thân tới. Hồng liên yên tĩnh tuyết, vẫn diệt đi. Đế Thích Thiên ngón tay khẽ búng, động tác ôn nhu được giống như người yêu, chín tầng trời thần thuật uy nghiêm im hơi lặng tiếng thả ra, mạn châu xa hoa trải qua hơi thở bùng nổ. Vậy từng luồng màu đen xen lửa, hóa thành đỏ nhạt màu sắc, chung quanh trong hư không, lại cuốn lên lạnh như băng hoa tuyết, ùn ùn kéo đến. Hướng vậy hai thiếu nữ tập sát đi. Vậy hai thiếu nữ,
đều là nguyện vọng thần giáo bên trong thiên quân, thực lực khá là không tầm thường, lần này lại là đại biểu trời nữ ý chí, hạ xuống đàm phán. Nhưng, các nàng ở đế thích thiên 9 tầng trời thần thuật dưới sự xung kích, cũng là để không chịu nổi. Bởi vì giờ khắc này đế thích thiên, chấp trưởng giới vương điện, có thể mượn giới vương điện địa mạch khí vận, thực lực biên độ lớn tăng vọt, vậy thiên quân hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn. Hồng Liên Yên Tĩnh Tuyết, Mạn Châu Sa Hoa trải qua tầng thứ 2 thần thông, ở trong một cái chớp mắt này kịch liệt mãnh liệt, Hồng Liên nghiệp hỏa cùng đầy trời băng tuyết, băng cùng lửa sát phạt, kịch liệt đụng. Vậy hai cái thiên quân thiếu nữ, kêu thảm một tiếng, thân thể tại chỗ bị băng cùng lửa uy năng, nghiền diệt thành đầy trời bụi bặm. Đám người cảm nhận được đế thích thiên thủ đoạn, lại là kinh hãi. Vậy bốn cô gái, cũng đều là thái thượng thiên nữ thủ hạ thiên quân, hắn lại dám vừa thấy mặt liền toàn bộ giết chết, cũng không sợ thái thượng thiên nữ hàng giận sao. Đế thích thiên, người thật là to gan, liền người ta cũng dám giết. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, bầu trời bên trong, quả nhiên truyền ra một đạo lãnh ngạo thanh âm. Chỉ gặp thái thượng thiên nữ hư ảnh, từ không trung hạ xuống xuống. Cả người linh quang tách thả ra, còn quấn từng luồng hứa nguyện tiên chỉ hơi nước, tươi đẹp ung dung, xuất trần tuyệt thế, làm người ta không dám ngẩng mặt. Đế thích thiên thấy thiên nữ hư ảnh hạ xuống, vẫn là mặt không đổi sắc, nói thiên nữ tiền bối, người rơi xuống một đạo hư ảnh, thì có ích lợi gì? Thiên nữ lạnh lùng nói, ta một đạo hư ảnh, đủ để nghiền giết ngươi, vậy ma nữ tim, ta muốn. Tiếng nói rơi xuống, thiên nữ tiêm vung tay lên, hướng vậy hắc quan bắt đi. Đế thích thiên cười nói, như ngươi chân thân hạ xuống, tự nhiên có thể đem ta chu diệt, nhưng chỉ là một đạo hư ảnh, ngươi còn không tư cách cùng ta tranh đấu. Đế thích thiên thanh âm, cực kỳ cuồng ngạo, hắn cũng có cuồng ngạo tư cách. Thời khắc này hắn, đã sớm thừa kế đế thích vạn lá đạo thống, chấp trưởng 9 tầng trời thần thuật, lại là vạn khư điểm chính đào tạo nhân vật, khí vận ngút trời. Thái thượng thiên nữ chỉ là một đạo hư ảnh, tuyệt đối không thể nào trấn áp hắn. Trừ phi chân thân hạ xuống. Nhưng thiên nữ chân thân, muốn trấn thủ thái thượng thế giới, đề phòng vũ hoàng cổ đế, huống chi còn có quy tắc hạn chế, nàng chân thân cũng khó mà hạ xuống. Đế thích thiên vung tay lên, ngàn vạn thanh tâm ma phi kiếm phá giết ra, xoát kéo kéo trôi lơ lửng ở trên trời, lại không có hướng thiên nữ chém tới. Tâm ma đại chú kiếm giết người, cho tới bây giờ đều là không dính máu. Vậy ngàn vạn thanh tâm ma phi kiếm, sáng ngời thấu rõ, tinh khiết không rảnh, ánh chiếu thiên nữ hư ảnh. Thiên nữ bóng người bị ánh chiếu, trong thoáng chốc một hồi cứng rắn, có vô cùng hắc khí, từ nàng trong cơ thể tràn ra tới. Đó là tâm ma tội nghiệt khí. Vậy vô số tội nghiệt hắc khí, mơ hồ buộc vòng quanh một bóng người. Là luân hồi chi chủ bóng người. Đế thích thiên cười nói, thiên nữ tiền bối, lúc đầu tâm ma của ngươi, chính là Diệp Thần. Thiên nữ thấy mình tâm ma. Bị ánh chiếu liền đi ra, da mặt cũng là hơi nhảy lên một tí. Đế thích thiên, ngươi lại có thể soi sáng ra ta tâm ma, xem ra ngươi khoảng cách tâm ma đỉnh cấp cảnh giới, đã là vô hạn đến gần. Thiên nữ gặp tâm ma bị chiếu liền đi ra, cũng là thật sâu cảm thấy uy hiếp, đi trên bầu trời bay đi, chẳng muốn lại ham chiến, lại kêu nói. Diệp thần, ngươi ẩn núp lâu như vậy, cũng nên hiện thân, ta giúp ngươi một lần cuối cùng. Thanh âm rơi xuống. Thái thượng thiên nữ trên mình, tản mát ra từng luồng hơi nước, hàm chứa hứa nguyện tiên chỉ uy áp, cách không hướng thần vũ trụ bao phủ đi. Thần vũ trụ thân thể, bị từng luồng hứa nguyện tiên chỉ linh khí, hoàn toàn vần quanh ở. Không tốt, đế thích thiên mặt liền biến sắc, nhất thời cảm thấy mình cùng thần vũ trụ liên lạc, hoàn toàn mất đi. Vốn là, hắn để tâm ma khống chế thần vũ trụ chính là hắn con rối. Nhưng hiện tại, bởi vì hứa nguyện tiên chỉ cách trở, hắn lại tạm thời không khống chế được thần vũ trụ. Thiên nữ ở ngăn cách thần vũ trụ hơi thở sau đó, bóng người chính là hoàn toàn tiêu tán. Ở nàng tiêu tán cùng lúc này, trong hư không, luân hồi kim quang tách thả ra, một đạo cao ngất thân ảnh to lớn, hiện ra, chính là Diệp Thần. Thiên nữ, đa tạ ngươi. Diệp Thần nhìn về thiên nữ tiêu tán bóng người, trong lòng yên lặng cảm ơn.